Ngay sau đó hắn chỗ sâu trong tay trái, cánh tay thượng càn khôn hồ đồ án phát ra kim sắc quang mang, đi vào cấm trước nói, các ngươi lui ra phía sau ta thử xem lại nói. Không có cách, hắn nghĩ tới càn khôn hồ. Hắn càn khôn hồ là lớn nhất át chủ bài, có hai cái áp đáy hòm át chủ bài tồn tại. Cái thứ nhất tự nhiên là càn khôn hồ mọi việc đều thuận lợi lực cắn nuốt, lại là không biết có thể hay không cắn nuốt cái này cấm. Cái thứ hai còn lại là càn khôn thần điện chi lực, càn khôn thần điện lực lượng chi cường đến nay mới thôi hắn còn không có đụng tới quá chống lại không được mặt khác lực lượng, lại là không biết có thể hay không đối kháng tiên tôn đại viên mãn cường giả lực lượng. Tóm lại người nhiều lực lượng không có biện pháp hắn liền phải thử xem. Nếu này hai đại át chủ bài cũng chưa dùng, vậy thật không có biện pháp. Bất quá Dương Nghị Vân đều càn khôn hồ có tin tưởng. Giơ ra bàn tay trực tiếp một chưởng vỗ vào cấm thượng, Dương Nghị Vân nhẹ mắng một tiếng, cắn nuốt. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lên, lại là bắn ngược mà đến một cổ như núi lực lượng. Dương Nghị Vân biết đây là cấm phản phệ chi lực, lại là sớm có đoán trước, cũng không có hoảng loạn, bởi vì hắn đã thúc giục càn khôn hồ. Như cố ý ngoại càn khôn hồ sẽ ngăn trở xuống dưới, liền tính là càn khôn hồ cắn nuốt không được cấm, nhưng tin tưởng ngăn trở cấm phản phệ vẫn là không thành vấn đề. Ngay sau đó đối mặt cấm phản phệ Dương Nghị Vân theo bản năng đôi mắt nhíu lại, lại là cảm nhận được trên cánh tay trái càn khôn hồ bỗng nhiên bộc phát ra một cổ thật lớn hấp lực. Mà cảm thụ chung cấm phản phệ nháy mắt biến mất. Hắn trong lòng vui vẻ, vội vàng mở hai mắt nhìn lại là phát hiện càn khôn hồ hiệu quả, hắn bàn tay dán ở cấm phía trên. Rõ ràng cảm nhận được cấm ở dao động, hơn nữa tốc độ thực mau. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, 10 tức trong vòng hắn tất nhiên có thể đem cấm cấp cắn nuốt hủy bỏ. Liền ở Dương Nghị Vân thúc giục càn khôn hồ đồng thời, giao trì chủ phong đại điện, một người một thân đen nhánh quần áo trung niên Mỹ phụ nhân lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhị trưởng lão làm sao vậy? Một người thanh niên vẻ mặt trầm tĩnh hai tròng mắt lại lập lòe tinh quang thanh niên hỏi. Tên này Mỹ Phụ không phải người khác đúng là giao trì nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu, mà ngồi ở hắn bên cạnh thanh niên còn lại là đến từ sao băng điện tổ biển sao. Hôm nay giao trì đại hội mở ra ngày, giao trì đại điện lại là hội tụ giao trì cao tầng cùng đến từ giao trì mời mà đến các đại tiên môn người. Đương nhiên lúc này có thể ngồi ở giao trì đại điện người không có chỗ nào mà không phải là tiên giới đại môn đại tông tiến đến đương gia nhân cũng hoặc là có tu vi thực lực cùng có thân phận địa vị người. Số lấy trăm ngàn kế tiểu tông môn người còn lại là ngồi ở đại điện ở ngoài trên quảng trường. Gần nhất là giao trì đại điện cất chứa không dưới nhiều người như vậy, mà đến này đó tiểu tông môn người còn chưa đủ tư cách cùng giao trì, sao băng điện này đó siêu cấp đại tông người ngồi cùng nhau. Dù sao hôm nay giao trì chủ phong chính là biển người tấp nập, hơn nữa như cũng có không ít người lục tục tiến đến. Hôm nay chi giao trì, đem có đại biến. Tiếp theo giao trì đại hội. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão chi gian tranh đoạt, giao trì chi chủ chi vị, sẽ ở hôm nay có cái kết quả, chuyện này, hai cái đương sự đều rõ ràng, tại như vậy háo đi xuống, đối hai người cũng chưa chỗ tốt, đối giao trì cũng không có chỗ tốt. Kỳ thật đều đã đạt thành hiệp nghị, sẽ ở giao trì đại hội thượng dùng đạo pháp, luyện đan, luyện khí từ từ giao lưu tỉ thí, cấp ra một cái kết quả, trong lúc này đánh giá so đều, bao gồm tiến đến tham gia giao trì đại hội ngoại tông tiên môn người. Hai người cũng phái ra môn hạ đệ tử đánh giá, cũng có thể thỉnh ngoại viện, có những đệ tử khác giao lưu đấu pháp, các nàng từng người ngăn chặn đối đánh cuộc đánh giá, đây cũng là một loại nhãn lực quan sát. Đương nhiên mời mà đến mấy thế lực lớn người, cũng cố ý là làm chứng kiến, lúc này đại gia đang ở giao lưu ở, thời điểm mấu chốt, Hoa Sen Tiên Mẫu lại là cảm thụ nàng cấm bị phá. Này còn lợi hại, cấm sở nơi là giam giữ mấy cái hạ giới phi thăng mà đến nữ nhân. Trong đó một cái xem như đồ tôn Diệp Vô Tâm lại vẫn là sao băng điện tổ biển sao coi trọng nữ nhân, nàng Hoa Sen Tiên Mẫu còn trông cậy vào tổ biển sao lần này chúc nàng giúp một tay, nếu là Diệp Vô Tâm xảy ra chuyện, tầng này quan hệ còn như vậy giữ gìn. Rốt cuộc nhìn không được đằng một chút đứng dậy, trực tiếp nhìn quanh đại điện bốn phía xin lỗi nói, chư vị đạo hữu thật sự xin lỗi, ta Hoa Sen cung đột nhiên có điểm việc gấp muốn đi xử lý một chút, còn thỉnh chư vị đạo hữu sau đó ta đi một chút sẽ về. Nói xong cũng không kịp nhiều giải thích, vội vàng rời đi, ngay cả tổ biển sao hỏi chuyện cũng chỉ là có lệ một câu liền biến mất ở đại điện chung. Đây là tình huống như thế nào? Đúng vậy, hôm nay như vậy chuyện quan trọng, Hoa Sen Tiên Mẫu thế nhưng không màng chư vị đường xa mà đến chi khách rời đi, thật sự thất lễ. Còn không phải sao? Bất quá vị này Hoa Sen Tiên Mẫu cũng không phải cái gì lỗ mãng hạng người,
lúc này rời đi nhất định là ra cái gì đại sự. Có khả năng. Giữa sân mọi người nghị luận. Đại trưởng lão lại là khóe miệng lộ ra ý cười, hắn đã được đến môn hạ đệ tử thông báo, là có người hủy hoại hoa sen cung điện. Chư vị nếu nhị trưởng lão cái này vai chính tạm thời lập trường, không bằng từ từ lại nói, tại hạ đi ra ngoài nhìn xem lại vẫn là tổ biển sao đứng dậy nói chuyện sau trực tiếp rời đi. Ở đây rất nhiều người biết sao băng điện tổ biển sao cùng giao trì nhị trưởng lão quan hệ mật thiết, này cũng không kỳ quái. Sao băng điện thế đại cũng không ai dám nói cái gì. Dù sao không sao cả có náo nhiệt xem, cớ sao mà không làm, đại thiên tôn náo nhiệt nhưng không thường thấy. Tiên giới từ mấy ngàn năm trước xuất hiện thiên địa dị tượng đại đạo bổ toàn sau, cũng đã xuất hiện thật không tốt manh mối, tranh quyền đoạt lợi việc, không đơn giản là giao trì một nhà có, trên thực tế rất nhiều tông môn đều tồn tại, bởi vì toàn bộ tiên giới phong hào cấp bậc tiên tôn cường giả tất cả đều biến mất không thấy. Một môn nhất phái há có thể một ngày vô chủ, giao trì như thế, mặt khác tiên môn cũng là như thế, chẳng qua có chút bạo phát, có chút không bùng nổ, dù sao tiên giới mấy năm nay bắt đầu có một ít biến hóa lớn. Lần này tiến đến giao trì tham gia giao trì đại hội tiên môn, lại làm sao không phải muốn nhìn một chút đồng dạng vấn đề giao trì bực này đại tông như thế nào xử lý. Mà những cái đó tiểu tông môn cũng là có tầng này ý tứ ở bên trong, đối bọn họ tới nói cái này quan hệ một cái đứng thành hàng vấn đề, sau này tông môn phát triển vấn đề. Dù sao mọi người lực chú ý đều đã bị hoa sen tiên mẫu hấp dẫn mà đi, tiên thức buông ra tự nhiên có thể đem hoa sen cung hết thảy thu hết đáy mắt. Rất nhiều người nhìn đến hoa sen cung điện thành một mảnh phế tích lúc sau, trong lòng đều là hít hà một hơi. Ngoan ngoãn có người cư nhiên đem hoa sen tiên mẫu cung điện biến thành phế tích. Không chỉ như vậy, còn có quỷ dị một màn là, ở hoa sen cung điện ngoại thứ tung ngang dọc nằm rất nhiều người, một đám đều là chết thảm trạng, hoặc là bị người cắt hít hầu, hoặc là yếu hại bộ vị trí mạng, nhìn như là bị đánh lén tự sát. Giữa sân cư nhiên không có nhìn đến bất luận cái gì một người xuất hiện. Nhưng là ở hoa sen cung điện phế tích thượng mọi người xem tới rồi một cái hầm ngầm khẩu tồn tại. Dù sao có trò hay nhìn. Giao trì đại trưởng lão nhất phái vui sướng khi người gặp họa, tiến đến ngoại phái người còn lại là quan vọng xem náo nhiệt. Giờ phút này hoa sen tiên mẫu cùng sao băng điện tổ biển sao trước sau tiến đến hoa sen phong. Thời gian trở lại một khắc trước, Dương Nghị Vân ở 10 tức trong vòng dùng càn khôn hồ lực cắn nuốt, trực tiếp phá rất cấm, mang theo đoàn người tiến vào địa quật. Hắn trong lòng rõ ràng thời gian quý giá, hoa sen cung điện trở thành một mảnh phế tích, nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu cấm phá rớt, tất nhiên sẽ làm nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu biết, hắn muốn ở hoa sen tiên mẫu tới rồi phía trước tiến vào địa quật đem mấy người phụ nhân tất cả đều cứu ra, chỉ cần nghĩ cách cứu viện thành công, làm các nàng tiến vào càn khôn hồ không gian, hắn trong lòng liền lại vô vướng bận. Càn khôn hồ lực cắn nuốt không có làm hắn thất vọng, cắn nuốt cấm lúc sau. Trực tiếp tiến vào rõ ràng là nhân vi tu sửa địa quật chung, bên trong thực rộng mở, nhìn qua hoàn toàn chính là nhà giam. Xem đến Dương Nghị Vân trong lòng một trận hỏa đại. Cũng may có lẽ là bên ngoài phòng ngự nghiêm khắc, tới rồi địa quật nhà giam sau, ngược lại hết thảy đều thực bình thường, cũng không có cái gì cấm trận pháp gì đó tồn tại, một đường đi đến phát hiện một gian gian nhà tù. Hắn trong lòng sốt ruột tìm kiếm càn khôn chi mắt vận chuyển dưới, địa quật tình huống hết thảy thu hết đáy mắt. Ngay sau đó, tìm được rồi. Hắn cả người run lên, thấy được hắn một chúng nữ nhân bị giam giữ trên mặt đất kho chỗ sâu trong cuối cùng một gian nhà tù, trong lòng kích động đồng thời, cũng tặng một hơi. Thần thức đảo qua dưới phát hiện các nàng đều đừng phong ấn tu vi ở ngoài, mặt khác hết thảy còn hảo, cũng không có chịu cái gì thương tổn, hoàn toàn chính là bị giam giữ chung. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Diệp Vô Tâm, Viên Kim Phượng, Lâm Hoan, Ninh Kha, Nguyên Tranh, Lục Yên Chi. Lâu Hải Đường, Âu Dương Ngọc Thanh, Thương Vũ Hoan, Thương Vũ Tình, công kích 10 cái người tất cả đều là hắn nữ nhân. Mấy ngàn năm lâu, Dương Nghị Vân lại lần nữa nhìn đến các nàng lại là đôi mắt cũng đỏ lên. Càn Khôn Chi trước mắt phát hiện ra chính mình 10 cái nữ nhân ở ngoài, giữa sân còn có không quen biết phụ nữ trung niên, nhìn thấu trang điểm tựa hồ là giao trì người. Giờ phút này cùng này đó nữ nhân bị nhốt ở cùng nhau. Thấy được các nàng Dương Nghị Vân rốt cuộc nhịn không được. Thân hình chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở nhà giam ở ngoài, đôi mắt hồng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tạp nhà tù cấm thượng. Ầm vang. Cái này cấm đến lúc đó tiểu cấm, bị Dương Nghị Vân một quyền tạp phá. Nhà giam trong vòng Triệu Nam chờ nữ, bỗng nhiên mở hai mắt. Tối tăm hoàn cảnh hạ, trong mông lung các nàng thấy được ngày đêm tơ tưởng oan gia. Hắn như cũ là như vậy,
đầy đầu đầu bạc trường phiêu. Vân, Vân tử, Vân đại ca. Một tiếng kêu to vang lên, một đám đứng dậy. Là ta. Dương Nghị Vân Hồng con mắt run giọng trả lời, các ngươi chịu khổ, ta tới đón các ngươi về nhà. Vài ngàn năm không thấy, gặp lại tự nhiên không tránh được một trận tương tự tố khổ chi tình, hơn nữa Dương mẫu nhân nữ nhân đông đảo, một đám an ủi xuống dưới, thời gian liền qua đi một hồi lâu. Tuyết Miêu xuất hiện ở nhà giam nói, chủ nhân đi nhanh đi, không có thời gian, Hoa Sen tiên mẫu đã chạy đến. Dương Nghị Vân cũng biết thời gian khẩn trương, tiếp được tất nhiên là đối mặt Hoa Sen tiên mẫu, nhìn một chúng nữ nhân nói, các ngươi tiên tiến không gian, ta mang các ngươi rời đi, mặt khác sự chờ chúng ta trở về lại nói. Vung tay lên đem 10 cái nữ nhân tất cả đều từng cái thu vào càn khôn hồ không gian chung. Bất quá một đám tiến vào càn khôn hồ không gian thời điểm, Diệp Vô Tâm lại là lưu tại cuối cùng, ở Diệp Vô Tâm phía sau lại là còn có tên kia phụ nữ trung niên. Dương Nghị Vân xem Diệp Vô Tâm bộ dáng, hẳn là có chuyện muốn nói, hắn còn không có mở miệng Diệp Vô Tâm liền vẻ mặt áy náy đôi mắt đỏ lên nói, Vân tử thực xin lỗi. Dương Nghị Vân biết Diệp Vô Tâm tự trách, rốt cuộc nàng nơi sư môn thượng giới là giao trì, lần này việc, kỳ thật Dương Nghị Vân biết Diệp Vô Tâm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơi hơi mỉm cười tiến lên kéo Diệp Vô Tâm tay nói, nhà đầu ngốc, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, sự tình đại khái ta đã biết được, ngươi cũng đừng tự trách, chuyện này không trách ngươi, đều là giao trì nhị trưởng lão nói nhỏ, đem các ngươi quấn vào trong đó. Nghe Dương Nghị Vân nói, Diệp Vô Tâm nước mắt ào ào đi xuống lạc, trong lòng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, lần này sự kiện kỳ thật chính là bởi vì nàng nguyên nhân, làm hại chư vị tỷ muội cùng nhau bị liên lụy. Nàng ở tu chân giới sư môn là tiên giới giao trì truyền xuống tới đạo thống, đại gia phi thăng lúc sau, là nàng liên hệ thượng giới giao trì, ai biết sẽ là kết quả này. Nói đến cùng không trách nàng, nàng cũng là lo lắng đại gia an ủi, nghĩ đại gia đi trước thượng giới sư môn dàn xếp xuống dưới, lại đi hỏi thăm Dương Nghị Vân rơi xuống, nhưng không nghĩ tới chính là nhị trưởng lão coi trọng các nàng thiên sinh lệ chất, cư nhiên phải dùng các nàng tỉ muội tới liên hôn giao dịch. Lập tức khiến cho Diệp Vô Tâm lâm vào vực sâu. Trong lòng còn nghĩ nếu là chư vị tỷ muội bất luận cái gì một cái ra điểm đường rẽ, nàng cuộc đời này liền rốt cuộc không mặt mũi nào gặp mặt Dương Nghị Vân, đều đã làm tốt lấy chết tạ tội chuẩn bị. Còn hảo, Dương Nghị Vân tìm được rồi các nàng. Này nhiều ít làm Diệp Vô Tâm trong lòng có chút an ủi. Đừng khóc, ở khóc liền khó coi, chuyện này không trách ngươi, tiên tiến nhập không gian đi, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói, các ngươi này không phải đều không có việc gì sao? Yên tâm có ta ở đây thiên sụp không xuống dưới. Dương Nghị Vân giơ tay cấp Diệp Vô Tâm lau nước mắt an ủi nói. Ân, Diệp Vô Tâm nghẹn ngào một chút, nhưng cũng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, vội vàng nói, đúng rồi Vân tử, vị này chính là ta sư tổ, Sài Linh Chi, là giao trì nhị trưởng lão tọa hạ đại đệ tử, tổ sư phản đối nhị trưởng lão lấy chúng ta làm giao dịch, đã bị nhị trưởng lão giam giữ lên, nàng người thực hảo. Hảo, ta đã biết, ngươi thả đi trước không gian. Yên tâm ta tới xử lý. Dương Nghị Vân đối Diệp Vô Tâm một cái mỉm cười sau, đem Diệp Vô Tâm thu vào càn khôn hồ không gian, kỳ thật hắn biết Diệp Vô Tâm muốn nói cái gì. Vốn dĩ đi, hắn đối giao trì tất cả mọi người hận thượng, nhưng hiện tại nghe Diệp Vô Tâm như vậy vừa nói, hắn trong lòng cũng có hiểu ra. Lúc này vẫn luôn cũng chưa nói chuyện Sài Linh Chi hơn 1000 hành lễ nói, Sài Linh Chi gặp qua Dương môn chủ, nơi đây việc, đều là ta sai lầm. Còn thỉnh Dương môn chủ không nên trách tội Vô Tâm, ai nói đến cùng đều là sư phụ tư dục, ta cũng không nghĩ tới nàng cùng đại trưởng lão tranh quyền đoạt lợi, cư nhiên liền môn hạ đồ tôn đều không buông tha, thật sự. Tóm lại đều là ta sai lầm, thỉnh Dương môn chủ thứ lỗi. Sài Linh Chi cái này nhị trưởng lão Hoa Sen tiên mẫu ngồi xuống thủ đồ, ở thật lâu trước kia trong lúc vô ý du lịch quá tu chân giới, truyền xuống Diệp Vô Tâm nơi sư môn, lúc này mới có hôm nay chi nhân quả. Nàng trong mắt Dương Nghị Vân tuy rằng là cái tiên đế trung kỳ tu vi tiên nhân, nhưng lại rõ ràng, Dương Nghị Vân có thể sấm đến Hoa Sen cung điện địa quật tới tìm được hắn nữ nhân, đủ để thuyết minh Dương Nghị Vân không phải tầm thường tiên đế, đi theo hắn tiến vào những cái đó tiên tôn, càng thêm thuyết minh vấn đề. Cho nên nàng chút nào không dám nhìn nhẹ Dương Nghị Vân, chẳng sợ nàng là tiên tôn hậu kỳ tu vi. Chuyện này từ đầu đến cuối nói đến cùng đều là nàng sư phụ Hoa Sen tiên mẫu không đối trước đây. Nàng Sài Linh Chi cánh tay vặn bất quá đùi, nhưng lại có thể phân rõ thị phi, chung quy là Diệp Vô Tâm là nàng đồ tử đồ tôn, kết quả cùng sư phụ đối nghịch kết cục chính là bị giam giữ ở cùng nhau.
lúc này Dương Nghị Vân tìm tới môn nàng chính mình đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Một phen nói ra tới xin lỗi 10 phần. Dương Nghị Vân đâu? Nghe Xài Linh Chi một mở miệng nhu hòa thanh âm, cũng biểu đạt xin lỗi, hắn không hảo phát tác kỳ thật cũng không thể phát tác, bởi vì có Diệp Vô Tâm quan hệ ở. Hơn nữa đầu sỏ gây tội là Hoa Sen Tiên Mẫu, cũng không phải Xài Linh Chi. Ngẫm lại thúc giục Càn Khôn Hồ cắn nuốt đem Xài Linh Chi trên người phong ấn cởi bỏ nói, từ giờ trở đi, Diệp Vô Tâm cùng ngươi thanh toán xong. Nói xong xoay người liền đi, cũng không để ý tới Xài Linh Chi. Dương Nghị Vân cũng không sợ cái này tiên tôn hậu kỳ tu vi Xài Linh Chi làm khó dễ, giúp nàng cởi bỏ phong ấn khôi phục pháp lực, điểm này coi như là cho Diệp Vô Tâm kết thúc. Dù sao giao chỉ người, hắn không thích, càng so nói cái này Xài Linh Chi vẫn là nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu thủ đồ. Nhìn Dương Nghị Vân rời đi, Xài Linh Chi chua xót, nàng rõ ràng Dương Nghị Vân hận thấu giao trì, nhưng nàng cũng không có biện pháp, ai làm nàng có cái nhị trưởng lão như vậy sư phụ đâu. Dương Nghị Vân đem một chúng nữ nhân tìm được thu vào Càn Khôn Hồ không gian chung, trong lòng cũng an tâm, hiện tại đi ra ngoài, hắn biết tất nhiên đem đối mặt giao trì nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu. Nói thật hắn đối Hoa Sen Tiên Mẫu bực này cường giả không có chút nào nắm chắc. Tiên tôn đại viên mãn đỉnh cường giả toàn bộ tiên giới cũng không tồn tại nhiều ít, đây là tiên giới tu luyện kim tự tháp đứng đầu tiên nhân. Nếu nói đúng thượng tiên tôn lúc đầu trung kỳ tiên nhân, hắn dựa vào vạn vật thần thông, 12 chí tôn thần thông, càn khôn hồ lực lượng còn có thể ứng đối, nhưng là tiên tôn hậu kỳ cùng đại viên mãn đỉnh cường giả thật đúng là khó mà nói. Trong lòng nghĩ đi ra ngoài đang xem tình huống, hắn hiện giờ cũng coi như là có điểm thực lực, trong lòng kỳ thật là tràn ngập tự tin. Đánh không lại chẳng lẽ còn trốn bất quá không thành. Dù sao một chúng nữ nhân cũng đã tìm được, hiện tại không sao cả, có thể trêu chọc giao chỉ nhị trưởng lão truyền ra đi hắn cũng không có hại. Hạ quyết tâm, đánh không lại liền chạy. Đến nỗi hiện tại đi ra ngoài nhìn xem tình huống lại nói, hắn còn không đến mức đến nghe được Hoa Sen Tiên Mẫu tên liền dọa bất chiến mà chạy nông nỗi. Tốt xấu Tuyết Miêu sốt ruột mà đến 3.000 tiên đế, 50 tiên tôn sát thủ, cùng tầm thường tiên nhân so sánh với. Chân chính chém giết, này đó sát thủ khẳng định chiếm ưu thế. Mặt khác còn có hắn lấy sinh tử phù thu phục giao chỉ 72 lộ quản sự, 36 phong phong chủ, đều là tiên đế tiên tôn, này đó lực lượng cùng ở bên nhau, kia cũng không thể coi thường, tin tưởng bất luận cái gì thế lực bất luận kẻ nào đều phải ước lượng ước lượng. Trong đầu nghĩ những việc này thời điểm, thực mau rời khỏi địa quật, đi tới phía trước Hoa Sen cung điện phế tích thượng. Vừa ra tới Dương Nghị Vân liền nhìn đến phía chân trời phía trên ô lạp lạp một mảnh người, ít nói cũng có 3-5 ngàn, hoàn toàn đem toàn bộ Hoa Sen cung vây quanh lên, vây thành một cái thật lớn vòng. Nhìn qua chính là chờ lâu ngày bộ dáng. Còn nghĩ những người này như thế nào không có giết tiến địa quật thời điểm, một cái tràn ngập sát ý rét lạnh vô cùng thanh âm vang lên. Người chờ người nào? Bình đạm ngữ khí thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm sát ý. Thanh âm là nữ nhân thanh âm. Có chút bén nhọn. Giờ phút này Dương Nghị Vân bên người có thể thấy được chính là Tuyết Miêu, Hồng Y, Điêu Nhi, Cổ Kiếm, cùng với Độc Cô Ảnh dẫn dắt 10 cái tiên tôn, đến nỗi những người khác đều ở ẩn thân trạng thái. Dương Nghị Vân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, lại là phía chân trời phía trên một người thân xuyên hắc y trung niên mỹ phụ, nàng huyền phù ở không, phía sau có 5 tên hơi thở cường đại nam nữ, lại lúc sau còn lại là đen nghìn nghịt người, xem quần áo trang điểm tất cả đều là giao chỉ đệ đệ. Trong đó Dương Nghị Vân thấy được một ít người quen, 36 phong phong chủ cùng 72 lộ quản sự đều ở trong đó. Đối với hắn thu phục những người này, trước mắt còn không có ngả bài, giao chỉ người tự nhiên không biết này đó quản sự cùng phong chủ đã nghe lệnh hắn. Mà nói chuyện hắc y mỹ phụ khí chàng cường đại, hơn nữa phía sau 5 người, các tu vi hắn đều nhìn thấu không, thân phận đã thực rõ ràng không hề nghi ngờ là giao chỉ nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu mang theo mặt khác mấy cái trưởng lão. Rốt cuộc đối thượng, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, ánh mắt trực tiếp dừng ở hắc y mỹ phụ trên người, trầm giọng nói, giao chỉ nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu. Hắn cũng tưởng xác nhận một chút có phải hay không cái này Bạch Liên Hoa yêu phụ. Tiểu gia hỏa ta chính là giao chỉ nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu, hủy diệt rồi ta Hoa Sen cung chính là ngươi. Ngươi lại là người nào? Mang theo cường đại khí chàng Hoa Sen Tiên Mẫu có một ngụm thứ hỏi chuyện. Ở mấy nghìn người trước mặt nàng vẫn duy trì giao trì trưởng lão phong độ, cũng không có tức muốn hộc máu. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt gần từng chữ, ta là tới tìm ngươi tính sổ người, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Những lời này tương đương thừa nhận là hắn hủy diệt rồi Hoa Sen cung điện,
nhìn thẳng Hoa Sen Tiên Mẫu nói ra lời này, ngừng ở bốn phía người trong mắt, đều cho rằng Dương Nghị Vân gan phì. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt Dương Nghị Vân chỉ là một người tiên đế trung kỳ tiên nhân, mà Giao Chỉ nhị trưởng lão có thể nói xem như tiên giới tu luyện đỉnh nhân vật, một cái tiên đế đối mặt đỉnh tiên tôn, lại là không chút nào khiếp đảm. Trong tối ngoài sáng người chính là tất cả đều nhìn đến nghe được Dương Nghị Vân này buổi nói chuyện. Mà giờ phút này Hoa Sen Tiên Mẫu nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là hơi hơi sửng sốt, đột nhiên lên tiếng mà cười, ha ha ha. Tiếng cười không lớn nhưng lại truyền khắp toàn trường, bất quá nàng tiếng cười nghe vào bất luận kẻ nào trong tai đều lệnh nhân sinh hàn. Dừng một chút Hoa Sen Tiên Mẫu tiếng cười đình chỉ, huyền phù ở trời cao, nhìn xuống Dương Nghị Vân nói, tiểu gia hỏa ngươi không thể không nói ngươi dũng khí đáng khen, không nói đến ngươi là ai, nếu ngươi không dám nói, bản tôn cũng không hỏi ngươi xuất thân. Ngươi nói ngươi là tới tìm bản tôn tính sổ, ha ha, chuyện này do đó nói lên. Hôm nay ngươi nếu không nói ra cái nói vẫn như cũ tới, bản tôn mặc kệ ngươi là ai, xuất thân chỗ nào, hủy ta Hoa Sen cung, đảo loạn ta Giao Chỉ đại hội, định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Kỳ thật Hoa Sen Tiên Mẫu giờ phút này trong lòng thật đúng là liền muốn biết Dương Nghị Vân xuất thân bối cảnh, rốt cuộc tiên giới có thể cùng Giao Chỉ sánh vai tông môn có đến là. Hơn nữa nàng cảm thụ chung chính là có không giống bình thường phát hiện, nàng phát hiện ở cái này đầu bạc tiểu tử bên người nhìn không thấy địa phương, tồn tại 3.000 nhiều tiên đế, trong đó còn có mấy chục danh tiên tôn. Đương nhiên những người này ở nàng trong mắt giống như con kiến cũng không đáng giá nhắc tới. Đáng giá nhắc tới chính là, những người này đều là ẩn thân ở trong tối, này liền cũng không tầm thường, nếu không phải nàng tu vi cao, thật đúng là rất khó phát hiện tại đây tiểu tử bốn phía ẩn thân nhiều như vậy người. Có thể ẩn thân thủ đoạn, đại đa số tiên nhân đều có thể làm được, nhưng ẩn thân thần thông cũng có cao thấp chi phân, ở Hoa Sen Tiên Mẫu trong mắt, những người này ẩn thân thủ đoạn phi thường cao minh, tầm thường tiên tôn đều rất khó phát hiện. Cho nên nói Hoa Sen Tiên Mẫu nhiều ít có chút cố kỵ Dương Nghị Vân thân phận. Bên người có nhiều người như vậy ẩn thân bảo hộ, lại dám đến nàng Giao Chỉ hủy diệt nàng Hoa Sen Cung, hiện tại càng là. Từ địa quật ra tới, lúc này nàng đã biết địa quật trung giam giữ dị chủng nữ tử không thấy. Điểm này thực hiển nhiên là bị tiểu tử này mang đi, mà tiểu tử này bên người không thấy được, tất nhiên là ẩn tàng rồi lên, đích xác từ hạ giới phi thăng đi lên những cái đó nữ tử mặc kệ là tu luyện thiên tư vẫn là dung nhan thượng đều là cực phẩm, một đám đều là trời sinh tu luyện lô đỉnh. Nhưng nàng không rõ trước mắt tiểu tử này do đó biết đến. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là vì những cái đó tu luyện lô đỉnh mà đến? Nhưng hắn là ai? Hoặc là nói ra thanh kia ra tông môn, có là như thế nào biết đến? Hoa Sen Tiên Mẫu nghĩ đến, bên người có thể có 3.000 tiên đế 50 tiên tôn bảo hộ người, tất nhiên cũng không phải là xuất thân vô danh, chẳng lẽ tiểu tử này là đến từ Tam Đại Thiên Tôn thế lực người? Nếu đúng là đến từ Tam Đại Thiên Tôn thế lực người, vậy thực sự có chút phiền toái. Cho nên nàng không dám tùy tiện ra tay, mà là muốn hỏi một chút Dương Nghị Vân lai lịch, nào biết tiểu tử này nhưng thật ra Hắc Hồng không đề cập tới. Dương Nghị Vân lại làm sao nghe bất lão cái này lão yêu bà có thử chính mình lai lịch ý tứ, hắn chính là không nói, làm cái này yêu phụ kiêng kỵ. Bất quá nhưng cái này lão yêu phụ nói ra lời này sau, hắn lại là trong lòng hỏa khí cọ lên đây, nhà đều áp không được, chính mình nữ nhân bị nàng giam giữ. Dùng để làm giao dịch, nếu không phải hắn tiến đến, chính là vĩnh viễn hối hận. Rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên, lão yêu phụ uổng ngươi là Giao Chỉ đường đường nhị trưởng lão, lại là vì tranh đoạt Giao Chỉ chi chủ chi vị, đem chủ ý đánh vào hạ giới phi thăng mà đến mấy người phụ nhân trên người, này trong đó còn có một cái là ngươi đồ tôn, ngươi có xấu hổ hay không? Nhiều năm tu luyện ngươi cái yêu phụ sợ là tu luyện đến cẩu trên người đi đi. Ha ha, tiểu tử ở tu sĩ thế giới. Mồm mép ngạnh không tính bản lĩnh, liền tính bản tôn bắt mấy cái hạ giới tu sĩ, có cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi tiến đến ta Giao Chỉ nháo sự, hủy ta Hoa Sen Cung, nói đến cùng ngươi còn không phải là vì mấy người phụ nhân. Đích xác bản tôn thừa nhận kia mấy cái nữ tử là nhất đẳng nhất tu luyện lô đỉnh, nhược thịt cường thế thế giới, bản tôn bắt liền bắt, ngươi lại tính thứ gì, còn không phải đồng dạng vì mấy người phụ nhân mà đến. Hoa Sen Tiên Mẫu lại là không chút nào che giấu thừa nhận. Nhưng một phen nói ra tới lại là đúng lý hợp tình, một câu quyền đầu cứng, có thể như thế nào thích. Ha ha ha, Dương Nghị Vân bị khí cười, ngay sau đó lạnh giọng quát lớn, lão yêu phụ các nàng đều là ta tại hạ giới thê tử, người nói làm ta chuyện gì. Ta thể định làm ngươi cái này lão yêu phụ xuống địa ngục. Giờ phút này đối mặt Dương Nghị Vân mắng mà ra nói, Hoa Sen Tiên Mẫu rốt cuộc nở nụ cười,
bởi vì hắn nghe được Dương Nghị Vân nói này mấy người phụ nhân là tiểu tử này thê tử. Từ tu luyện thời gian thượng xem này mấy người phụ nhân tu luyện đều không đủ vạn năm, mà tiểu tử này nói là hắn nữ nhân, đó chính là nói tiểu tử này cũng là đến từ hạ giới. Theo nàng hiểu biết tiên giới tam đại thiên tôn thế lực cùng mặt khác với giao trì tề bình thế lực, sắp tới vạn năm tới không có người hạ giới quá, nói như thế tới này tiểu không phải tam đại thiên tôn thế lực thậm chí không phải mặt khác thế lực lớn xuất thân, điểm này có thể bài trừ. Nếu không phải, kia nàng liền không có gì băn khoăn. Nhìn Dương Nghị Vân, Hoa Sen tiên mẫu cười lạnh lên, thậm chí mang theo diễn ngược chi ý chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng là hạ giới phi thăng giả, ha ha, vậy là tốt rồi làm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn cho bản tôn xuống địa ngục? Chỉ bằng ngươi bốn phía che giấu 3000 tiên đế cùng mấy chục cái tiên tôn sao? Ha ha ha, bản tôn nói cho ngươi, bao gồm ngươi ở bên trong, thậm chí còn liền tính là 3000 tiên tôn, ở bản tôn trong mắt đều là con kiến, ngươi còn có cái gì át chủ bài lượng xuất hiện đi, nếu không cũng đừng nói bản tôn không cho ngươi cơ hội, giết các ngươi đều không cần bản tôn tự mình ra tay. Lúc này sao băng điện tổ biển sao đã đến? Lại là mở miệng nói, từ từ. Hoa Sen tiên mẫu nhìn về phía tổ biển sao, tổ tướng quân có nói cái gì nói. Tổ biển sao nghe được Dương Nghị Vân cùng Hoa Sen tiên mẫu đối thoại, lại là biết Dương Nghị Vân bắt đi hắn coi trọng nữ nhân, liền đối với Hoa Sen tiên mẫu nói, nhị trưởng lão, nhưng phải hỏi rõ ràng, kia tiểu tử nhưng bắt bản tướng quân coi trọng nữ nhân. Nói xong lại là kiềm chế không được trực tiếp hướng về phía Dương Nghị Vân trên cao nhìn xuống trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi nếu bắt đi địa quật chung nữ nhân, như vậy đem trong đó một cái kêu Diệp Vô Tâm cấp bản tướng quân giao ra đây, bản tướng quân nhưng cầu Hoa Sen tiên mẫu cho ngươi một con đường sống. Ta đi ngươi đại gia, cấp lão tử sát. Tổ biển sao nói chưa nói xong, đã bị Dương Nghị Vân tức giận đánh gãy, hạ lệnh chém giết. Cái này tổ biển sao nói quả thực chính là ở vũ nhục hắn, ngay trước mặt hắn muốn hắn nữ nhân, là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Một cái sát tự lạc bế. Dương Nghị Vân trực tiếp đối với đang ở tổ biển sao cùng Hoa Sen tiên mẫu phía sau giao chỉ 72 lộ quản sự, 36 phong phong chủ hạ lệnh, mục tiêu trực tiếp làm chết tổ biển sao cùng giao chỉ nhị trưởng lão Hoa Sen tiên mẫu. Trên thực tế từ lúc bắt đầu hắn liền truyền âm cho bọn hắn, làm cho bọn họ làm tốt chém giết chuẩn bị. 72 lộ quản sự, 36 phong phong chủ, tất cả đều bị quản chế với hắn sinh tử phù, liền tính là núi đao biển lửa, chỉ cần hắn hạ lệnh đều phải xuống tay. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị tốt giao chỉ 72 lộ quản sự cùng 36 phong phong chủ, hội tụ ở tổ biển sao cùng giao chỉ nhị trưởng lão Hoa Sen tiên mẫu phía sau, đồng thời bùng nổ, toàn lực xuất kích, nhắm ngay hai người nháy mắt bộc phát ra toàn lực công kích. Âm 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 âm. Ngay lập tức chi gian phạm vi lớn công kích, pháp lực dao động kinh thiên động địa, đủ mọi màu sắc pháp lực công kích hình thành thật lớn khí thế, các loại pháp khí đồng thời bùng nổ dưới. Đem tổ biển sao cùng giao trì nhị trưởng lão bao phủ ở thật lớn pháp lực lốc xoáy chung. Đương nhiên bị lan đến còn có giao trì mặt khác 5 cái trưởng lão, tổ biển sao mang đến sao băng điện cao thủ, cùng với một ít Hoa Sen tiên mẫu ngồi xuống tiên đế tiên tôn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân dẫn theo 3000 tiên đế cùng 50 tiên tôn, hơn nữa Tuyết Miêu, Hồng Y đám người phóng lên cao, ngay lập tức chi gian lại là một đợt công kích mà đi. Thật lớn nổ vang không ngừng vang lên. Phía chân trời phía trên lấy Hoa Sen tiên mẫu cùng tổ biển sao đám người vì trung tâm, hình thành một cái đường kính vài trăm thước pháp lực lốc xoáy, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, vô số pháp lực công kích dưới sinh ra một đóa thật lớn mây nấm. Thình lình xảy ra biến cố, làm bốn phía giao trì đệ tử đều trợn tròn mắt, một đám lại là giải rác ở bốn phía động cũng chưa động. Bởi vì bọn họ không biết làm sao bây giờ, này trong đó không đơn giản là Dương Nghị Vân ra tay. Trọng điểm là giao chỉ 72 lộ quản sự cùng 36 phong phong chủ cư nhiên đối giao chỉ nhị trưởng lão ra tay, cái này làm cho này đó giao chỉ đệ tử hoàn toàn mộng bức. Nơi xa chủ phong quan chiến người, giờ phút này cũng kinh rớt trong mắt, không nghĩ tới Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng đầu tiên đối giao chỉ nhị trưởng lão ra tay cư nhiên là giao chỉ trung gian lực lượng 72 lộ quản sự cùng 36 phong phong chủ. Đại trưởng lão cùng hai cái trưởng lão sắc mặt biến đổi, cũng không nghĩ tới là cái này tình huống. Tuy rằng bọn họ hy vọng Hoa Sen tiên mẫu thất bại, khá vậy không hy vọng giao chỉ trung gian lực lượng xảy ra chuyện, hiện tại xem ra là ra vấn đề lớn. Vội vàng bay về phía Hoa Sen phong mà đi, dư giả mặt khác tông môn một đám phi thăng mà đi, xem náo nhiệt, gần thiên phát sinh sự, chính là giao chỉ chê cười, trong lúc nhất thời đầy trời tế đều là bóng người. Kỳ thật rất nhiều người đều quan tâm, này một đợt công kích,
giao chỉ nhị trưởng lão cùng sao băng điện tổ biển sao có thể hay không bị xử lý. Hai người kia, nhưng đều là nhân vật trọng yếu, đặc biệt là sao băng điện tổ biển sao, hắn là sao băng điện 10 đại tướng quân chi nhất, càng là sao băng điện đương kim thực tế đương ra người cháu trai, cũng có nghe đồn thậm chí là tư sinh tử. Nếu tổ biển sao đã chết, toàn bộ tiên giới sợ là đều phải đại biến, hôm nay ở đây người sợ đều phải có phiền toái, bởi vì sao băng điện có tiếng hiếu chiến, cũng là tam đại thiên tôn thế lực ở ngoài thế lực cường đại nhất. Dương Nghị Vân mang theo người công kích một đợt sau, chậm rãi lui về phía sau mở ra, bởi vì pháp lực lan đến rất lớn. Bốn phía người cũng đều lui về phía sau hơn 1.000 mét xa. Nhìn trung ương mảnh đất thật lớn mây nấm, như lửa hải lại tựa sóng thần quay cuồng. Này một đợt cũng không biết có hay không xử lý hai người. Dương Nghị Vân cũng không xác định, tất cả mọi người không biết, giờ phút này tản ra lúc sau, mọi người đều nhìn giữa sân hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ngay sau đó đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, a liền điểm này thủ đoạn sao? Thực hảo, cư nhiên có thể mượn sức ta giao trì sở hữu quản sự cùng phong chủ, không thể không nói tiểu tử ngươi có điểm năng lực. Dương Nghị Vân giờ khắc này sau lưng đột nhiên có điểm lông tơ dựng thẳng lên cảm giác. Thanh âm này đúng là hoa sen tiên mẫu thanh âm, nghe tới chút nào không chịu ảnh hưởng, từ mây nấm bên trong ra tới. Tất cả mọi người nghe được ra tới, cái này cười lạnh thanh là hoa sen tiên mẫu thanh âm, nghe tới không có chút nào bị thương. Cái này mặc kệ là Dương Nghị Vân sau lưng đổ mồ hôi, mọi người bao gồm những cái đó giao chỉ đệ tử đều trong lòng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi công kích chính là giao chỉ 72 quản sự, 36 phong phong chủ, hơn nữa Dương Nghị Vân dẫn dắt 3.000 tiên đế. 50 tiên tôn công kích. Ít nhất đều là tiên đế tu vi, nhiều như vậy cường giả cao thủ, động tác nhất trí công kích, cư nhiên nghe tới một chút là đều không có. Sao có thể? Liền tính hoa sen tiên mẫu ở cường đại, cũng chỉ là tiên tôn đại viên mãn đỉnh tu vi mà thôi, hắn không phải thần. Hơn nữa vừa rồi công kích, quả thực là không tưởng được, là giao trì quản sự cùng phong chủ phản bội đối hoa sen tiên mẫu sau lưng xuống tay, sợ là hoa sen tiên mẫu đều không thể tưởng được. Chính mình thủ hạ sẽ sau lưng đối chính mình xuống tay đi. Cho nên lần này công kích là thực rắn chắc công kích. Không nói Dương Nghị Vân một phương, liền nói giao trì này đó phong chủ chung, liền có tiên tôn hậu kỳ tu vi không ít, nhiều người như vậy công kích hoa sen tiên mẫu, liền tính là phong hào tiên tôn sợ cũng muốn có hại đi. Mọi người trong lòng đều xuất hiện đại đại dấu chấm hỏi. Không thể tưởng được hoa sen tiên mẫu có bao nhiêu cường đại. Càng muốn không thông vì cái gì giao chỉ 72 lộ quản sự cùng 36 phong phong chủ, như thế nào sẽ nghe Dương Nghị Vân mệnh lệnh. Này quả thực là cái đại bí ẩn. Dương Nghị Vân nhìn phía trước, đột nhiên pháp lực hình thành thật lớn mây nấm nhanh chóng tiêu tán, lại là tại hạ một khắc, hoa sen tiên mẫu cùng tổ biển sao cùng với năm tên giao chỉ trưởng lão thân ảnh xuất hiện. Như vậy cường đại công kích, mấy người này nhìn qua cư nhiên lông tóc vô thương. Chết mất chỉ là một ít bị lan đến giao chỉ cùng sao băng điện tổ biển sao thủ hạ. Dù sao lấy hoa sen tiên mẫu là chủ mấy người này đánh giám đều không có. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, hắn nghĩ tới tiên tôn đại viên mãn cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. 3.000 tiên đế mấy chục cái tiên tôn công kích ở phía trước hắn nghĩ liền tính là bất tử, cũng muốn làm các nàng thoát một tầng ra, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là khinh thường tiên tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả. Chỉ nghe hoa sen tiên mẫu tiếp tục nói, tuy rằng không biết ta giao trì này đó quản sự phong chủ đã chịu ngươi cái gì mê hoặc, nhưng ngươi thật đương đáng chết. Như thế nào, thực ngoài ý muốn, có phải hay không chúng ta không chết thực thất vọng, cho rằng bên người có che giấu 3.000 tiên đế liền vô địch. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, bản tôn hôm nay khiến cho ngươi kiến thức, cái gì là tiên tôn cảnh thông ngộ. Hoa sen tiên mẫu mang theo vẻ mặt khinh thường cùng sát ý. Ngay sau đó lại là giơ tay chi gian đôi tay xuống phía dưới hử lạnh nói, cấp bản tôn chết ra tới. Ầm vang. Bỗng nhiên chi gian Dương Nghị Vân đều cảm thấy toàn bộ thiên địa đều vì này trầm xuống, hắn tức khắc cảm nhận được tựa hồ thiên tại đây một khắc sụp đổ xuống dưới, trên người đột nhiên ở vô hình chung có trọng lực, hơn nữa là cái loại này trực tiếp dán ở trên người trọng lực giống nhau, lập tức liền cảm giác xương cốt đều phải vỡ vụn, toàn thân có một loại phải bị mạnh mẽ áp bạo cảm giác. Hắn vội vàng vận chuyển càn khôn trong ngoài công, trong lòng vừa động ở vận chuyển pháp tương kim thân, tuy rằng có nhẹ nhẹ lơi lỏng, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Đúng lúc này hắn trên cánh tay trái càn khôn hồ đột nhiên bỗng nhiên truyền đến một cổ cực nóng dòng khí, ngay lập tức chi gian du tẩu ở toàn thân,
tức khắc cái loại này làm hắn sắp cảm giác hít thở không thông biến mất không còn một mảnh. Mà cùng thời gian khủng bố vô cùng một màn xuất hiện. Dương Nghị Vân trong tai nghe được từng tiếng nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. A a a. Như là dưa hấu bị mạnh mẽ tế bạo thanh âm. Trong tầm mắt bên người ẩn thân đang âm thầm 3000 tiên đế cùng mấy chục danh tiên tôn lại là một chút tại đây cổ lực lượng dưới hiện ra chân thân. Hơn nữa một đám bộ mặt dữ tợn, vẻ mặt sung huyết chi trạng, như là bị đè ở vạn trọng đại thượng ở trên người giống nhau, một đám ở mạnh mẽ chống đỡ dẫy giụa. Nhưng lại tại như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân thấy được một đám tiên đế thân thể còn có giao trì những cái đó quản sự phong chủ, trong đó có người trực tiếp chạm vào một chút nổ tung, cả người đều hóa thành một bãi huyết vụ. Trực tiếp tan thành mây khói. Dương Nghị Vân trong lòng đại kinh thất sắc, này mẹ nó quá khủng bố. Tiên đế tiên tôn quả thực tại đây cổ kinh khủng đến lệnh người hít thở không thông lực lượng vô khác biệt ở toàn thân bạo liệt hóa thành huyết vụ, hắn biết đây là hoa sen tiên mẫu cánh tay. Vừa rồi chỉ là nhìn đến nàng ở dứt lời lúc sau, đôi tay duỗi khai đối với hư không bỗng nhiên hư ấn một chút, liền biến thành bộ dáng này. Hơn nữa vừa rồi Dương Nghị Vân nghe được hoa sen tiên mẫu tựa hồ nói một câu cái gì, tiên tôn thông ngộ, cái này từ ngữ là hắn lần đầu tiên nghe nói, tuy rằng không biết có ý tứ gì, nhưng là đoán lên khả năng cùng thực lực cảnh giới có quan hệ. Dù sao hoa sen tiên mẫu cái này lão yêu bà ở trở tay chi gian phản kích, làm hắn đều cảm thụ hít thở không thông vô lực, nếu không phải trên người hắn có càn khôn hồ đột nhiên tự chủ chảy ra một cổ dòng khí tan dã này cổ thiên sụp chi lực, sợ là hắn cũng không chịu nổi. Đang xem bên người Tuyết Miêu, Hồng Y, Độc Cô Ảnh từ, cư nhiên ra Hồng Y như là giống như người không có việc gì, mặt khác mấy cái tất cả đều trúng chiêu bộ dáng. Liền như vậy một chút chết mất vài trăm người. Dương Nghị Vân trong lòng sông cuộn biển gầm, hắn biết lại không nghĩ biện pháp, bên người những người này khả năng đều sẽ chết. Vội vàng thân hình chấp động hóa thành tàn ảnh, phất tay chi gian đem mọi người hướng càn khôn hồ không gian thu, lại không thu đều sẽ chết xong. Dưới tình thế cấp bách Dương Nghị Vân động tác ít nhất so ngày thường tăng lên gấp 3 còn nhiều, cường đại thần hồn bao phủ đi xuống, Tuyết Miêu, Độc Cô Ảnh, Điêu Nhi, Cổ Kiếm cùng những cái đó tiên đế tiên tôn sát thủ, hơn nữa giao chỉ quản sự cùng với phong chủ, một đám bắt đầu bị hắn thu vào càn khôn hồ không gian. Nhưng mà hắn cảm thấy mau, nhưng chết càng mau. Cướp cứu người. Rốt cuộc hoàn thành, chính là hắn gần cứu tới một bộ phận nhỏ. 3000 tiên đế sát thủ thu vào càn khôn hồ không gian gần 1000 xuất đầu, 50 tiên tôn dư lại hơn 20 người, giao chỉ 72 lộ quản sự cứu không đến 30 người, 30 dặm phong chủ tiến vào càn khôn hồ không gian cũng mới 10 hơn người. Liền như vậy một chút, hắn này đó thủ hạ bị hoa sen tiên mẫu trở tay chi gian xử lý hơn phân nửa, này vẫn là bởi vì trên người hắn có càn khôn hồ chi lực chống đỡ tránh thoát đến từ hoa sen tiên mẫu lực lượng áp chế, mới đắc ý buông ra tốc độ cứu người. Mới ôm lấy điểm này người. Hô! Dương Nghị Vân ngừng lại, cùng Hồng Y đứng chung một chỗ. Hắn cái trán mồ hôi cuồn cuộn. Đối Hồng Y nhưng thật ra lau mắt mà nhìn, tất cả mọi người ở hoa sen tiên mẫu này nhất chiêu hạ chúng chiêu, chỉ cần Hồng Y một người như là giống như người không có việc gì, tựa hồ sở hữu pháp lực thần thông gì đó đối Hồng Y đều miễn dịch, đây cũng là Dương Nghị Vân không có đem Hồng Y thu vào càn khôn hồ không gian nguyên nhân. Kế tiếp tất nhiên là một hồi tử chiến. Có Hồng Y ở đây có lẽ có thể giúp hắn một chút. Hắn có thể an trí những người khác, nhưng lại không có biện pháp an trí chính mình. Trước mắt bao người, hắn nếu là tiến vào càn khôn hồ liền bại lộ ra tới, mọi người thân gia tánh mạng hiện tại đều ở hắn một người trên người, Dương Nghị Vân nói không áp lực đó là giả. Trọng điểm giờ phút này hắn đối mặt hoa sen tiên mẫu hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tưởng. Cái này lão yêu phụ bày ra tới thực lực đã vượt quá hắn nhận chi. Đại tiên tôn không phải chưa thấy qua, nhưng lại chưa thấy qua như vậy biến thái. Hôm nay muốn tài sao? Hiện giờ hắn tứ phía toàn địch nhân, tới rồi tuyệt cảnh. Trước mắt là hoa sen tiên mẫu cùng giao trì năm đại trưởng lão hơn nữa một cái sao băng điện tổ biển sao, bốn phía tất cả đều là giao trì đệ tử. Thật sự là lên trời xuống đất đều năm môn. Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm đối Hồng Y nói, Hồng Y chuẩn bị liều mạng đi. Là... Hồng Y trả lời như cũ giếng cổ không dao động. Kỳ thật Dương Nghị Vân biết Hồng Y dựa vào á thánh thân thể, cũng không phải pháp lực thần thông, cho nên nàng đối pháp lực thượng thần thông cũng là miễn dịch. Hiện tại tính toán một chút trên người át chủ bài, hắn tự nhận là hẳn là vẫn là có cơ hội chạy đi, cùng Hồng Y phối hợp dưới mạnh mẽ sát đi ra ngoài,
có càn khôn hồ lực lượng ở tin tưởng có cơ hội, chỉ cần tìm được đột phá sau, hắn khiến cho trên cổ tay cá trạch ra tới, trực tiếp trốn. Cá trạch cũng cường đại nhưng Dương Nghị Vân trong lòng không đế có thể hay không đối thượng hoa sen tiên mẫu cái này cấp bậc. Lần trước cá trạch xuất thế tiếp theo thiên địa to lớn thế nuốt kia chỉ huyền quy, luận thực lực cũng là cường hãn vô cùng, nhưng cá trạch cũng nói nuốt huyền quy yêu cầu thời gian tiêu hóa, năm đó cá trạch cũng chỉ có thể chiến tiên tôn sơ cấp, sau lại hắn cũng không hỏi qua cá trạch tình huống, cũng không biết hôm nay có thể hay không giúp đỡ. Dù sao Dương Nghị Vân biết hôm nay đối mặt sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Lúc này Dương Nghị Vân toàn thân căng chặt, huyền phù ở giữa không trung cùng hoa sen tiên mẫu đối diện. Mà hoa sen tiên mẫu còn lại là vẻ mặt âm ngoan diễn ngược nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, có thể ở bản tôn thông ngộ đại đạo hạ hào không chịu ảnh hưởng, còn có thể cứu đi một bộ phận người, đương kim tiên giới ngươi gần mới là tiên đế trung kỳ tu vi, nói ngươi là thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân cũng không quá, nhưng hôm nay bản tôn lại là không chấp nhận được ngươi, tiến lên chịu chết đi, bản tôn cho ngươi cơ hội ra tay. Dương Nghị Vân nghe được ra tới. Hoa sen tiên mẫu cái này lão yêu phụ lời nói chung tràn ngập cường đại tự tin, coi rẻ hết thảy, căn bản là không đem hắn để vào mắt, đối hắn là xích quả quả coi rẻ, liền kém nói một câu, bản tôn đứng ở chỗ này tiểu tử ngươi tới đánh, ngươi cũng không chịu nói. Cái này làm cho Dương mẫu nhân trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại cũng biết lão yêu phụ có tư bản kiêu ngạo, chỉ cần vừa rồi kia một chút, liền bày ra ra làm mưa làm gió thủ đoạn thực lực. Tràn ngập coi rẻ hết thảy ý tứ. Lão yêu phụ đừng vội càn rỡ, xem tiểu gia diệt ngươi. Dương Nghị Vân mắng chung lắc mình nhằm phía hoa sen tiên mẫu. Mà hoa sen tiên mẫu còn lại là như cũ mặt trầm như nước nhìn Dương Nghị Vân đánh tới, nàng huyền phù ở không động cũng chưa chuẩn bị động một chút, tựa hồ liền chờ Dương Nghị Vân xông tới. Lúc này hoa sen tiên mẫu bên người là sao băng điện tổ biển sao cùng năm đại trưởng lão, này mấy người nhìn đến Dương Nghị Vân xông lên, một đám đều là khinh miệt thần sắc. Phóng Phật Dương Nghị Vân đối thượng hoa sen tiên mẫu chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đừng nói giữa sân người, liền tính bên ngoài rất nhiều người cũng đều là cái này ý tưởng. Giờ phút này giao chỉ chủ phong những người đó đều đã sớm bay vào tới rồi hoa sen cung vây xem, toàn bộ hoa sen cung bốn phía trên trời dưới đất tất cả đều là bóng người. Không nói đến giao chỉ cái này siêu cấp đại tông liền có vài vạn thượng 10 vạn đệ tử môn đồ, giao chỉ đại hội người từ ngoài đến tiên môn tông phái người càng là tiến đến thượng vạn. Tất cả đều đem ánh mắt đặt ở giữa sân. Phía trước này đó ngoại lai tiên nhân còn lo lắng lúc trước giao chỉ những cái đó quản sự phong chủ hơn nữa Dương Nghị Vân một đợt công kích bao phủ giao chỉ nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu cùng sao băng điện tổ biển sao, lại là không nghĩ tới chút nào không có việc gì, hơn nữa giao chỉ nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu còn bày ra ra vượt qua mọi người tưởng tượng thủ đoạn. Giữa sân có vài gia cùng giao chỉ thế lực tương đương tiên môn đại tiên tôn. Xem khởi đi đều cùng hoa sen tiên mẫu giống nhau là tiên tôn đại viên mãn đỉnh, nhưng bọn họ lại là tự nhận là vừa rồi giao chỉ nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu kia chờ thủ đoạn bọn họ làm không được. Lập tức xử lý 2000 tiên đế, thậm chí có tiên tôn ở trong đó, quả thực là vô khác nhau công kích, trời sập đất lún giống nhau uy thế. Mọi người xem đều là tiên tôn đại viên mãn đỉnh tu vi, nhưng cùng giao chỉ nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu thế lực thủ đoạn so sánh với tới, kém không biết nhiều ít. Những người này đồng thời trong lòng cũng tràn ngập thật sâu chấn động. Bất quá càng chấn động chính là bọn họ đối Dương Nghị Vân biểu hiện. Ở hoa sen tiên mẫu ra tay dưới như vậy nhiều tiên đế tiên tôn đều nổ tan xác mà chết, động cũng chưa năng động một chút, nhưng Dương Nghị Vân không chỉ có năng động, còn chút nào không chịu ảnh hưởng như cũ cứu rất nhiều người. Điểm này chính như hoa sen tiên mẫu lời nói, hắn một cái tiên đế trung kỳ tu vi hậu bối tiểu tử, có thể làm được điểm này đủ để xưng là thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Mặc kệ Dương Nghị Vân dùng cái gì thủ đoạn, đều chứng minh rồi hắn bất phàm. Một cái tiên đế trung kỳ tiên nhân ở một người tiên tôn đại viên mãn đỉnh trên tay không có hại, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, truyền ra đi cũng chưa người tin. Nhưng cố tình Dương Nghị Vân làm được. Đáng tiếc chính là, trước mắt khi bọn hắn nhìn đến Dương Nghị Vân nhằm phía hoa sen tiên mẫu lúc sau, đều biết cái này đầu bạc thiên tài muốn ngã xuống. Ở tiên giới chảy ra một câu. Lại lợi hại thiên tài cũng không thắng nổi sống được lâu, đã chết liền cái gì cũng chưa, chỉ có sống được lâu mới là chân chính tiên nhân. Hiện tại Dương Nghị Vân ở mọi người trong mắt liền phải ngã xuống, không có người xem trọng hắn đối thượng hoa sen tiên mẫu. Rất nhiều người thậm chí đều nhắm hai mắt lại, không nghĩ đi xem. Tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến Dương Nghị Vân như là thiêu thân giống nhau hoặc phi mai một kết cục. Nhưng mà ngay sau đó mọi người lại là thấy được Dương Nghị Vân sắp đến hoa sen tiên mẫu bên người hết sức,
đột nhiên liền biến mất, hư không tiêu thất, không hề dao động. Rất nhiều người đều ở chú ý, không có nhìn đến bất luận cái gì dao động, càng không có cảm nhận được chút nào hơi thở, giống như là bốc hơi ở trong thiên địa giống nhau biến mất không thấy. Ở giao trì nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu trong mắt Dương Nghị Vân biến mất cũng làm nàng sửng sốt, nhưng nàng lại một chút không có để ý, bởi vì ở nàng trong mắt ẩn thân cũng không có gì ghê gớm, phía trước như vậy nhiều ẩn thân tiên đế cùng tiên tôn nàng cũng phát hiện, hơn nữa phất tay chi gian liền bức bách ra tới phiên tay chi gian chấn áp đi xuống. Lúc này Dương Nghị Vân biến mất, không hề nghi ngờ cũng là ẩn thân lên, chỉ là thủ đoạn càng thêm cao minh mà thôi, cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở dao động. Nhưng Hoa Sen Tiên Mẫu cũng không có để ý chút nào, bởi vì nàng là tiên tôn thông ngộ tồn tại. Dương Nghị Vân ẩn thân vô pháp là muốn đánh lén nàng, nhưng cho dù là nàng đứng ở bất động, làm Dương Nghị Vân công kích, hắn có thể phá chính mình phòng ngự sao? Đương nhiên không thể, bởi vì hắn là lĩnh ngộ thông ngộ đại tiên tôn, tuyệt phi tầm thường tiên tôn có thể so, thực lực liền ở nơi nào phóng. Chờ Dương Nghị Vân tới công kích nàng. Trong lòng vừa động Hoa Sen Tiên Mẫu trên người nhộn nhạo dựng lên từng đạo không gian dao động. Chẳng qua ngay sau đó nàng lại là không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chẳng những là Hoa Sen Tiên Mẫu không nghĩ tới, toàn trường tất cả mọi người không tưởng tiếp được đã phát sinh một màn. Oanh! A tiểu tử tìm chết! Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Nghị Vân biến mất lúc sau, cư nhiên không có đi công kích Hoa Sen Tiên Mẫu. Ngược lại trực tiếp công kích khoảng cách Hoa Sen Tiên Mẫu bên người 3-4 mễ xa sao băng điện tổ biển sao trên người ầm vang một chút, phát ra gầm lên giận dữ. Không thấy được Dương Nghị Vân thân ảnh, nhưng tổ biển sao kêu thảm thiết mắng lên, đại gia chỉ là nhìn đến tổ biển sao trên người pháp lực đả tọa, bay ngược mười mấy mét, khóe miệng để lại máu. Ong! Tổ biển sao trên người ong một chút pháp lực vầng sáng đại tác phẩm, cường đại hơi thở trọng thiên dựng lên, trừng mắt đối với bốn phía không khí giận dữ kêu to nói. Tiểu tử ngươi tìm chết, ra tới. Tổ biển sao không nghĩ tới Dương Nghị Vân biến mất lúc sau cư nhiên lựa chọn công kích hắn, thật sự là thình lình ăn một mệt, khóe miệng lưu trữ vết máu giống to làm Dương Nghị Vân ra tới. Mà Dương Nghị Vân đâu, ẩn thân lúc sau tránh ở một chạm vào, chuẩn bị cấp tổ biển sao đệ nhị đánh, đồng dạng là đại tiên tôn tu vi, nhưng ở hắn cảm giác chung tổ biển sao cùng giao chỉ năm cái trưởng lão đều không có Hoa Sen Tiên Mẫu cái này lão yêu phụ cường đại. Hắn vốn dĩ thật là muốn trực tiếp công kích Hoa Sen Tiên Mẫu, nhưng ẩn thân lúc sau cũng thật là nghĩ tới điểm này, lúc này mới thay đổi chủ ý, trực tiếp công kích tổ biển sao. Tương đối tới nói, cái này tổ biển sao tại đây mấy người chung ở Dương Nghị Vân cảm giác chung tu vi yếu nhất, cũng là cái này vương bát đản công nhiên vũ nhục hắn, cư nhiên tìm hắn muốn diệp vô tâm, cho nên Dương Nghị Vân nghĩ nhìn xem có thể hay không một chút xử lý tổ biển sao. Kết quả sự thật chứng minh. Hắn toàn lực một kích cũng gần là đánh lén dưới làm tổ biển sao khóe miệng đổ máu, đại tiên tôn tu vi quả nhiên không phải hắn có thể giết được, hắn cảm nhận được chính mình cùng tổ biển sao chi gian pháp lực tu vi chênh lệch. Bất quá lúc này hắn ẩn thân dưới bất luận kẻ nào nhìn không tới hắn, cũng cảm thụ không đến hắn, đây là hắn lớn nhất ưu thế, thật muốn là muốn làm rớt tổ biển sao, có lẽ cũng chưa chắc không thể, bởi vì hắn còn có càn khôn hồ lực lượng ở. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân liền phải đối tổ biển sao tiến hành tiếp theo công kích. Nhưng lúc này lại là nghe được Hoa Sen Tiên Mẫu lạnh giọng nói, tiểu tử xem ra ngươi là chán sống, thật sự cho rằng một cái cao minh ẩn thân thần thông liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Hừ, đầy trời băng xương. Dương Nghị Vân nghe được Hoa Sen Tiên Mẫu thanh âm theo bản năng dừng lại, bởi vì hắn kỳ thật đối cái này lão yêu phụ kiêng kỵ, không biết nàng lại là cái gì thủ đoạn. Ngay lập tức chi gian hắn cảm nhận được bốn phía không khí đột nhiên rét lạnh lên, chỉ chớp mắt lại thấy huyền phù ở không giao chỉ năm đại trưởng lão cùng tổ biển sao trên người đều xuất hiện một tầng thật dày băng xương. Ngay sau đó liền nghe được Hoa Sen Tiên Mẫu mở miệng nói, các ngươi mấy cái muốn đi một bên, tiểu tử này giao cho bản tôn tới thu thập. Ngay sau đó giao chỉ năm đại trưởng lão cùng tổ biển sao ngay lập tức rời đi. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân cảm thụ có chút không ổn, trong lòng nghĩ dứt khoát trốn đi. Dù sao bọn họ không thấy mình, cấp Hồng Y hạ lệnh phá vây. Đúng lúc này Hoa Sen Tiên Mẫu lại là lắc mình xuất hiện ở hắn trước mắt, mang theo cười lạnh diễn ngược. Giờ khắc này Dương Nghị Vân theo bản năng vừa thấy chính mình trên người không biết khi nào hắn trên người cũng xuất hiện một tầng băng xương, dựng lên hắn dị di động quá địa phương xuất hiện băng xương dấu vết, giống như là ở trên hư không trung vẽ tranh giống nhau dấu vết. Giờ phút này hắn biết chính mình ẩn thân phương pháp mất đi ưu thế. Hoa Sen Tiên Mẫu cái này lão yêu bà thi triển ra tới băng xương cũng không bình thường. Thả lại đầy trời đều là,
chỉ cần này đó băng xương tồn tại, hoa sen tiên mẫu liền đối hắn có dấu vết để lại. Đúng lúc này hoa sen tiên mẫu cười lạnh mở miệng, ở bản tôn trước mặt ngươi hết thảy thần thông bí pháp đều là chê cười, cho ngươi một cơ hội đem kia mấy người phụ nhân kêu ra tới, bản tôn lưu ngươi cái tất cả đều là. Dương Nghị Vân đơn giản cũng không ẩn thân, thân thể hiện hóa ra tới, cùng hoa sen tiên mẫu vẫn duy trì 20 mét khoảng cách, ngoài miệng chút nào không có hại mắng nói, lão yêu phụ, tiểu gia thủ đoạn cũng không chỉ như vậy, ngươi nói đến cùng cũng là một cái tiên tôn mà thôi, ngươi không phải thần, xem ngươi năng lực tiểu gia như thế nào, cho ta chết. Dương Nghị Vân phiên tay chi gian 3 viên dưa hấu lôi, 5 phiến tím lôi diệp xuất hiện bỗng nhiên đối với luyện hóa tiên mẫu ném tới, nháy mắt lui về phía sau vài trăm mét. Trong miệng giống to, bảo. Ầm 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 oanh. Kinh thiên động địa tạc nứt vang vọng phía chân trời, đinh tai nhức óc. Phía chân trời phía trên tiếng sấm tia chớp, ngọn lửa bay lên không, chiếu sáng hơn 1000 mét không trung, phía chân trời không gian ở vạn vẹo có không gian cái khe xuất hiện. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân thấy được hoa sen tiên mẫu sắc mặt rốt cuộc hơi hơi một chút biến, ngay sau đó hắn nghe được lão yêu phụ miệng phun một câu, ngũ hành tương sinh tương khắc, lưới trời thông huyền tán. Nổ vang đình chỉ. Dương Nghị Vân nhìn đến hắn đại chiêu bị lão yêu bà lại một lần phá rớt. Nhưng lần này hắn thấy được lão yêu bà trên quần áo xuất hiện mấy cái phá động, tóc có chút hỗn độn. Nhưng chung quy ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi đều đối cái này lão yêu phụ không nhiều lắm dùng. Ta đi, lão biến thái a. Lúc này Dương Nghị Vân cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Nhưng hiện tại hắn, biết trốn không thoát. Bỗng nhiên giống to, hồng y. Vèo. Ầm vang, hồng y như đạn pháo giống nhau mà đi, một quyền thẳng đánh hoa sen tiên mẫu bề mặt, một tiếng ầm vang chung lại là hồng y trắng nõn nắm tay trực tiếp bị hoa sen tiên mẫu giơ tay nắm chặt ngăn cản trụ. Ngay sau đó nghe được hoa sen tiên mẫu cười lạnh nói, có điểm ý tứ, cư nhiên là một khối thượng cổ á thánh thân thể con rối, còn sinh ra hoàn toàn mới ý thức, nếu là chân chính á thánh tồn tại bản tôn không nói được muốn thoái nhượng tam phân, nhưng hiện tại kẻ hèn á thánh thân thể con rối mà thôi, còn chưa đủ xem. Chạm vào. Dứt lời chi gian chỉ thấy hoa sen tiên mẫu một phát lực, chạm vào một chút hồng y trực tiếp từ phía chân trời tin tức mà đi, một chút nện ở đại địa hố sâu loại. Giờ khắc này Dương Nghị Vân giống to, lão yêu phụ tiểu gia cùng ngươi liều mạng, u minh chỉ. Nói chuyện chung sông lên đi, ngón tay tiêm một đạo màu lam tia chớp đối với hoa sen tiên mẫu mà đi. Thần hồn công kích, ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi sư môn trưởng bối chẳng lẽ không có cho ngươi nói qua. Ở thông mộ tiên tôn trước mặt thần hồn công kích chính là bài trí sao? Phá! Cuối cùng một cái phá tự rơi xuống, Dương Nghị Vân lại nhìn đến hoa sen tiên mẫu giơ tay chỉ đồng dạng một chút chính mình u minh chỉ công kích lam quang liền tiêu tán. Trong lòng đại kinh thất sắc, nhưng lúc này hắn biết không đường lui, tiếp tục tiến lên giống to, chí tôn thiên lôi. Hắn thi triển ra 12 chí tôn thần thông trung đệ thập chiêu. Ầm vang, răng rắc. Phía chân trời chi thân một đạo thiên lôi tia chớp thành du long trực tiếp phách trước hoa sen tiên mẫu. Nhưng mà lại thấy lão yêu phụ, giơ tay chỉ thiên đạo, cửu thiên chi lôi làm ta hiệu lệnh, đi. Răng rắc, Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng mà lại là không nghĩ tới chính mình nhất chiêu thiên lôi mà ra, lại bị lão yêu phụ giơ tay sử dụng đối với hắn bổ tới. Phốc, này đạo thiên lôi trong người, Dương Nghị Vân ngay lập tức hộc máu. Trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống đi xuống. Nhưng mà tăng cường hắn lại là cảm thấy một cổ thật lớn hút xả chi lực trong người. Giây tiếp theo hắn đã bị hoa sen tiên mẫu chộp vào trong tay. Kỳ thật vốn dĩ hắn có thể né tránh, lúc ấy trong óc linh quang một tiếng hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn nghĩ đến có lẽ càn khôn hồ còn có thể dọn về một câu. Liền ở hoa sen tiên mẫu đem hắn chộp trong tay thời điểm, hắn ngay lập tức tay trái chộp vào hoa sen tiên mẫu trên người. Giống to, cắn nuốt. Quen thuộc cực nóng truyền đến, càn khôn hồ lực cắn nuốt nháy mắt vận chuyển dựng lên. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nhìn đến hoa sen tiên mẫu sắc mặt đại biến, nhưng càn khôn hồ cắn nuốt đã vận chuyển, lão yêu bà lực lượng bắt đầu hướng về càn khôn hồ lưu động. Lão yêu bà lần này xem ngươi có chết hay không. Dương Nghị Vân tuy rằng bị hoa sen tiên mẫu bắt lấy cổ áo, nhưng giờ phút này Dương mẫu nhân đầy mặt ý cười. Trộm cướp tu vi, nghịch thiên mà đi. Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải tầm thường tiên đế, này nhất chiêu đích xác lợi hại, nhưng ngươi không biết cái gì là thông mộ tiên tôn chi uy, ha ha, làm ngươi nhiều tiểu tử kiến thức nhiều như vậy, ngươi cũng kiếm được, hiện tại trò chơi kết thúc. Dương Nghị Vân không nghĩ tới, cái này lão yêu bà ở lúc ban đầu kinh hoàng qua đi,
cư nhiên nói chuyện bình tĩnh lên, nghe tức khắc không ổn. Dương Nghị Vân chi giác thượng phi thường không ổn, Hoa Sen Tiên Mẫu cái này lão yêu phụ nói chuyện ngữ khí quá mức bình tĩnh, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Quả nhiên ngay sau đó, nguyên bản Càn Khôn Hồ cắn nuốt lão yêu phụ trong cơ thể lực lượng, nhưng ngay sau đó lại nghe lão yêu phụ há mồm phun ra một cái đóng băng tự. Ngay sau đó lại thấy lão yêu phụ cư nhiên đem nàng chính mình cánh tay đóng băng lên. Cái này Càn Khôn Hồ lực cắn nuốt trực tiếp dừng lại. Nói đến cùng là lão yêu phụ thực lực quá mức biến thái, hơn nữa người lão thành tinh, thế nhưng nghĩ ra một cái đóng băng chính mình cánh tay cắt đứt ngọn nguồn bằng không Càn Khôn Hồ cắn nuốt nàng lực lượng biện pháp, này tựa hồ nhìn không thể tưởng tượng, nhưng nhẹ nhàng liền hiệu quả. Càn Khôn Hồ cắn nuốt chính là lực lượng, đã không có lực lượng cắn nuốt chính mình liền ngừng, trọng điểm là đóng băng dưới hắn bắt lấy lão yêu phụ cánh tay, liên quan cánh tay hắn cũng bắt đầu đóng băng. Hoa Sen Tiên Mẫu lúc này mới lão yêu phụ thi triển ra tới đóng băng chi lực không giống bình thường, Dương Nghị Vân cảm nhận được tựa hồ là đến từ thiên địa lực lượng, lại tựa hồ là đến từ nàng trong cơ thể lực lượng, dù sao thực quỷ dị. Dương Nghị Vân biết nếu là không hóa giải, hắn liền thật sự muốn xong đời. Hắn trực giác nói cho hắn, tử vong khoảng cách hắn rất gần. Khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân giống giận thét dài một tiếng, lại là thúc giục Càn Khôn Thần Điện chi lực. Hắn xem như xem minh bạch. Ở cái này lão yêu phụ trước mặt, sở hữu thần thông pháp thuật đều không có dùng, tựa hồ nàng có thể điều động thiên địa chi lực tan rã bất luận cái gì thần thông chi lực. Đây là ở Dương Nghị Vân xem ra vô cùng khủng bố địa phương, tuy rằng không biết sao lại thế này, hắn vài lần giao thủ chung hắn phát hiện thật là như vậy. Hắn thần thông cũng không kém, cũng mặc kệ ra sao loại thần thông ra tới, cái này lão yêu phụ đều có thể tùy thời tan rã, hơn nữa là nhẹ nhàng bâng qua cái loại này, bình tĩnh phất tay chi gian là có thể tan rã. Tựa hồ sở hữu thần thông ở lão yêu phụ trong mắt thật sự không đáng giá nhắc tới. Ngay cả hắn mọi việc đều thuận lợi Càn Khôn Hồ cắn nuốt cư nhiên cũng vào giờ phút này mất đi tác dụng, đương nhiên cũng không phải không thể thi triển, mà là bị lão yêu phụ cắt đứt nơi phát ra. Đương nhiên này trong đó có cái rất lớn nguyên nhân, Dương Nghị Vân cho rằng đây là tu vi cảnh giới thượng thật lớn chênh lệch. Hắn cùng cái này lão yêu phụ chi gian chỉ cần cảnh giới tu vi thượng chênh lệch, cũng thật không phải kém nhỏ tí tẹo. Hắn mới là cái tiên đế trung kỳ, lão yêu phụ tu vi cảnh giới còn lại là chân chính đứng ở tiên giới kim tự tháp đỉnh. Tuy rằng hắn cái này tiên đế trung kỳ không phải những người khác tiên đế có thể so, ở căn tử thượng chiếm cứ mặt khác tiên đế không có ưu thế. Tỷ như hắn từ lúc bắt đầu tiếp xúc tu luyện chính là thần đạo, thiên tư điều kiện thượng càng là thành tựu thập toàn thập mỹ cơ sở, các mặt đều so với tầm thường tiên đế cường đại. Đây cũng là hắn có thể ở bất luận cái gì trong chiến đấu vượt cấp chiến đấu chém giết nguyên anh. Nhưng mà hiện tại, liền tính là hắn dùng ra cả người thủ đoạn, cũng cảm thấy vô lực. Cái này lão yêu phụ quá cường đại. Bản thân cảnh giới tu vi chênh lệch cùng pháp lực tu vi đều kém cách xa vạn dặm, tại như vậy đi vượt cấp chiến đấu cũng là có thật lớn hồng câu. Có thể nói chính là thiên trảm. Chẳng sợ hắn vận dụng lớn nhất dựa vào Càn Khôn Hồ cũng không chiêu. Lúc này đâu? Càn Khôn Hồ lực cắn nuốt mất đi ưu thế không nói, cánh tay hắn thượng còn bị lão yêu phụ đóng băng lên. Cánh tay thượng xuất hiện một tầng băng xương, cảm thụ một cổ không thể kháng cự hàn ý. Đồng dạng là đóng băng, cái này lão yêu phụ thi triển mà ra đóng băng so với lúc trước Tuyết Miêu thi triển ra tới còn phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Dương Nghị Vân cảm giác nếu không nghĩ biện pháp, tại như vậy kéo dài đi xuống, ngay sau đó hắn liền sẽ trở thành một tôn khắc băng. Xưa nay chưa từng có nguy cơ cũng nổi lên trong lòng, Dương Nghị Vân nhanh chóng quyết định, thả ra cuối cùng một chương át chủ bài. Càn Khôn Thần Điện chi lực, không chút do dự dẫn động mà ra. Nếu không dẫn động Càn Khôn Thần Điện chi lực, hắn biết giây tiếp theo hắn nhất định xong đời. Mà nếu Càn Khôn Thần Điện chi lực nếu là đều lấy cái này lão yêu phụ không có cách nói, kia hắn liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Oanh! Răng rắc! Trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ đồ án tức khắc một tiếng nổ vang, một cổ lệnh nhân tâm giật mình lực lượng bùng nổ mà ra. Răng rắc một tiếng bị băng động cánh tay thượng một tầng băng xương tức khắc bạo liệt. Giờ khắc này Dương Nghị Vân rõ ràng nhìn đến lão yêu phụ sắc mặt đại biến, giây tiếp theo lộng lấy kim quang bùng nổ, lão yêu phụ truyền đến hét thảm một tiếng. A! À, Càn Khôn Thần Điện lực lượng chung quy không có làm hắn thất vọng, ở Dương Nghị Vân trong mắt lão yêu phụ ở Càn Khôn Thần Điện lực lượng cuốn tịch dưới, kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Lão yêu phụ Hoa Sen Tiên Mẫu kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Nhưng Dương Nghị Vân cũng không thoải mái, chung quy Càn Khôn Thần Điện chi lực, cung cấp với hắn vận dụng cấm kỵ chi lực, trước kia vận dụng Càn Khôn Thần Điện chi lực,
phản phệ chi lực cơ hồ chính là muốn mệnh. Hiện tại đâu? Lần trước hoa sen đen cùng lão cây liễu cùng nhau trợ giúp lúc sau, hắn thân thể bay lên một cấp bậc, miễn cưỡng có thể ngăn cản chủ càn khôn thần điện lực lượng phản phệ, không đến mức sẽ muốn mệnh, nhưng lại cũng gần là miễn cưỡng không muốn sống, chỉ thế mà thôi. Sử dụng một lần càn khôn thần điện chi lực sau, tuy rằng không muốn sống, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng cùng cấp với trở thành phế thải, cả người hết thảy pháp lực tiêu hao không còn, rốt cuộc đừng nghĩ thi triển ra bất luận cái gì lực lượng, cùng người thường không có gì hai dạng. Tình huống hiện tại liền tính là tới một cái thiên tiên hắn cũng muốn xong đời. Cũng may lần này lão yêu phụ kêu thảm thiết chung bay ngược đi ra ngoài, Dương Nghị Vân không biết lần này lão yêu phụ có thể hay không bị càn khôn thần điện chi lực xử lý, không đúng, xử lý lão yêu phụ hiển nhiên không hiện thực, chỉ cầu nàng trọng thương liền có thể. Dù sao cơ hội tới, lúc này không đi càng đãi thích hợp. Hắn là không có bất luận cái gì lực lượng với bất luận kẻ nào một trận chiến. Cá trạch. Thân thể hư vinh vô cùng, thân thể ở giữa không trung lung lay sắp đổ, Dương Nghị Vân kêu to một tiếng cá trạch. Hiện tại có thể hay không chạy đi, liền xem cá trạch này côn bằng năng lực. Hồng. Một tiếng thượng đạt tận trời phía chân trời thét dài vang lên. Dương Nghị Vân trên cổ tay thất thải quang mang lập lòe, cá trạch ngay lập tức chi gian đón gió hóa hình. Hóa thành che trời thật lớn côn bằng chi khu, tản ra da dày nặng hồng hoang hơi thở, phía chân trời thất thải hà quang đầy trời. Có lẽ là biết tình huống nguy cơ, cá trạch sau khi xuất hiện một cái bơi lội đem Dương Nghị Vân chở ở trên lưng, thét dài chung vèo một chút bơi lội mà xuống, ngay sau đó lại là dưới mặt đất hố to một chảo đem bị hoa sen tiên mẫu đánh ngất xỉu đi hồng y chảo ra tới ném ở trên lưng, nháy mắt xông thẳng tận trời mà thượng, chuẩn bị chạy thoát. Giờ phút này Dương Nghị Vân ngồi ở cá trạch trên lưng, mí mắt dày nặng, toàn thân gần như thoát hư, há mồm một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào làm chính mình chống đỡ nhưng đừng ngủ qua đi. Hiện tại đầy trời đều là tiên nhân lại là không biết cá trạch có thể hay không chạy đi. Bất quá hắn đối cá trạch vẫn là có tin tưởng, bởi vì cá trạch bốn đối cánh chim chớp động có thể xuyên qua không gian. Ngay sau đó hắn thấy được quả nhiên cá trạch trên lưng bốn rỗi cánh chim tất cả đều dương cánh mà đến, hắn đều mắt thường thấy được bốn phía không gian bắt đầu có vặn vẹo dao động. Dương Nghị Vân biết cá trạch bắt đầu xuyên qua không gian, chỉ cần thành công có lẽ bọn họ là có thể chạy đi. Trong lòng có vài phần thấp thỏm. Vài phần hy vọng, chờ đợi chạy nhanh rời đi, hắn đem lão yêu phụ bị thương nặng bay ngược đi ra ngoài, bốn phía quan chiến nhìn như còn đều trốn đến rất xa một đám tràn ngập khiếp sợ. Đây là đào tẩu tốt nhất thời gian. Không thể không nói cá trạch không hổ là thần thú côn bằng, tận trời mà thượng thời điểm, cơ hồ là nháy mắt liền đến hơn 1.000 mét trời cao trung. Hơn nữa không gian xuyên qua mắt thấy liền phải thành công, bởi vì cá trạch đầu đã một đầu chui vào đen nhánh không gian trung. Dương Nghị Vân biết đây là xuyên qua không gian thành công dấu hiệu. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường đều là tâm không như nguyện. Hắn cũng coi thường lão yêu phụ bản lĩnh. Đúng lúc này, hắn trong tai rõ ràng nghe được một tiếng mang theo vô cùng phẫn nộ thanh âm vang vọng ở phía chân trời bốn phương tám hướng. Ngũ hành thiên địa, phong. Ầm ầm ầm. Đây là lão yêu phụ thanh âm. Dương Nghị Vân sau khi nghe được cả người đều đúng vậy run lên, trong lòng thầm nghĩ. Biến thái lão yêu phụ a, bị càn khôn thần điện chi lực cũng chưa có thể chỉnh chết ngươi. Trong lòng tràn ngập chua xót hắn biết muốn xong đời. Quả nhiên theo lão yêu phụ một cái phong tự lạc bế, toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, đủ mọi màu sắc chói mắt, cùng cá trạch trên người bảy màu ánh sáng tương hô ứng giống nhau. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được phía chân trời phía trên bốn phương tám hướng một trưởng năm màu đại võng hình thành, có ở nháy mắt oanh một chút biến mất. Nhưng tại đây một khắc Dương Nghị Vân rõ ràng cảm thụ nói bốn phía thiên địa đều yên lặng. Cá trạch khổng lồ thân thể nghe xong xuống dưới, thiên địa chi gian dày nặng áp lực xuất hiện. Hừ! Ngay sau đó vang lên lão yêu phụ một tiếng hừ lạnh. Lại là lúc này một cái thật lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở cá trạch trên không, nhìn như là che trời mây đen hình thành thật lớn bàn tay, một chút đối với cá trạch chụp được. Một màn này làm Dương Nghị Vân trong óc xuất hiện tinh ra điện ảnh công phu chung Như Lai thần trưởng một màn, quả thực chính là tiên giới bản Như Lai thần trưởng. Ầm vang. Hồng. Bỗng nhiên ầm vang vang lên, cá trạch phát ra tới hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân ở cá trạch trên lưng, cảm giác một tòa núi lớn đè ở trên người, cứ việc trong mắt nhìn đến cá trạch toàn thân mỗi một mảnh lân giáp đều ở lóng lánh phủ văn, nhìn như ở chống đỡ. Xem chung quy tại hạ một khắc trực tiếp bị một trưởng này chụp được. Rơi xuống mà xuống. Oanh! Hắn cùng cá trạch, hồng y ba người trực tiếp rơi xuống đại địa,
tạp ra một cái hố to. Một chưởng này cá trạch hình thể đều rút nhỏ vô số lần, thành một thước trạng thái, đầy người lân giáp thấm huyết nằm ở hắn bên người. Nhưng mà vừa rồi như vậy đại trọng áp lực lượng hạ, lại từ cây số trời cao tin tức mà xuống, hắn cùng Hồng Y cư nhiên chút nào không có việc gì. Chủ nhân ta đối bất quá lão yêu phụ, nàng đã là thông ngộ đại đạo cường giả, rất cường đại, ta không có biện pháp, cá trạch suy yếu nói. Dương Nghị Vân nghe cá trạch nói chuyện, liền biết hắn cùng Hồng Y vừa rồi không có việc gì, là cá trạch bảo toàn, nhưng hiển nhiên cá trạch bị thương nặng. Hơn nữa cá trạch cũng nói ra thông ngộ cái này từ ngữ, phía trước lão yêu phụ rất nhiều lần trong miệng nhắc tới thông ngộ, hiện tại cá trạch cũng nhắc tới thông ngộ, Dương Nghị Vân đối cái này từ ngữ thực xa lạ. Muốn hỏi thời điểm, lại là phát hiện hoa sen tiên mẫu xuất hiện ở hố to trên không, chẳng qua nàng giờ phút này vẻ mặt âm ngoan, cũng phi đầu tán phát, toàn thân trên dưới một bộ như khất cái phục giống nhau, nơi nơi là phá động, có chút địa phương đi hết, khóe miệng còn có vết máu, hai mắt đỏ đậm một mảnh. Lúc này nghĩ đến tất nhiên là đừng chính mình phía trước càn khôn thần điện chi lực cấp bị thương nặng một kích, nhưng lại chung quy đối nàng không cái bao lớn sự mà, ngược lại hoàn toàn chọc giận nàng. Tiên tử ngươi làm bản tôn thực phẫn nộ, hiện tại đi tìm chết đi. Ngay sau đó bộ mặt dữ tợn hoa sen tiên mẫu trên cao nhìn xuống đối với hố to trung Dương Nghị Vân giống giận, bỗng nhiên giơ tay một kích đánh hạ tới. Dương Nghị Vân có thể nhìn đến cái này lão yêu phụ bốn phía đều bắt đầu quay cuồng pháp lực dao động. Cái này Dương Nghị Vân chua xót, đối với cá trạch nói, đi càn khôn hồ không gian đi, lão yêu phụ muốn giết chúng ta còn không có dễ dàng như vậy. Ở hoa sen tiên mẫu một trưởng chụp được hết sức, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, mang theo cá trạch cùng Hồng Y nháy mắt tiến vào càn khôn hồ không gian. Giờ phút này trốn vào càn khôn hồ hắn biết sẽ đem càn khôn hồ bại lộ ra tới, hậu quả còn lại là bị lão yêu phụ được đến càn khôn hồ, sau đó bọn họ mọi người thân gia tánh mạng đều bị lão yêu phụ niết ở trong tay. Chính là trước mắt Dương Nghị Vân biết không có biện pháp, trước giữ được mệnh lại nói. Dương Nghị Vân mang theo cá trạch cùng Hồng Y biến mất. Nhưng cùng thời gian phía chân trời phía trên một tiếng phẫn nộ truyền đến. Yêu phụ dừng tay, dám thương ta sư đệ, ta làm ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm này vang vọng ở rất xa nơi, nhưng lại rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người trong tai. Ầm vang. Nhưng hoa sen tiên mẫu một trưởng nháy mắt đánh vào hố to chung. Bộc phát ra một tiếng nổ vang, bụi đất cuồn cuộn dựng lên, đại địa vỡ vụn, toàn bộ hoa sen cung điện tại đây một trưởng dưới san thành bình địa. A sư đệ yêu phụ ngươi tìm chết. Nghe tới cái này thanh âm ở xa xôi phía chân trời, trung khí mười phần mà đến. Sư đệ, tiểu sư đệ, lại là hai thanh âm nôn nóng vang lên. Trước sau ba cái thanh âm, trong đó một cái là giọng nữ. Giữa sân mọi người nhiều nghe được phía chân trời truyền đến thanh âm. Một đám đều cân nhắc nghị luận. Đây là, giống như cùng Dương Nghị Vân có quan hệ người đi. Tới dám thẳng hô hoa sen tiên mẫu lão yêu phụ, tất nhiên là cường giả. Này còn dùng hỏi, thanh truyền phía chân trời, nghe còn ở phương xa, có thể làm được điểm này há có thể là kẻ yếu. Kêu to sư đệ, cái này sư đệ chẳng lẽ là Dương Nghị Vân không thành. Khẳng định là Dương Nghị Vân a. Không nghe thấy kia một tiếng lão yêu phụ dám thương ta sư đệ làm ngươi hồn phi phách tán nói sao, lúc này nhảy ra người tuyệt đối là cùng Dương Nghị Vân có quan hệ. Từ tiểu tử này thoạt nhìn bối cảnh không yếu a, bất quá tam đại thiên tôn thế lực cùng mặt khác mấy nhà thế lực lớn chung cũng chưa thấy qua tiểu tử này, sẽ là kia gia hậu bối tiểu tử đâu. Tiên giới to lớn, so với tam đại thiên tôn thế lực từ mấy đại siêu cấp thế lực tồn tại có sự, có lẽ này bé trai thân phận bối cảnh đích xác muốn vượt quá chúng ta tưởng tượng. Điều này cũng đúng a. Bất quá, hoa sen tiên mẫu thực sự quá cường đại, thông ngộ a, ở tiên giới lại có mấy người có thể thông ngộ. Đúng vậy, tiên tôn đại viên mãn đỉnh đích xác cường đại, chính là có thể thông ngộ tiên tôn vô số tuế nguyệt tới cũng ra tới không được mấy cái. Tới. Bên ngoài một ít đại tông môn người thấp giọng nghị luận chung, rốt cuộc phía chân trời một đạo không gian môn hộ xuất hiện. Ngay sau đó trước sau đi ra ba người. Cầm đầu cũng là cái thanh niên bộ dáng, một đầu tóc đen tùy ý áo choàng, thân xuyên màu trắng áo dài, thực nho nhã, phía sau một nam một nữ, nam thân cõng cổ kiếm, nữ một thân áo tím đi chân trần mà đến, cổ chân thượng lục lạc leng keng vang lên thực thanh thúy. Này ba người đúng là Dương Nghị Vân đại sư huynh Vân Trường Sinh, nhị sư huynh Sao Trời Tử, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà. Ba người nhận được thiên cơ sư nương mệnh lệnh nói tiểu sư đệ Dương Nghị Vân có nguy hiểm, chạy nhanh đuổi chậm mà đến. Ai ngờ đến vẫn là chậm một bước,
thật xa liền thấy được tiểu sư đệ bị hoa sen tiên mẫu một trưởng chụp đi xuống. Vân Trường Sinh hô to lại là không có thể ngăn cản, trợn mắt nhìn hoa sen tiên mẫu một trưởng đi xuống, hắn đôi mắt đều thành xích hồng sắc, đối hoa sen tiên mẫu thực lực Vân Trường Sinh rõ ràng, hắn biết một trưởng này đi xuống tiểu sư đệ tánh mạng khó bảo toàn. Giờ phút này từ không gian môn hộ ra tới, trước tiên sát ý tận trời đối với hoa sen tiên mẫu phóng đi, tức giận, lão yêu phụ ngươi tìm chết. Giờ phút này tuy là nhất trầm ổn Vân Trường Sinh cũng mất đi lý trí, mãn đầu óc đều là tiểu sư đệ đã chết. Hắn cái này đại sư huynh thất trách, sư phụ rơi xuống không trong sáng, như thế nào đối đến sư phụ trời cao tà. Giờ khắc này Vân Trường Sinh trong mắt chỉ có hoa sen tiên mẫu, trong lòng chỉ nghĩ giết cái này yêu phụ cấp tiểu sư đệ báo thù. Mà sao trời tử cùng cơ tím hà đồng dạng ý tưởng, hai người hồng con mắt, từ không gian môn hộ ra tới trực tiếp hướng về phía dưới hố to mà đi. Sư đệ ngươi không thể chết được, không thể chết được. Cơ tím hà run giọng nói chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm, nước mắt bá 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 đi xuống lạc, mãn đầu óc đều là cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau trải qua quá những cái đó ký ức hình ảnh. Sao trời tử không nói một lời nhưng trong ánh mắt nhấp nháy dao động cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Lúc này kỳ thật hắn vô cùng tự trách, bởi vì hắn không muốn cùng lão cây liễu đãi cùng nhau, luôn là tránh né, hắn nghĩ đến nếu là hắn vẫn luôn đãi ở tiểu sư đệ bên người ngày gần đây tiểu sư đệ có lẽ liền sẽ không. Hoa sen tiên mẫu là cái gì tu vi thực lực, bọn họ ba cái đều rõ ràng, sao trời tử biết cái kia lão yêu phụ một trưởng này đi xuống, tiểu sư đệ 89 phần 10 chính là hôi phi yên diệt kết cục. Hai người nhằm phía hố to mà đi, hiện tại trong lòng chỉ có thể cầu nguyện có kỳ tích tồn tại. Hy vọng tiểu sư đệ không có việc gì, hoặc là nói còn có thể tồn tại đi. Ầm ầm ầm. Bên kia phía chân trời phía trên, đại sư huynh Vân Trường Sinh đã cùng hoa sen tiên mẫu giao thủ, bộc phát ra trời sụp đất nứt giống nhau nổ vang cùng chấn động. Nhưng mà đương cơ tím hà cùng sao trời tử nhằm phía hố to thời điểm, lại là không nghĩ tới giao trì năm đại trưởng lão vọt ra, này năm cái trưởng lão chính là nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu bên người người ủng hộ. Giờ phút này nhưng cũng biết nên động thủ. Nơi xa giao chỉ đại trưởng lão cùng mặt khác hai gã trưởng lão thấy như vậy một màn, trong đó một cái trưởng lão ra tiếng nói, đại trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không hỗ trợ? Đại trưởng lão còn không có ra tiếng, một cái khác trưởng lão còn lại là hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, giúp đỡ giúp, bọn họ năm cái hồ đồ một hai phải đi theo nhị trưởng lão một con đường đi tới cuối, khiến cho bọn họ đi, người khác không biết người không biết nhị trưởng lão tu luyện trước kia chính là sao băng điện thống soái nhân tình. Nàng một lòng cướp lấy giao chỉ chi chủ vị trí, cùng sao băng điện làm cái gì liên hôn, còn không phải muốn đem chúng ta giao chỉ bị sao băng điện gồm thâu. Nếu là chúng ta sư tôn còn ở, tất nhiên sẽ rửa sạch cái này yêu phụ, còn có kia mấy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lúc này vừa lúc, làm cho bọn họ đi đua, tất cả đều là tốt nhất. Đại trưởng lão mở miệng nói, được rồi, các ngươi hai cái đừng xảo, chuyện này chúng ta không nhúng tay, đây là nàng nhị trưởng lão cùng mặt khác mấy cái trưởng lão sự. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện ba người đều không phải đơn giản hạng người, cái kia tiểu cô nương cùng cái kia bối kiếm, ta đã thấy một mặt, một cái là luyện tạo tiên minh sao trời tử, tu vi càng thêm thâm hậu, cư nhiên đã đạt tới tiên tôn đại đỉnh. Cái kia áo tím nữ tử là tiên giới đệ nhất gia tộc cơ gia người cơ tím hà, được xưng mấy chục vạn năm tới cơ gia huyết mạch nhất phản tổ tồn tại, nàng tu vi cảnh giới đừng nhìn là tiên tôn hậu kỳ, nhưng nếu là chân chính chém giết lên. Tầm thường tiên tôn đại viên mãn cũng không tất là nàng đối thủ. Đại trưởng lão nói chuyện chung tràn ngập hư than. Hai cái trưởng lão cũng nghe đến sau líu lưỡi, sao trời tử cái này đại kiếm tiên tên tuổi cùng cơ gia tên tuổi bọn họ cũng đều biết, tự nhiên biết đại trưởng lão lời nói không khoa trương. Chẳng qua còn có một cái cùng nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu đang ở chém giết nho nhã thanh niên, bọn họ không biết, vì thế bên người trưởng lão hỏi, kia. Cùng nhị trưởng lão chém giết người kia cái gì lai lịch? Đại trưởng lão lắc đầu nói, không biết, chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua, bất quá người nọ là ba người chung mạnh nhất tồn tại, ta cảm giác chung không thể so ta cùng nhị trưởng lão kém, thậm chí còn mạnh hơn một đầu. T. Đại trưởng lão bên người hai cái trưởng lão hít hà một hơi, nhịn không được nói, chẳng lẽ sao trời tử cũng là thông mộ tiên tôn? Ân, hơn nữa sở mộ nói, nếu không nhìn lầm hẳn là không gian đại đạo đại trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân ánh mắt lập lòe mà nói. Mặt khác hai cái trưởng lão đối diện giống nhau, giải thích tràn ngập vẻ khiếp sợ, bốn mắt nhìn nhau, đều hít hà một hơi, chăm miệng một lời nói, cái kia đầu bạc tiểu tử không đơn giản, hắn sư huynh sư tỷ càng thêm bất phàm,
thật không biết là bọn họ sư phụ là người nào, so sánh với cũng là phong hào tiên tôn chung mỗ một cái đi. Tuyệt đối đúng rồi, tiên tôn chi cảnh chung, có thể thành tựu phong hào cường giả, mỗi một cái đều là thông ngộ hạng người. Ba người khe khẽ nói nhỏ chung, bên kia giao chỉ năm đại trưởng lão ngăn trở sao trời tử cùng cơ tím hà, hai bên đối thượng. Sao trời tử cùng cơ tím hà nhằm phía hố to đi xem xét tiểu sư đệ, tâm tình đều tới rồi bùng nổ điểm tới hạn, giờ phút này lại là không nghĩ tới giao chỉ năm đại trưởng lão đối với hai người vọt lại đây. Lan! Sao trời tử đối với giao chỉ năm đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng lăn tự. Ngay sau đó hắn phía sau cổ kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, kiếm khí nhộn nhạo, ong một chút kiếm khí nhộn nhạo đi ra ngoài mấy trăm dặm xa xôi. Ở đây tất cả mọi người cảm thụ lệnh người ra đầu tê dại kiếm khí. Ngay sau đó lại thấy sao trời tử xuống phía dưới phóng đi tốc độ chút nào không thấy, nhưng hắn cùng cơ tím hà nghênh diện giao chỉ năm đại trưởng lão chặn đường. Nhưng mà mọi người chỉ có thấy lộng lẫy kiếm khí, như liệt dương bùng nổ, cuốn tịch giao chỉ năm đại trưởng lão. Ở đây mọi người bao gồm tiên tôn đều không có nhìn đến sao trời tử như thế nào ra tay, ở lộng lẫy kiếm khí bùng nổ hạ, quá chói mắt đều thấy không rõ, chỉ nghe được giao chỉ năm đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Giây tiếp theo kiếm khí tan đi. Chờ đại gia đang xem đi thời điểm, lại là phát hiện sao trời tử cùng cơ tím hà tốc độ không thấy đã dừng ở Dương Nghị Vân phía trước nơi hố to chung. Nhưng là phía chân trời giữa không trung giao chỉ năm đại trưởng lão lại là biến mất không thấy. Bất quá lại có từng đợt huyết vụ bay xuống ở giữa không trung. TTT. Phản ứng lại đây người một đám hít hà một hơi. Cái này minh bạch, giao chỉ năm đại trưởng lão tất cả đều là đã chết, hóa thành huyết vụ, một cái toàn thây cũng chưa lưu lại. Đồng dạng là tiên tôn đại viên mãn tu vi, nhưng giao chỉ năm đại trưởng lão lại bị sao trời tử dây. Này, này, đại trưởng lão chẳng lẽ cái này sao trời tử cũng là thông ngộ đại thiên tôn không thành. Bên ngoài giao chỉ đại trưởng lão bên người một người trưởng lão chừng lớn đôi mắt hỏi. Giao chỉ đại trưởng lão lắc đầu nói, không phải, sao trời tử chỉ là đại tiên tôn, nhưng không có thông ngộ, nhưng hắn lại là tiên giới được xưng cận đại đệ nhất nhân kiếm tiên, đi kiếm đạo liền tính là không có thông ngộ, cũng không sai biệt lắm, sao trời tử lợi hại chính là hắn kiếm. Nghe đồn sao trời tử giết địch rất ít xuất kiếm, bởi vì hắn nói qua, có thể làm hắn xuất kiếm nhân số đến lại đây. Lời này trước kia nghe được còn tưởng rằng là cuồng vọng, hiện tại xem ra, đồn đãi không giả, hắn xuất kiếm sợ là chính là thông ngộ dưới đệ nhất nhân, hiện giờ phẫn nộ dưới nhất kiếm nháy mắt hạ gục năm đại đại thiên tôn trưởng lão. Thật sự, không hổ là được xưng tiên giới cận đại đệ nhất kiếm tiên người, kiếm tiên xuất kiếm thế không thể đỡ a, người này ngày nào đó nếu kiếm đạo thông ngộ, đương vì tiên giới danh xứng với thật đệ nhất kiếm tiên. Bên ngoài mọi người đối sao trời tử xuất kiếm khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng giờ phút này sao trời tử cùng cơ tím hà dừng ở Dương Nghị Vân nơi hố to chung, lại là không có phát hiện Dương Nghị Vân thi thể. Sư đệ, tiểu sư đệ, cơ tím hà trên mặt đất trong hầm không có phát hiện Dương Nghị Vân, thi thể cũng chưa thấy, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Tiểu sư muội trước đừng khóc, một chút vết máu đều không có, người bất giác kỳ quái sao. Có lẽ tiểu sư đệ không chết. Ta nhớ rõ phía trước hạ sư đệ bị lão yêu phụ đánh rất không chung thời điểm, bên người còn có tiểu sư đệ tỏa kỵ cùng hồng y tại bên người, người ngẫm lại liền tính là tiểu sư đệ cái gì cũng thừa không dưới, hồng y tổng không có khả năng cũng hôi phi yên diệt đi. Phải biết rằng hồng y chính là thượng cổ á thánh thân thể, liền tính là lão yêu phụ là thông ngộ cường giả, nhưng một trưởng đi xuống muốn đem hồng y cái kia á thánh chi khu chụp hôi phi yên diệt, tuyệt không khả năng, tiểu sư đệ có lẽ không chết. Sao trời tử dừng ở hố to sau, mới đầu cũng trong lòng thật lạnh, cho rằng Dương Nghị Vân kém hôi phi yên diệt, chính là nghĩ tới hồng y sau, hắn phủ định chính mình ý tưởng. Giờ phút này sao trời tử cùng cơ tím hà mọi người tự nhiên cũng không biết Dương Nghị Vân còn có càn khôn hồ tồn tại, hơn nữa chính hắn bản tôn là có thể tiến vào càn khôn hồ. Cơ tím hà nguyên bản khóc mặt như hoa lê, nghe được nhị sư huynh như vậy vừa nói, di, tưởng tượng là đạo lý này a. Nàng cùng tiểu sư đệ ở bên nhau đãi quá một đoạn thời gian, cũng cùng đi qua dị vực giới, Hồng Y cũng đi theo Dương Nghị Vân bên người, nàng rõ ràng Hồng Y tình huống, á thánh thịt tươi, đích xác không có khả năng bị hoa sen tiên mẫu cái kia lão yêu phụ một trưởng dưới ti a đều không dư thừa hạ. Dựng lên đối với tiểu sư đệ tòa kỵ cá trạch, nàng cũng rõ ràng, kia chính là thần thú trung vương giả, đường đường côn bằng, sao có thể cũng một chút thi thể đều không lưu lại. Nhất định là tiểu sư tỷ còn có thủ đoạn.
Cơ Tím Hà biết tiểu sư đệ trên người có độc lập không gian pháp bảo, nhưng bình thường tới nói luyện hóa dung nhập trong người pháp bảo ký chủ bản thân là vào không được. Trừ phi là kia chờ siêu việt cấp bậc pháp bảo mới được. Nhất định là như thế này, tiểu sư đệ nhất định trốn vào cái gì không gian pháp bảo chung. Như vậy tưởng tượng Cơ Tím Hà không khóc, đột nhiên cười đối sao trời tử nói, đúng vậy, nhị sư huynh ngươi nói rất đúng, nhất định là như thế này, tiểu sư đệ nhất định còn sống, chúng ta ở tìm xem. Hảo! Sao trời tử gật đầu theo tiếng. Mà lúc này Dương Nghị Vân lại là thấy được bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Hắn ở mang theo cá trạch cùng Hồng Y tiến vào Càn Khôn Hồ sau, trước tiên đem thần thức thả ra Càn Khôn Hồ xem xét ngoại giới tình huống. Hắn cũng sợ a. Rốt cuộc hắn bản tôn tiến vào Càn Khôn Hồ lúc sau, Càn Khôn Hồ liền hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, mà bọn họ đều ở Càn Khôn Hồ trong vòng, nếu là đừng lão yêu phụ Hoa Sen Tiên Mẫu nhìn đến Càn Khôn Hồ tất nhiên liền đem Càn Khôn Hồ niết ở trong tay, cùng cấp bọn họ mọi người mạng nhỏ bị lão yêu phụ nhéo vào trong tay. Như thế dưới tình huống, hắn trước tiên thả ra thần thức xem ngoại giới. Lại là phát hiện lão yêu phụ một trưởng dưới toàn bộ Hoa Sen cung điện đều bị san thành bình địa, hắn Càn Khôn Hồ chôn sâu ở hố to bùn đất chung. Nhưng lại đồng thời cũng nhìn đến nghe được phía chân trời truyền đến tiếng giống giận, thấy được không gian môn hộ xuất hiện. Kế tiếp hắn trong lòng kích động vô cùng, không nghĩ tới đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ tất cả đều đã đến. Cái này Dương Mẫu Nhân trong lòng vô cùng kích động lên, ở Càn Khôn Hồ hô to, vẫn là có sư huynh sư tỷ hảo a. Trong nháy mắt lại là nhìn đến đại sư huynh trực tiếp hướng về phía Hoa Sen Tiên Mẫu cái kia lão yêu phụ giết qua đi, ánh mắt đỏ bừng vô cùng, trong miệng kêu cho chính mình báo thù. Mà nhị sư huynh sao trời tử cùng tiểu sư tỷ cũng trực tiếp phi rơi xuống, hai người một cái sắc mặt âm trầm, một cái nước mắt ở mắt thấy chung đảo quanh, một màn này Dương Nghị Vân ở thần thức trông được đến rõ ràng, nói thật hắn trong lòng cảm động vô cùng. Vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, lại là không nghĩ tới giao trì năm đại trưởng lão cư nhiên nhằm phía nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ, Dương Nghị Vân có chút lo lắng, rốt cuộc giao trì năm đại trưởng lão nhưng đều là đại tiên tôn cấp bậc. Nhưng không nghĩ tới ngay sau đó nhị sư huynh liền bạo phát, lại thấy nhị sư huynh sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành cuốn tịch giao trì năm đại trưởng lão, khoảnh khắc liền nháy mắt hạ gục giao trì năm đại trưởng lão. Cái này nhưng đem Dương Nghị Vân cấp khiếp sợ hỏng rồi. Tiếp theo hắn liền phát hiện nhị sư huynh tu vi đều đã là tiên tôn đại viên mãn, cùng giao trì năm đại trưởng lão giống nhau cảnh giới, mà tiểu sư tỷ tách ra lúc sau cũng liền đi qua mấy trăm năm ở gặp mặt lúc này cư nhiên phát hiện tiểu sư tỷ tu vi cảnh giới là tiên tôn hậu kỳ, cũng kém một bước chính là tiên tôn đại viên mãn. Cái này chênh lệch a, làm Dương Mẫu Nhân trong lòng đã chịu một vạn điểm bạo kích. Cho rằng hắn mới là tiên đế trung kỳ đỉnh mà thôi. Hai cái sư huynh một cái sư tỷ. Một cái so một cái nghiêu ích, cái này làm cho hắn cái này tiểu sư đệ như thế nào hỗn. Đương nhiên nói đến cùng đây là hắn sư huynh sư tỷ, Dương Mẫu Nhân trong lòng trừ bỏ mất mát ở ngoài, dư lại chính là cao hứng, tốt xấu ngươi nhìn xem bị khi dễ lúc sau lưng có sư huynh sư tỷ ra tới tìm bãi xuất đầu không phải. Tạm thời không nói sư huynh sư tỷ tu vi vấn đề, liền nói nhị sư huynh vừa rồi xuất kiếm hắn cũng chưa thấy rõ là như thế nào sẽ là, nháy mắt giao chỉ năm đại trưởng lão liền hôi phi yên diệt. Trên bầu trời chỉ có thể nhìn đến một ít huyết vụ tồn tại. Nhị sư huynh kiếm a. Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ trong vòng há to miệng. Chỉ chớp mắt phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nghe được tiểu sư tỷ tiếng khóc cùng nhị sư huynh đối thoại. Cái này Dương Nghị Vân mới phản ứng lại đây, tiểu sư tỷ khóc này đây vì chính mình bị lão yêu phụ cấp một trưởng đánh hôi phi yên diệt ti a đều không còn. Ngay sau đó hắn trong lòng vừa động chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm cho tiểu sư tỷ ở khóc. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhị sư huynh, tiểu sư tỷ ta không chết đâu, tồn tại đâu. Dương Mẫu Nhân trực tiếp từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài, tới rồi hai người phía sau. Bá! Sao trời tử cùng Cơ Tím Hà cơ hồ đồng thời xoay người. Nhìn sống sờ sờ Dương Nghị Vân xuất hiện, hai người nửa ngày không nhúc nhích. Chính là sao trời tử thân thể ở run nhẹ nhẹ, mà Cơ Tím Hà vừa rồi ngừng nước mắt từ hốc mắt lại lần nữa để lại ra tới. Bất quá lần này trên mặt nàng hiện lên tươi cười. Nhị sư huynh, tiểu sư tỷ, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Dương Nghị Vân nhìn hai người vốn dĩ đi, không nên xuất hiện khác cảm xúc, nhưng giờ khắc này giống như là cái phóng sai hài tử giống nhau, cảm động nói ra những lời này. Vèo. Dương Nghị Vân mới vừa nói xong, trước mắt bóng người chợt lóe, lại là phát hiện tiểu sư tỷ trực tiếp vọt lại đây ôm hắn,
Lạc Hắn thực khẩn. Tiểu tử thúi ngươi hù chết chúng ta. Cơ Tím Hà ở Dương Nghị Vân bên tai nói chuyện. Ha ha, sư tỷ ta sai rồi, thực xin lỗi. Dương Nghị Vân nói lời này, nhưng lại đúng vậy đầy mặt đỏ bừng, bởi vì đây là lần đầu tiên tiểu sư tỷ như thế ôm hắn, trên người nàng có một cổ độc đáo mùi thơm của cơ thể, thực say lòng người, mấu chốt là ôm như vậy khẩn, hắn cảm nhận được rất nhiều địa phương. Khụ khụ. Lúc này một tiếng ho khan vang lên, lại là Sao Trời Tử. Phản ánh lại đây, Cơ Tím Hà sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem Dương Nghị Vân buông ra, nhưng lại trở tay liền đối Dương Nghị Vân trên đầu một cái tát. Bang! A à, sư tỷ ngươi đánh ta làm gì? Ai làm ngươi hại ta lo lắng, quay đầu lại hảo hảo thu thập ngươi. Cơ Tím Hà đỏ mặt hung tợn nói chuyện, vừa quay đầu lại nhìn đến nhị sư huynh vẻ mặt cổ quái ý cười. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ a, lại xem đào ngươi trong mắt. Nhìn đến Dương mẫu nhân không có việc gì sau, Cơ Tím Hà lại khôi phục nữ ma đầu phong phạm, đối nhị sư huynh cũng một trận uy hát yêu ta. Ách ta, Sao Trời Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không dám trêu chọc cái này tiểu sư muội. Ngay sau đó Sao Trời Tử nhìn về phía Dương Nghị Vân đi lên đi ở Dương Nghị Vân bả vai một phách nói, tiểu sư đệ thế nào, thương thế như thế nào. Một câu quan tâm nói ngắn gọn, nhưng tràn ngập quan tâm. Cảm ơn nhị sư huynh. Thương thế không quan trọng, chỉ là có chút hư thoát, Dương Nghị Vân trả lời. Trách chúng ta đã tới chậm, còn hảo ngươi không có việc gì, nếu không cũng không biết như thế nào cấp sư phụ sư nương công đạo. Sao Trời Tử có chút nghĩ mà sợ. Dương Nghị Vân lúc này trong lòng là từng trận dòng nước ấm, vừa muốn nói chuyện thời điểm, lại là phía chân trời chi thân một tiếng vang lớn đánh gãy. Ngay sau đó ba người ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy đại sư huynh Vân Trường Sinh cùng Hoa Sen Tiên Mẫu đấu pháp một kích, từng người lùi lại mở ra, lại lần nữa nhào hướng đối phương, hiển nhiên hai người chi gian chiến đấu tiến vào tới rồi gay cấn. Dương Nghị Vân tự mình trải qua quá lão yêu phụ Hoa Sen Tiên Mẫu biến thái thực lực, nhịn không được lo lắng mở miệng nói, nhị sư huynh ngươi đi giúp đại sư huynh đi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng lo lắng, hảo hảo nhìn đi, đây chính là thông ngộ chi gian quyết đấu, khó gặp. Đối với ngươi ngày sau tu luyện hiểu được sẽ có rất tốt chỗ. Đại sư huynh đừng nhìn từ trước đến nay trầm ổn không câu nệ nói cười, nhưng hắn a, là chúng ta bốn cái chung, trong xương cốt nhất ngạo khí một cái, ta nếu là đi lên giúp hắn vội, sẽ bị đại sư huynh một trưởng chụp phi. Sao Trời Tử cười, chút nào không thèm để ý đại sư huynh an ủi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, lại một lần nghe được thông ngộ cái này từ ngữ. Nhịn không được hỏi, nhị sư huynh nói rõ ràng điểm, thông ngộ. Ta phía trước cũng nghe lão yêu phụ Hoa Sen Tiên Mẫu nói rất nhiều lần, mỗi một lần nghe nàng tự nói cái gì thông ngộ thời điểm liền cảm giác thực cuồng thực ngạo, coi rẻ hết thảy, này trong đó có phải hay không có chuyện gì. Sao Trời Tử nghe Dương Nghị Vân hỏi chuyện, ngây ra một lúc nói, sư phụ trước kia chưa cho ngươi nói lên quá thông ngộ. Dương Nghị Vân mờ mịt lắc đầu. Sao Trời Tử lúc này mới gật đầu nói, khả năng ngươi tu vi không đủ nguyên nhân sư phụ chưa cho ngươi nói. Cũng hảo hiện tại cho ngươi nói, cái gì là thông ngộ. Thông ngộ là tiên tôn đại viên mãn đỉnh lúc sau một cái tu luyện cảnh giới, kỳ thật rất nhiều tầm thường tiên tôn cũng chưa chắc biết, cái này thông ngộ liền ngươi có thể lý giải thành thông thấu hiểu được ý tứ. Ở thành tựu tiên tôn lúc sau, tự nhiên chính là sơ cấp, trung kỳ, hậu kỳ, lại đạt tới đại viên mãn đỉnh, rất nhiều người cho rằng tu luyện đến tiên tôn đại viên mãn đỉnh lúc sau, chính là tu luyện cuối, lại vô tiến bộ, kỳ thật bằng không. Đạt tới tiên tôn đại viên mãn đỉnh sau, cũng chỉ có thể là pháp lực lượng đạt tới đỉnh, kỳ thật chân chính tu luyện mới là bắt đầu, nơi này tu vi liền bắt đầu tiếp xúc đại đạo pháp tắc căn nguyên, yêu cầu chính là hiểu được thiên địa đại đạo, đem sở cùng chính mình xứng đôi lực lượng tu luyện hiểu biết tới rồi cực hạn, hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, chính là thông ngộ. Lúc này chính là đột phá pháp lực lượng trói buộc, tiến vào chân chính đại đạo chi môn chung, bắt đầu có thể tiếp xúc đến trong thiên địa chân chính đại đạo huyền bí. Xưng là tiên tôn thông ngộ, là một loại tu luyện hiểu được chi đạo. Thông ngộ có cửu trọng, mới vào giả vì thông ngộ nhất trọng thiên, lại đến thông ngộ nhị trọng thiên. Thẳng đến tối cao thông ngộ cửu trọng thiên, cuối cùng cửu cửu quy nhất, đó là thần đạo, nghe đồn thông ngộ cửu cửu quy nhất thấu triệt, chính là tiến vào thiên giới thần đạo thời điểm. Nói nơi này sau, Sao Trời Tử ngừng lại, tựa hồ cố ý làm Dương Nghị Vân tiêu hóa này đó tu luyện thượng bí văn. Mà Dương Nghị Vân nghe xong, lúc này mới minh bạch lại đây, nguyên lai tiên tôn đại viên mãn đỉnh đều không phải là tiên giới tu luyện cảnh giới trung điểm, ý tưởng này lúc sau còn có cái hiểu được thượng tu luyện gọi là thông ngộ. Nghe tới,
Đây mới là tiên tôn đại viên mãn đỉnh chi gian tồn tại chân chính khác nhau. Nhịn không được tiếp tục hỏi, nhị sư huynh nói như thế tới đồng dạng là tiên tôn đại đỉnh, nhưng chia làm thông ngộ cùng không có thông ngộ mạnh yếu chi biệt. Thông minh, đúng là như thế. Sao trời tử cười trả lời. Nghe nhị sư huynh sao trời tử giải thích, Dương Nghị Vân mới biết được nguyên lai tiên tôn tu luyện còn có thông ngộ. Nói như thế tới, đại sư huynh cùng hoa sen tiên mẫu đều là tiên tôn thông ngộ tồn tại. Dương Nghị Vân hỏi. Sao trời tử gật đầu, đúng vậy, đại sư huynh cùng cái kia lão yêu phụ đều là thông ngộ nhất trọng thiên, bất quá ngươi đừng lo lắng, đại sư huynh muốn giết cái kia lão yêu phụ dễ như trở bàn tay. Nhị sư huynh ngươi cũng tiên tôn thông ngộ. Dương Nghị Vân vang lên phía trước nhị sư huynh kia nhất kiếm dây năm đại giao trì trưởng lão uy lực, bản thân liền vượt qua cùng cấp bậc quá nhiều, nghĩ đến cũng là tiên tôn thông ngộ cảnh giới. Lại nghe sao trời tử cười, tiên tôn thông ngộ đó là dễ dàng như vậy, toàn trường trong ngoài, tổng cộng liền ba người đạt tới thông ngộ nhất trọng thiên, trừ bỏ đại sư huynh cùng cái kia lão yêu phụ, dư lại một cái tiên tôn thông ngộ chính là giao trì cái kia đại trưởng lão. Thông ngộ chi cảnh giới, không dễ dàng a. Trăm triệu tiên tôn bên trong cũng không nhất định ra một cái tiên tôn thông ngộ tới, ở trước kia có thể đạt tới thông ngộ giả, chính là tiên giới mấy đại phong hào tiên tôn mà thôi, lòng đang có thể xuất hiện thông ngộ đại sư huynh, giao trì trưởng lão, không hề nghi ngờ là bởi vì thiên địa đại đạo đầy đủ hết nguyên nhân, này hết thảy đều phải công quy về sư phụ bọn họ. Nghĩ đến tương lai tiên tôn thông ngộ còn xuất hiện, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, có chút người hết cả đời này cũng vô pháp đạt tới thông ngộ chi cảnh, rất khó. Thông ngộ mới là thông hướng càng cao trình tự đại đạo, không nói cái khác liền nói chúng ta sư phụ kia một thế hệ thông ngộ, toàn bộ tiên giới cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Bất quá về sau thông ngộ tin tưởng sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đại đạo đầy đủ hết, tình huống không giống nhau, giống đại sư huynh cùng hoa sen tiên mẫu này đó thông ngộ đều xem như cận đại xuất hiện, trước kia tiên giới thông ngộ chính là sư phụ cùng tam đại thiên tôn kia một thế hệ người. Sao trời tử tự cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học thông ngộ thời điểm. Phía chân trời phía trên Vân Trường Sinh cùng hoa sen tiên mẫu lại một lần làm ra đại động tĩnh. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được thật lớn pháp lực quyết đấu. Chỉ thấy đại sư huynh phất tay chi gian không gian vặn vẹo lên, mà hoa sen tiên mẫu còn lại là quanh thân nhộn nhạo dựng lên năm loại sắc thái khác nhau dao động. Dương Nghị Vân hỏi sao trời tử nói, nhị sư huynh đại sư huynh cùng hoa sen tiên mẫu cái kia lão yêu phụ thông ngộ đại đạo pháp tắc thoạt nhìn bất đồng, có phải hay không đều có từng người thuộc tính tồn tại? Sao trời tử gật đầu nói, thiên địa chi gian lực lượng bài trừ chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, còn nữa chính là không gian, sinh, chết, hắc ám từ từ, mỗi một loại tu luyện thấu triệt hiểu được viên mãn, đó là thông ngộ, đại sư huynh thông ngộ chính là không gian chi đạo, mà hoa sen hâm mộ là ngũ hành chi đạo, nàng thông ngộ chính là cơ sở, tính lên là không có đại sư huynh không gian chi đạo cường đại, cho nên đồng dạng là thông ngộ nhất trọng thiên, nhưng đại sư huynh muốn so nàng cường đại. Cái này Dương Nghị Vân xem như minh bạch. Gật gật đầu tiếp tục nhìn lại. Giờ phút này chỉ nghe hoa sen tiên mẫu giống to, ngũ hành thiên địa, nước lửa chi thiêu đốt. Ngay sau đó chỉ thấy hoa sen tiên mẫu trong tay múa may lúc sau, cường đại pháp lực hình thành một chương che trời đại võng, nháy mắt đem đại sư huynh cấp bao vây, như là hình thành một cái phong bế thiên địa, ở lúc sau trống giống xuất hiện thủy cùng ngọn lửa, trực tiếp đối với Vân Trường Sinh mà đi. Thủy hóa thành băng chùy. Ngọn lửa như là du long giống nhau, đối với Vân Trường Sinh đốt cháy. Dương Nghị Vân nhìn đều có chút khẩn trương, bất quá đại sư huynh bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng miệng phun một tiếng, không gian trồng lên. Rồi sau đó liền nhìn đến hắn quanh thân có vặn vẹo không gian hình thành lốc xoáy, hoa sen tiên mẫu nước lửa công kích, trực tiếp bị cắn nuốt vào lốc xoáy chung, biến mất không còn một mảnh. Dương Nghị Vân nhìn hít hà một hơi nói, nhị sư huynh đại sư huynh kia một tay tựa hồ là không gian hắc động a. Tiểu tử ngươi kiến thức không tồi, đích xác đại sư huynh đó là không gian lực lượng hình thành hắc động, chờ xem kịch vui đi, lão yêu phụ muốn phong ấn đại sư huynh vây này hắn đánh, không nghĩ tới đại sư huynh không gian hắc động một khi hình thành, cái gì đều có thể cắn nuốt đi vào kẻ hèn ngũ hành thiên địa không nói chơi. Sao trời tử thực đạm nhiên nói. Quả nhiên dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn đến đại sư huynh vung tay lên, một cái không gian hắc động bỗng nhiên mở rộng, ngay lập tức chi gian diễn sinh xem ra. Sao trời vài trăm thước đường kính lớn nhỏ. Oanh! Một tiếng nổ vang lúc sau, hoa sen tiên mẫu ngũ hành phong tỏa phá rớt, hoặc là nói bị ngay lập tức chi gian cấp cắn nuốt, ở treo không bên trong Dương Nghị Vân cùng cho nên có người đều thấy được đen nhánh một mảnh, khi đó không gian loạn lưu ở trong đó. Trong truyền thuyết không gian loạn lưu là vô tận hắc ám,
cũng có quỷ dị tồn tại, nếu bị cuốn vào không gian loạn lưu vậy vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới. Bên kia Hoa Sen Tiên Mẫu sắc mặt đại biến, tựa hồ biết Vân Trường Sinh này nhất chiêu lợi hại, xa xa né tránh, lại là giống giận chung pháp lực nhộn nhạo, xuất hiện 5 loại ngũ hành chi lực. Thiên địa ngũ hành, trấn áp hết thảy. Tại hạ một khắc thiên địa đều vì này tối sầm lại, lại thấy đại sư huynh không gian hắc động bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, như là thời gian đều yên lặng giống nhau. Thực rõ ràng hai bên đấu pháp rằng co, nhìn qua ai cũng không làm gì được ai. Hai người đều là tiên tôn thông ngộ nhất trọng thiên, cảnh giới tu vi giống nhau, nhưng lĩnh ngộ thông thấu đại đạo pháp tắc không giống nhau. Hoa Sen Tiên Mẫu lĩnh ngộ ngũ hành, là thiên địa chung lực lượng cơ sở. Mà Vân Trường Sinh tắc lĩnh ngộ chính là không gian đại đạo, lại nói tiếp là so Hoa Sen Tiên Mẫu muốn cao giai. Dựa theo sao trời tử cách nói, Hoa Sen Tiên Mẫu so bất quá đại sư huynh Vân Trường Sinh. Thoạt nhìn ngũ hành thuộc tính rất nhiều, nhưng trên thực tế luận đại đạo pháp tắc chỉ là cơ sở mà thôi, tạp mà loạn, mà Vân Trường Sinh không gian đại đạo lại là cao giai đại đạo. Cho nên Dương Nghị Vân cũng cho rằng đại sư huynh sẽ thắng. Phía chân trời phía trên hai người đều phát rằng co lên ở so đấu, bên ngoài tất cả mọi người ở quan chiến chung, một đám chờ đôi mắt nhìn, không ai nguyện ý bỏ lỡ, rốt cuộc đây là cường giả chân chính đấu pháp. Dương Nghị Vân cũng nhìn nhìn không chớp mắt, đối với thông ngộ, hắn tự nhiên cũng có ý tưởng, hiện tại mới biết được tiên tôn đại viên mãn đỉnh lúc sau, còn có thông ngộ, đây là hiểu được trong thiên địa cường đại nhất lực lượng, ngược dòng căn nguyên. Đương nhiên chính như nhị sư huynh giảng như vậy. Rất nhiều người tiên tôn đại viên mãn đều khó có thể đạt tới, càng đừng nói càng thêm khó khăn thông ngộ. Phá! Đúng lúc này phía chân trời phía trên Vân Trường Sinh miệng phun một chữ. Ầm ầm ầm. Lại không gian lốc xoáy phá rớt, nhưng sở nhộn nhạo mà ra lực lượng cũng đem Hoa Sen Tiên Mẫu ngũ hành phong tỏa đánh sơ xác. Ngay sau đó liền thấy Vân Trường Sinh, quanh thân vừa động, ngay sau đó không gian chấn động dưới hắn một bước bước ra, lại như là đi vào một đạo cánh cửa không gian. Gần chợt lóe, tái xuất hiện lại là một quyền đánh vào Hoa Sen Tiên Mẫu phía sau lưng. A à, phốc! Hoa Sen Tiên Mẫu kêu thảm thiết chung miệng phun máu, từ trên cao rơi xuống mà xuống. Nàng vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, hiện tại mới cảm nhận được Vân Trường Sinh khủng bố, cư nhiên là không gian đại đạo. Đối mặt Vân Trường Sinh không gian đại đạo, nàng ngũ hành chi đạo nơi trốn chịu hạn chế. Bởi vì Vân Trường Sinh có không gian hắc động. Bất luận cái gì cường đại không gian đều có thể đừng hít vào không gian trong hắc động đi, đáng sợ nhất chính là Vân Trường Sinh có thể tùy ý mở miệng cánh cửa không gian, xuyên qua không gian xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, lần này liền xuất hiện ở nàng sau lưng, một kích dưới căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì dao động, phòng không thể phòng kém không thể tra. Không gian chi lực có mặt khắp nơi, không hề tung tích. Đánh hảo! Dương Nghị Vân nhìn đến sau hét to một tiếng hảo. Nhìn lão yêu phụ bị đại sư huynh một trưởng trọng thương, từ phía chân trời đại hạ xuống, hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này mới hiểu được, nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ vì cái gì như vậy bình tĩnh, hiển nhiên hai người đối đại sư huynh thủ đoạn phi thường hiểu biết. Không gian chi lực tuy rằng không nói cái gì lực lượng cường đại, nhưng lại là nhất quỷ dị pháp tắc. Không gian đại đạo không chỗ không ở, đại sư huynh có thể tùy ý thao tác không gian chi lực. Xuyên qua xuất hiện ở Hoa Sen Tiên Mẫu cái này lão yêu phụ bên người, làm nàng căn bản là không có cách nào phòng ngự đại sư huynh công kích. Từ trong không khí xuyên qua tự do, này như thế nào phòng bị? Chỉ có hại phân. Kết thúc. Cơ tím hà nheo lại nói như vậy nói. Quả nhiên ngay sau đó, Dương Nghị Vân chỉ thấy đại sư huynh lần thứ hai mở ra không gian môn hộ, xuất hiện ở tin tức mà xuống Hoa Sen Tiên Mẫu bên người, một chút dẫm lên Hoa Sen Tiên Môn trên người. A. À. Ngươi không thể giết ta, tổ, oanh, hết thảy kết thúc. Vân Trường Sinh trực tiếp một kích ở Hoa Sen Tiên Môn trên người, Hoa Sen Tiên Mẫu thân thể oanh một chút chia năm xẻ bảy. Một vị thông ngộ cường giả, như vậy ngã xuống. Ở Vân Trường Sinh trong tay, trừ bỏ trước vài lần đấu pháp lúc sau, liền không còn có đánh trả chi lực. Một dưới chân đi, Hoa Sen Tiên Mẫu trực tiếp bảo. Không có biện pháp ngũ hành đại đạo cùng không gian đại đạo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vân Trường Sinh đấu pháp lúc sau thăm dò rõ ràng Hoa Sen Tiên Mẫu ngũ hành đại đạo, liền có nhằm vào, hai đánh dưới diệt lão yêu phụ. Ngươi dừng tay. Cùng thời gian tổ biển sao hướng về phía Vân Trường Sinh giống to dừng tay, nhưng lại vô dụng, Hoa Sen Tiên Mẫu như cũ bị Vân Trường Sinh xử lý. Ngay sau đó huyền phù ở trống không Vân Trường Sinh bỗng nhiên chăm chú vào tổ biển sao trên người,
một bước bước ra, trực tiếp một trường phách về phía tổ biển sao. Lần này việc Vân Trường Sinh hiểu biết, sao băng điện cái này tổ biển sao cũng là khi dễ tiểu sư đệ người chi nhất, tuy rằng phía trước thấy được tiểu sư đệ không có việc gì, nhưng Vân Trường Sinh làm đại sư huynh trong lòng như cũng nghĩ mà sợ, hắn thiếu chút nữa liền mất đi tiểu sư đệ. Hiện tại tổ biển sao ra tiếng, đem Vân Trường Sinh cấp hấp dẫn qua đi, một ý niệm chính là sát, thuận tay giết chết cái này tổ biển sao kéo đến. Sao băng điện người không mấy cái thứ tốt. Mà tổ biển sao nhìn đến Vân Trường Sinh một trường đối với hắn mà đến, dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng phi thân dựng lên liền chạy, trong miệng hô to, nhị thúc cứu mạng. Tổ biển sao rất rõ ràng, hoa sen tiên mẫu đều bị người này đánh chết, hắn một cái tiên tôn hậu kỳ bị theo dõi, một trường này xuống dưới, chính là hôi phi yên diệt kết cục, vội vàng hô to nhị thúc cứu mạng. Hắn tổ biển sao nhị thúc, chính là sao băng điện đương kim thống soái, tu vi thực lực sâu không lường được. Lúc này cũng chỉ có nhị thúc có thể cứu chính mình. Nhị thúc là có đại thần thông, nhất định có thể liền hắn. Dương Nghị Vân nhìn đến đại sư huynh đối tổ biển sao ra tay sau, trong lòng vui vẻ, liền tính là đại sư huynh không ra tay, hắn hôm nay cũng sẽ không tha tổ biển sao tồn tại rời đi. Cái này hảo, xử lý cái này tổ biển sao, trong lòng hờn dỗi cũng ra một ngụm, thứ này cư nhiên còn đánh hắn nữ nhân chủ ý, đáng chết 100 lần. Chỉ thấy đại sư huynh đối với tổ biển sao một trưởng mà đi, Dương Nghị Vân biết tổ biển sao lần này chết chắc rồi. Mắt thấy tổ biển sao muốn xong đời thời điểm, phía chân trời phía trên lại là vang lên một tiếng hử lạnh, như là sấm rền giống nhau, toàn bộ không trung đều có dị tượng xuất hiện. Hừ, tiểu gia hỏa ta tổ thiên long cháu trai ngươi cũng muốn giết sao. Theo thanh âm này xuất hiện, ở đây tất cả mọi người nhìn đến phía chân trời phía trên xuất hiện một đôi thật lớn vô cùng đôi mắt. Mà một con pháp lực ngưng tụ mà thành tượng là hư ảnh giống nhau tay, ngay lập tức chi gian đối với Vân Trường Sinh đối thượng. Ầm ầm ầm. Rung trời tiếng vang dưới, Vân Trường Sinh kêu lên một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, gần nhất có vết máu xuất huyết, vài trăm thước lúc sau mới đứng vững thân hình, sắc mặt khó coi nhìn phía chân trời phía trên xuất hiện thật lớn kim sắc đôi mắt, trầm ngâm nói, sao băng điện thống soái tổ thiên long. Phía chân trời phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi thật lớn đôi mắt. Cùng kia che trời thật lớn bàn tay, bước lui Vân Trường Sinh, cứu tổ biển sao. Trọng điểm là này gần là một đôi thật lớn đôi mắt mà thôi, ở đây đều là tiên nhân, nhìn bầu trời tế tình huống đều nhìn ra được tới, này không phải chân thân, chỉ có thể xem như một cái cùng loại phân thân hình chiếu bí pháp thủ đoạn. Bất quá cùng hình chiếu khác nhau rất lớn, nói như vậy có thể ngưng tụ một cái phân thân hình chiếu thủ đoạn, rất nhiều tiên nhân đều có thể làm được, nhưng này một đôi cự mắt bất đồng. Chỉ chớp mắt ngưng tụ một bàn tay liền đem Vân Trường Sinh cấp một kích bước lui. Đây là cái gì khái niệm, mọi người đều thấy được rõ ràng. Nội tâm phi thường chấn động. Không nói đến khác, chỉ cần Vân Trường Sinh có thể sát hoa sen tiên mẫu liền đủ để thuyết minh, Vân Trường Sinh cường đại, tuyệt đối là một cường giả. Nhưng như vậy cường giả bị một con pháp lực ngưng tụ mà thành bàn tay, một chút liền cấp bước lui, như thế tình huống đại gia há có thể không chấn động. Một kích bước lui Vân Trường Sinh, pháp lực ngưng tụ bàn tay khổng lồ tuy rằng tiêu tán, nhưng kia một đôi thật lớn đôi mắt, giờ phút này giống như là hai cái chói mắt thái dương giống nhau cao treo ở trên 9 tầng trời. Lộng lẫy, chói mắt, trọng điểm là tản ra vô cùng cường đại hơi thở, làm ở đây mỗi một cái tiên nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Cường đại vô cùng uy áp, phát ra mà xuống, bao phủ toàn bộ giao trì nơi. Bùm bùm, một ít tu vi yếu kém tiên nhân. Liền tính là khoảng cách chiến trường khá xa, cũng thu được cường đại đánh sâu vào, một đám sụi lơ ở trên mặt đất. Gần là uy áp dưới, khiến cho những cái đó xem náo nhiệt tiên nhân nằm sấp xuống. Thực sự khủng bố. Còn có những cái đó một đám huyền phù ở trời cao tiên nhân, tiên quân trở lên giả, tại đây song cự mắt uy áp dưới, có một cái tính một cái thân thể đều trời cao lung lay sắp đổ, một đám vội vàng phi rơi xuống đi, dừng ở trên mặt đất, như thế mới đứng vững thân hình. Này trong đó liền bao gồm tiên đế tiên tôn, thậm chí là tiên tôn hậu kỳ tiên nhân đều tại đây song cự mắt uy áp hạ đã chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng. Dương Nghị Vân cùng sao trời tử, cờ tím hà ba người đứng ở tại chỗ, nhìn phía chân trời phía trên kia một đôi cự mắt, cảm thụ được cường đại uy áp mà đến, hắn đều là cả người run lên. Này cổ tám ngày uy áp dưới, Dương Nghị Vân cảm nhận được xưa nay chưa từng có tim đập nhanh, hắn cũng nhịn không được có loại đi xuống quỳ cảm giác. Vội vàng vận chuyển công pháp lại ngăn cản, bất quá lúc này nhị sư huynh tiến lên một bước đứng ở trước mặt hắn, cả người kiếm khí bùng nổ, nháy mắt phía chân trời cự mắt truyền đến uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Hô!
Dương Nghị Vân tặng khẩu khí nói, cảm ơn nhị sư huynh. Sư đệ chờ một lát chiếu cố hảo tự mình, cường địch trước mặt, ta cùng sư muội khả năng muốn đi đại sư huynh. Sao trời tử nhìn chằm chằm phía chân trời phía trên cặp kia cự mắt, ngữ khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Dương Nghị Vân vừa thấy, giờ phút này nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ hai người, một cái toàn thân kiếm khí bùng nổ, một cái cả người có lôi đình vần quanh. Hiển nhiên bọn họ hai cái đều không chịu thật lớn hai mắt uy áp quấy nhiễu. Từ điểm này thượng xem, chính mình sư huynh sư tỷ đều so với hắn cường không phải cực nhỏ, sư huynh muội bốn cái chung hắn trước sau là lót đế tồn tại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng tràn ngập thất bại cảm. Bất quá ngay sau đó cũng bậc lửa hắn đáy lòng bất khuất ngọn lửa, âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực, ngày nào đó định cùng sư huynh sư tỷ làm chuẩn. Rốt cuộc hắn hiện tại mới là tiên đế trung kỳ đỉnh chi cảnh, cùng hai cái sư huynh một cái sư tỷ còn kém xa lắm. Đại sư huynh liền không nói, đã là tiên tôn thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, nhị sư huynh tuy rằng không có thông ngộ, nhưng lại là tiên tôn đại viên mãn đỉnh, hắn kiếm đạo cường hãn không phải nhỏ tí tẹo, ngay cả hơi yếu một ít tiểu sư tỷ cơ tím hà, hiện giờ cũng đã là tiên tôn đại viên mãn, nhưng Dương Nghị Vân biết tiểu sư tỷ cường đại chính là cơ gia thiên phú huyết mạch, đồng dạng không đơn giản. Lúc này đối mặt phía chân trời cự mắt xuất hiện, nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ muốn đi giúp đại sư huynh, nhưng hắn lại chỉ có thể trở thành liên lụy, thật sự là trong lòng không dễ chịu. Bất quá Dương Nghị Vân biết hiện thực tàn khốc, chỉ có thể tiếp thu. Gật đầu trả lời, ân, nhị sư huynh các người yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình. Vừa rồi đại sư huynh nói một câu tổ thiên long, cặp mắt kia là sao băng điện thống soái tổ thiên long đi. Là, đại sư huynh là tiên tôn thông ngộ, hiểu biết quá tiên giới thông ngộ cường giả, hắn nói là liền không sai. Sao trời tử nói, như vậy xem ra tổ thiên long cũng là tiên tôn thông ngộ cường giả, hơn nữa tu vi so với đại sư huynh còn cao. Dương Nghị Vân hỏi, sao trời tử gật đầu, ân, đại sư huynh mới là thông ngộ nhất trọng thiên, thông ngộ chi cảnh cửu trọng thiên. Tuy rằng không biết tổ thiên long là thông ngộ đánh trọng, nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối so với đại sư huynh cường, cặp mắt kia cùng phía trước bàn tay gần là một cái pháp lực hình chiếu, là có thể bức lui đại sư huynh, cái này tổ thiên long tuyệt đối là thông ngộ cường giả chung không tầm thường tồn tại, này đó sợ là có phiền toái, tiểu sư đệ đợi lát nữa xem tình huống, có cơ hội liền chạy nhanh chạy. Chỉ cần ngươi về tới hỗn loạn tiên vực, nơi nào có lão cây liễu tỏa chấn, tất nhiên là có thể an toàn. Ân. Ta đã biết Dương Nghị Vân song toàn nắm chặt, gật đầu trả lời, nhưng lại trong lòng thực nghẹn khuất. Ở hai người nói chuyện hết sức. Phía chân trời phía trên vang lên một tiếng hừ lạnh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh dưới, mây đen quay cuồng, tiếng sấm từng trận. Kia một đôi cự mắt, quang mang chói mắt đại tác phẩm. Lại là vang lên khàn khàn tiếng động nói, không tồi bổn tọa sao băng điện tổ thiên long ngươi là người phương nào. Thật lớn đôi mắt lập lòe chung. Nhìn chằm chằm Vân Trường Sinh nói chuyện. Vân Trường Sinh lúc này Vân Trường Sinh huyền phù ở không, lạnh nhạt xông ra ba chữ, báo thượng tên. Nhị thúc giết hắn, hắn muốn giết ta, còn có phía dưới tóc bạc kia tiểu tử kêu Dương Nghị Vân, bọn họ đều không phải thứ tốt, hoa sen tiên mẫu cũng chết ở cái này Vân Trường Sinh trên tay, hết thảy đều là Dương Nghị Vân kia tiểu tử, giết bọn họ. Lúc này lại là tổ biển sao tránh được một kiếp sau, thấy được nhị thúc tổ thiên long xuất hiện. Lá gan tức khắc lớn mấy chục lần, mở miệng bộ mặt dữ tợn, làm tổ thiên long giết Vân Trường Sinh cùng Dương Nghị Vân bốn người. Ha ha, giết chúng ta sư huynh muội bốn người, thật lớn khẩu khí. Vân Trường Sinh hừ lạnh, hai mắt sát ý đại tác phẩm, nhìn về phía tránh ở cự mắt dưới tổ biển sao. Vân Trường Sinh dứt lời, bỗng nhiên đối với tổ biển sao chính là cách không một lóng tay. Ngay sau đó ong một chút, tổ biển sao bốn phía không khí rung chuyển lên. A. Nhị thúc cứu mạng, tổ biển sao luống cuống, bởi vì hắn cảm thụ bốn phía không gian chi lực vô cùng dung chuyển dựng lên, có từng luồng thật lớn lôi kéo chi lực, tựa hồ muốn đem thân thể hắn xé thành dập nát cảm giác. Mà đối với Vân Trường Sinh tới nói, đường đường trời cao tà thủ đồ, tiên tôn thông ngộ tôn sư, tổ biển sao như vậy nhị đại ở trong mắt hắn chính là con kiến, há có thể làm tổ biển sao đối chính mình khoa tay múa chân. Giết liền giết, quản ngươi nhị thúc là ai? Tổ thiên long đích xác cường đại, nhưng là Vân Trường Sinh hiểu biết là, sao băng điện tổ thiên long chính là thông ngộ nhị trọng thiên cường giả, nếu hôm nay là tổ thiên long bản tôn tiến đến, kia hắn khả năng sẽ thực kiêng kỵ, nhưng hiện tại đây là tổ thiên long một cái pháp lực hình chiếu, hắn lời nói không sợ. Cho nên làm cho tổ thiên long mặt, nói giết hắn cháu trai liền sát, có thể như thế nào tích.
làm càn. Rầm rầm. Tổ Thiên Long vô cùng uy nghiêm một tiếng quát lớn. Ngay sau đó một đôi thật lớn đôi mắt, bỗng nhiên tả hữu trong mắt từng người bộc phát ra lưỡng đạo lộng lẫy kim quang, một đạo ngay lập tức dừng ở tổ biển sao bốn phía hóa giải tổ biển sao nguy cơ, một khác nói lại là thẳng đánh Vân Trường Sinh. Ở nổ vang chung, Vân Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay huy động dưới, trước người hình thành một cái không gian hắc động ngăn cản Tổ Thiên Long trong mắt bùng nổ mà ra kim quang. Ầm vang. Nhưng là ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Lại là Tổ Thiên Long này một đạo kim quang bùng nổ dưới, cùng Vân Trường Sinh không gian lốc xoáy va chạm ở bên nhau, nháy mắt nổ mạnh, Vân Trường Sinh không gian hắc động chia năm xẻ bảy, một tiếng kêu rên bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó Tổ Thiên Long trầm giọng, chết. Vân Trường Sinh bị thương nặng như cũ không buông tha, một cái chết tự lạc bế, trống rỗng xuất hiện một cái cự trường, trực tiếp đối với Vân Trường Sinh chụp đi. Đại sư huynh, sư huynh, khoảnh khắc công phu, mọi người đều không nghĩ tới nhanh như vậy, Dương Nghị Vân cùng Sao Trời Tử ba người khẩn trương. Sao Trời Tử cùng Cơ Tím Hà tức khắc trọng thiên dựng lên. Đừng tới đây, hắn đã là thông ngộ tam trọng thiên cường giả. Mang tiểu sư đệ rời đi Vân Trường Sinh vội vàng đối với Sao Trời Tử cùng Cơ Tím Hà giống to, hắn nội tâm cũng khiếp sợ, hắn sở hiểu biết Tổ Thiên Long chính là thông ngộ nhị trọng thiên, hiện giờ mới cảm nhận được Tổ Thiên Long đột phá tới rồi thông ngộ tam trọng thiên. Nếu Tổ Thiên Long chỉ là thông ngộ nhị trọng thiên pháp lực hình chiếu, hắn là có thể ứng phó, nhưng tam trọng thiên nói, liền ứng phó không được, thậm chí phải có sinh mệnh nguy hiểm, nhanh chóng quyết định làm Sao Trời Tử cùng Cơ Tím Hà mang theo tiểu sư đệ Dương Nghị Vân rời đi. Tổ Thiên Long thông ngộ tam trọng thiên tu vi, vô pháp ngăn cản. Giống giận chung Vân Trường Sinh không ngừng lùi lại, đôi tay bay múa một cái tiếp theo một cái không gian hắc động trong người trước hình thành, nhưng đối mặt Tổ Thiên Long một trường không ngừng chụp lại đây, hắn không gian hắc động cũng ở một cái tiếp theo một cái hỏng mất, như vậy đi xuống trốn không được. Sư huynh, Dương Nghị Vân ba người tại hạ phương đều sốt ruột. Sao Trời Tử cùng Cơ Tím Hà căn bản không có nghe Vân Trường Sinh nói, vẫn như cũ phi thân dựng lên. Hướng về phía chân trời chiến trường phóng đi, muốn giúp đại sư huynh. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này đôi mắt đỏ, cắn răng một cái không chút do dự phi thăng đuổi theo, cứ việc hắn biết thực lực của chính mình không đủ, như vậy xông lên đi chính là tử lộ một cái, nhưng hắn sư huynh sư tỷ đều không sợ, đều có thể kiên quyết mà thượng, hắn há có thể lạc hậu. Ba cái sư huynh sư tỷ có thể vì hắn tự nhiên cũng có thể vì bọn họ. Sư đệ lăn trở về đi Cơ Tím Hà phát hiện Dương Nghị Vân theo đi lên tức khắc mắng. Muốn chết cùng chết Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Mà phía chân trời trời cao, Vân Trường Sinh cuối cùng một cái không gian hắc động rách nát, mắt thấy Tổ Thiên Long một trưởng liền phải dừng ở trên người hắn hết sức, phía dưới vò tới Dương Nghị Vân ba người hai mắt đều đỏ đậm một mảnh. Đại sư huynh, ba người rõ ràng, lần này đại sư huynh sợ là sẽ ngã xuống. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lại là một tiếng đâm thủng màng tai nổ vang vang lên, ầm vang. Theo thanh âm lạc bế, Tổ Thiên Long truy kích Vân Trường Sinh thật lớn bàn tay, chia năm xẻ bảy. Hết thảy tiêu tán. Mà ở Vân Trường Sinh phía sau tầng mây trung đồng dạng xuất hiện một đôi cự mắt, màu ngân bạch đôi mắt, lại là thực quỷ dị một đôi mắt. Dương Nghị Vân ba người theo bản năng dừng lại nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên Dương Nghị Vân trong óc liền vang lên một cái từ ngữ, hồ mắt. Hồ ly đôi mắt chính là cái dạng này, chẳng qua này một đôi mắt trừ bỏ thật lớn ở ngoài, vô cùng yêu dị, màu bạc lộng lẫy, có loại câu nhân tâm phách cảm giác. Giữa sân Vân Trường Sinh sống sót sau tai nạn, phản ứng lại đây lúc sau, nhìn đến này một đôi màu bạc đôi mắt, sắc mặt vui vẻ, lại là ở trên hư không đã bái đi xuống nói, bái kiến sư nương, đệ tử tu vi không tinh, kinh động sư nương thật đáng chết. Dương Nghị Vân nghe được đại sư huynh nói chuyện, cả người một tiếng, nội tâm sáng tỏ. Nguyên lai này đôi mắt chủ nhân là sư nương, không hề nghi ngờ là thiên cơ sư nương, năm đó tại hạ giới gặp qua thiên cơ sư nương hình chiếu, theo sư phụ trong miệng biết thiên cơ sư nương là hồ tộc. Lúc này minh bạch, không nghĩ tới thiên cơ sư nương xuất hiện, hơn nữa cũng này đây pháp lực ngưng tụ hai mắt phương thức, cùng Tổ Thiên Long giống nhau. Chẳng qua sư nương này song hồ mắt càng đẹp mắt, nhưng cảm giác trung tựa hồ so Tổ Thiên Long càng cường. Mất mặt xấu hổ đồ vật, lăn một bên đi. Đợi lát nữa ở tìm ngươi tính sổ, đường đường thiên tà chí tôn thủ đồ, thiếu chút nữa bị một cái dế nhũi đánh chết, ném sư phụ ngươi người. Phía chân trời tứ phương vang lên một cái tiếng trời giọng nữ. Là, Vân Trường Sinh đứng dậy nơm nớp lo sợ,
thân hình vừa động liền đến Dương Nghị Vân cùng Sao Trời Tử Cơ Tím Hà ba người bên người, đối mặt sư nương mắng, giờ phút này Vân Trường Sinh giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Mà Dương Nghị Vân phát hiện một cái có ý tứ sự tình là, nhị sư huynh Sao Trời Tử cùng nghĩ đến vô pháp vô thiên tiểu sư tỷ, giờ phút này cũng đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng, ngẫu nhiên trộm xem một cái phía chân trời phía trên thật lớn hổ mắt. Hiển nhiên bọn họ ba cái đều phi thường sợ thiên cơ sư nương. Lúc này, Tổ Thiên Long thanh âm hừ lạnh vang lên nói, đạo hữu đây là ý gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện hổ mắt, phía trước còn không ai bì nổi Tổ Thiên Long nói chuyện mềm một ít. À Tổ Thiên Long thiếu ở lão nương trước mặt trang sói đuôi to, ngươi tính cái gì cẩu đồ vật, ca ca ngươi sao băng tiên tôn ở, hắn cũng không dám khi dễ ta này mấy cái hài tử. Như thế nào hiện giờ ngươi cho rằng ca ca ngươi cùng tiên giới nhất bang lão gia hỏa đi lên trời lộ mất đi tin tức, ngươi Tổ Thiên Long liền cảm giác vô địch. Cấp lão nương nghe hảo, này mấy cái hài tử, đặc biệt là tóc bạc cái kia, là ta phu quân quan môn đệ tử, nói cho ngươi sao băng điện người, đừng trêu chọc hắn, nếu không lão nương xuất quan tự mình tới san bằng ngươi sao băng điện, cái gì ngoạn ý, ta phi. Hôm nay nếu không phải xem ở ca ca ngươi sao băng tiên tôn trên mặt, lão nương phi giúp ngươi ra không thể. Lưu lại ngươi cái kia tiểu hỗn đản cháu trai, chính mình lăn. Tiếng trời thanh âm vang vọng phía chân trời, nhưng lời nói lại là vô cùng đanh đá, mắng tôn tử giống nhau mắng Tổ Thiên Long. Mà Tổ Thiên Long kia một đôi thật lớn đôi mắt lập lòe, bốn phía mây đen quay cuồng, hiển nhiên không bình tĩnh. Toàn trường mấy vạn tiên nhân một đám trợn mắt há hốc mồm, một đám đều nghe được thanh âm này mắng Tổ Thiên Long. Mắng trong thanh âm biểu đạt ra tới tin tức quá nhiều. Đầu tiên thiên tà chí tôn cái này tên tuổi, tiên giới bất luận cái gì tiên nhân chỉ cần là có điểm nếm thử đều biết, đó là thần thoại giống nhau nhân vật. Tiếp theo thanh âm này tự xưng trời cao tà phu quân, đó chính là thiên tà chí tôn phu nhân, ở đây một ít đại tông môn lão gia hỏa phản ứng lại đây, đối này song hổ mắt thân phận có một ít mặt mày, một đám tâm can đều đang run rẩy. Mà sao băng điện Tổ Thiên Long ở toàn bộ tiên giới cũng là vang dội nhân vật, đó là sao băng điện thống soái. Nhưng bị thanh âm này mắng thành cẩu. Cư nhiên nửa ngày đều không có đáp lời. Rất nhiều tiên nhân cho rằng, Tổ Thiên Long sẽ bùng nổ, kết quả không nghĩ tới chính là, ngay sau đó Tổ Thiên Long thật lớn đôi mắt lập lòe một chút, lại là không rên một tiếng, trực tiếp tiêu tán ở phía chân trời. Liền như vậy túng. Không rên một tiếng, cháu trai tổ biển sao đều từ bỏ, không chút do dự rời đi. Cái này làm cho toàn trường tiên nhân kinh rớt trong mắt. Đường đường sao băng điện trên thực tế đương ra người Tổ Thiên Long cư nhiên bị hồ mắt người một hồi mắng, một câu tàn nhẫn lời nói cũng chưa lưu lại liền xám xịt đi rồi. Này! Cặp kia hồ mắt rốt cuộc là người nào? Không nghe được nhắc tới thiên tà chí tôn sao? Miệng xưng thiên tà chí tôn là phu quân, tất nhiên là thiên tà chí tôn phu nhân A. Thiên tà chí tôn lại là người nào? Tiểu tử ngươi tu luyện không ra quá sơn đi, thiên tà chí tôn cũng không biết. Thật không dám giấu giếm. Tại hạ mới vừa xuất sơn rèn luyện, lần này là đi theo sư phụ ta tới trường kiến thức, còn thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Cũng khó trách người mới là một cái cười hỗn nguyên mà thôi, chưa từng nghe qua cũng bình thường, về thiên tà chí tôn A, kia chính là tiên giới truyền kỳ A, không nghĩ tới ta hôm nay có thể may mắn nhìn thấy thiên tà chí tôn phu nhân, ân tuy rằng là một đôi hồ mắt nhưng cũng không uổng công cuộc đời này. Ta còn gặp được thiên tà chí tôn bốn cái đệ tử đâu, sống sờ sờ ở trước mắt A. Không nghĩ tới cái kia tóc bạc cư nhiên là thiên tà chí tôn quan môn đệ tử, không được, đợi lát nữa ta nhất định phải đi kết giao một phen. Nhân gia có thể coi trọng ngươi. Nói lên lên, còn không biết đến bọn họ bốn cái tên gọi là gì. Ta biết vừa rồi nghe trưởng bối nói, đại đồ đệ Vân Trường Sinh, nhị đồ đệ kêu Sao Trời Tử chính là đương đại kiếm tiên, tam đồ đệ kêu Cơ Tím Hà, nghe sư phụ ta nói là tiên giới Cơ gia người, đầu bạc cái kia kêu Dương Nghị Vân. Lại nói thiên tà chí tôn sự tích đi. Giữa sân nghị luận sôi nổi nổ tung chảo, thiên tà chí tôn sự tích, Vân Trường Sinh, Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà, Dương Nghị Vân bốn người sự tích đều bị một chút đào ra tới. Đại gia thế mới biết lần này sự tình khởi nguyên là Dương Nghị Vân một người dẫn ra hắn sư môn. Tất cả mọi người đem Dương Nghị Vân nhớ kỹ. Nhưng so sánh với tới, giờ phút này đại gia ấn tượng sâu nhất vẫn là phía chân trời phía trên kia một đôi hổ mắt. Một hồi mắng cẩu giống nhau mắng khiến cho sao băng điện Tổ Thiên Long rắm cũng không dám đánh một cái trốn đi. Không nói đến trong sân nghị luận, thời gian trở lại Tổ Thiên Long thật lớn hai mắt xám xịt rời đi hết sức. Nhất giày vò đương thuộc tổ biển sao cái này nhị thế tổ, nhìn đến nhị thúc cư nhiên ném xuống hắn, tức
tức khắc mang theo khóc nức nở hô to, nhị thúc đừng ném xuống ta a. Oanh, a. Ngay sau đó tổ biển sao trực tiếp bạo liệt, tan thành mây khói. Dương Nghị Vân lại là biết hẳn là sư nương ra tay, có lẽ là cho hắn hết giận. Ồn ào. Quả nhiên nghe được sư nương hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó sư nương thanh âm lại vang lên nói, mang cái kia tiểu tử thúi tới gặp ta. Dứt lời phía chân trời phía trên thật lớn hồ mắt biến mất. Mà Vân Trường Sinh còn lại là đi đầu khom người nói, là, sư nương. Sao trời tử cùng cơ tím hà cũng đi theo hành lễ. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, hắn biết sư nương trong miệng tiểu tử thúi hẳn là chính là hắn. Cũng không nghĩ tới sư nương xuất hiện như vậy sấm rền gió cuốn, dăm ba câu làm tổ thiên long rút đi, một tiếng hừ lạnh xử lý tổ biển sao, quả thực khí phách đến phía chân trời. Lúc này hắn trong lòng cảm giác có chút không ổn a, sư nương muốn gặp hắn, trước khi đi thời điểm tương đương là cho đại sư huynh hạ tử mệnh lệnh, không hề thương lượng đường sống. Chờ sư nương kia một đôi hồ mắt biến mất, sao trời tử ba người tựa hồ đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể thấy được bọn họ ba cái sợ sư nương sợ đến kiểu gì nông nỗi. Hắc hắc tiểu sư đệ ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ha ha cơ tím hà bật cười. Sao trời tử vẻ mặt đau khổ nói, sư muội a, ta cảm giác chúng ta đều trốn không thoát, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa. Hảo, tiểu sư đệ thiết chuẩn bị, đi theo chúng ta đi gặp thiên cơ sư nương. Trầm ổn đại sư huynh nói chuyện. Là sư huynh, cũng không có gì hảo chuẩn bị, giao chỉ việc, ngày sau rồi nói sau, người ta đều tìm được rồi. Dương Nghị Vân quy quy củ củ trả lời, ở cái này đại sư huynh trước cửa hắn vẫn là cảm giác có chút áp lực. Giao chỉ việc, tuy rằng hoa sen tiên mẫu đã chết, nhưng ta Vân Trường Sinh sư đệ cũng không phải dễ khi dễ. Vân Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lại là một bước ra trực tiếp tới rồi giao chỉ đại trưởng lão giữa không trung, trầm giọng nói. Hôm nay việc, ta hy vọng ngươi giao chỉ cho ta sư đệ một công đạo, ta sư đệ có tông môn thiết lập ở hỗn loạn tiên vực trung tâm, giao chỉ đại trưởng lão ngươi xem làm. Đây là xích quả uy hát yêu ta. Nhưng giao chỉ đại trưởng lão, còn lại là cười khổ, chút nào không dám có không dám, ôm quyền nói, Vân đạo hữu xin yên tâm, ta giao chỉ kiếp nạn này xem như qua, cho ta một ít thời gian, ngày nào đó ta tự mình tới cửa hướng Dương đạo hữu thỉnh tội. Chính mình nhìn làm. Sư đệ sư muội chúng ta đi. Vân Trường Sinh vung tay lên một cái không gian môn hộ xuất hiện, một bước vào mà đi, Dương Nghị Vân cùng sao trời tử cơ tím hà theo sát ở phía sau, bốn người nháy mắt rời đi giao trì. Giao trì đại hội xem như thất bại, bất quá giao trì bên trong chi tranh cũng coi như là giải quyết, tiến đến giả tuy rằng không có thể tham gia thành giao trì đại hội, nhưng lại kiến thức tới rồi một hồi cường giả chân chính đều phát, đối bọn họ tới nói hôm nay trải qua so giao trì đại hội càng quý giá. Từ nay về sau giao chỉ hướng tiên giới truyền đạt, giao chỉ từ đây phong sơn vạn năm, không hề hành tẩu tiên giới, đại gia cũng đều biết vì cái gì, rốt cuộc giao chỉ sở hữu quản sự cùng phong chủ đều xem như thua tại Dương Nghị Vân trên tay, chết ở đại chiến chung không nói, không chết cũng bị Dương Nghị Vân mang đi. Chín đại trưởng lão liền dư lại ba cái, không phong sơn cũng không được, thời điểm có người tổng kết quá, giao chỉ chính là hủy ở Dương Nghị Vân trên tay, ngày sau trêu chọc ai, đều không cần trêu chọc Dương Nghị Vân. Nhân ra bối cảnh đại có thể hù chết người. Dương Nghị Vân ngẫm lại trung cửu trọng thiên cũng cùng tiên giới địa phương khác hoàn cảnh thượng tương tự, cũng không có gì khác nhau, nhưng là đương hắn tới rồi cửu trọng thiên lúc sau, mới phát hiện, kỳ thật khác nhau rất đại. Sư huynh nơi này chính là cửu trọng thiên, Dương Nghị Vân hỏi bên người sao trời tử. Đúng vậy, kỳ thật nhìn cùng địa phương khác không giống nhau, bản chất không có gì bất đồng, nơi này nhìn như tường vân vần quanh, thần bí mà an tường. Kỳ thật cùng tiên giới địa phương khác một cái bộ dáng, ở đủ mọi màu sắc tường vân chỗ sâu trong cất giấu từng tòa huyền phù tiên sơn. Mỗi một tòa tiên sơn thượng đó là một tòa đạo tràng, nơi này tiên sơn cùng tiên giới những cái đó tiên sơn bất đồng địa phương là, nhìn qua đều dáng màu chiếu khắp, kỳ thật đó là tiên khí nồng hậu nguyên nhân. Cửu trọng thiên nhìn như mông lung tường vân dáng màu kỳ thật là tiên khí nồng hậu một loại thể hiện, còn có một cái đặc điểm là, ở xa xăm trước kia tường vân bao phủ chính là một tầng tầng tồn tại. Tổng cộng có 9 tầng, đây là thiên nhiên hình thành, cho nên có cửu trọng thiên được xưng. Đương nhiên đây là biểu hiện, chân chính cửu trọng thiên lai lịch, kỳ thật ta nghe sư phụ trước kia nói qua, đại biểu đại đạo thông ngộ 9 tu luyện cảnh giới, bất quá sau lại không biết cái gì nguyên nhân, 9 tầng chi thế hỗn loạn, dung hợp ở cùng nhau, hình thành hiện tại cửu trọng thiên một chỉnh khối bộ dáng. Cho nên rất nhiều tiên nhân ở tại cửu trọng thiên chính là nghĩ có thể hay không hiểu được thông thấu, có thể đạt tới tiên tôn thông ngộ, tu luyện thông ngộ cửu trọng.
Đáng tiếc nơi này hiện tại cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có một cửu trọng thiên thân xác tên tuổi, nhưng dù vậy cũng có rất nhiều tiên môn truyền thừa cùng một ít cường giả ở tại cửu trọng thiên, có chỗ tốt là, tương đối tiên giới địa phương khác, nơi này tiến vào ít nhất yêu cầu tiên quân tu vi mới có thể tiến, cho nên tương đối an tĩnh một chút, tiên nguyên lực cũng đích xác so với địa phương khác nồng hậu. Sao trời tử vừa đi vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân đi theo phía sau nghiêm túc nghe, xem như đã biết cửu trọng thiên lai lịch. Vân Trường Sinh cùng Cơ Tím Hà đi ở phía trước, dưới chân hình thành một cái cầu vồng nhảy, kéo dài mà đi ngăn cản bảy màu tường vân chỗ sâu trong. Dựa theo hoàn cảnh tới xem, nơi này đích xác càng như là tiên giới tiên cảnh. Phía trước đại sư huynh sáng lập không gian môn hộ, bọn họ ra tới liền đến cửu trọng thiên tường vân trung. Dựa theo đại sư huynh cách nói, phía trước chính là luyện tạo tiên minh tổng bộ nơi, cũng là một tòa tiên sơn. Mà Thiên Cơ sư nương còn lại là ở Thiên Cơ phong nơi Thiên Cơ cung che trời ngộ đạo. Bốn người vừa đi một bên nói chuyện, Dương Nghị Vân nhỏ giọng hỏi sao trời tử nói, nhị sư huynh Thiên Cơ sư nương có phải hay không ngày thường thực hung. Sao trời tử cổ co rụt lại vội vàng nói, sư đệ ngươi nhỏ giọng điểm, chúng ta đã đến địa phương A, ta nhưng chưa nói phía chân trời sư nương thực hung Nga, đây chính là chính ngươi nói A. Ách muốn hay không như vậy sợ hãi A Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt. Sao trời tử khóe miệng trừ trừ nói, tiểu tử ngươi là không ở sư nương bên người ngốc quá, tiểu sư muội tính cách ngươi cũng biết đi, nàng được xưng tiểu ma nữ, ở Thiên Cơ sư nương trước mặt làm theo chính là ngoan ngoãn nữ, hắc hắc, cũng chỉ có Thiên Cơ sư nương có thể trị được nàng, ta cùng đại sư huynh đều thường xuyên bị nàng khi dễ. Nhị sư huynh nói cái gì đâu, đi ở phía trước Cơ Tím Hà quay đầu lạnh như băng nói chuyện tràn ngập uy hát yêu ta. Khụ khụ, chưa nói cái gì. Ta cùng tiểu sư đệ khen ngươi lớn lên đẹp đâu sao trời tử cổ co rụt lại vội vàng trả lời. Thiết Cơ Tím Hà khinh thường quay đầu tiếp tục đi đường, nhưng khóe miệng lại có ý cười. Dương Nghị Vân cùng sao trời tử đối diện cười, đối Cơ Tím Hà đều thực bất đắc dĩ. Tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện, Dương Nghị Vân hỏi, Thiên Cơ sư nương là thông ngộ mấy trọng. Cái này ngươi phải hỏi đại sư huynh, ta không phải thông ngộ cảm thụ không đến sư nương tu vi. Mấu chốt ta cũng không dám đi xem xét sư nương tu vi không phải. Sao trời tử phiên trợn trắng mắt. Lúc này đi tuốt đàng trước mặt Vân Trường Sinh cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không biết phía chân trời sư nương là thông ngộ mấy trọng thiên, bất quá ta suy đoán tất nhiên ở tam trọng thiên phía trên. Dương Nghị Vân nghe nói líu lưỡi, hắn xem như đối thông ngộ chi cảnh thiên nhân ấn tượng khắc sâu, thông ngộ nhất trọng thiên hoa sen tiên mẫu cái kia lão yêu phụ với hắn mà nói đều đã là cường đại đến nổ mạnh cấp bậc. Vô pháp tưởng tượng thông ngộ nhị trọng tam trọng thậm chí càng cao cấp bậc sẽ có gì chờ thực lực. Đúng rồi, luyện chế tiên minh tổng bộ trừ bỏ Thiên Cơ sư nương ở ngoài, còn có mấy cái sư nương tồn tại. Dương Nghị Vân nghĩ đến cái gì hỏi cái gì đối với sư nương vấn đề hắn vẫn là cảm thấy yêu cầu hiểu biết một chút. Sao trời tử nói, trước kia sư nương thật là vài cái, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân có ngã xuống quá, hiện tại liền dư lại ba vị sư nương, Thiên Cơ sư nương là thiên hồ tộc. Dư lại hai cái là xuất thân ma tộc nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương, cuối cùng một vị sư nương là hạ giới thế tục hoàng tộc công chúa. Nghe nói nhà ta sư phụ du lịch thời điểm đã làm phò mã, liền lừa gạt tới công chúa sư nương, tên thật tự chúng ta ai cũng không biết, dù sao đều kêu công chúa sư nương, ta nói cho ngươi A, ba cái sư nương A đó là một cái so một cái lệ. Sư đệ làm càn Vân Trường Sinh quát lớn, thân là tiểu bối, há có thể đàm luận ba vị sư nương. Sao trời tử cổ co rụt lại, khụ khụ đại sư huynh ta này không phải cấp tiểu sư đệ phổ cập khoa học một chút sao, rốt cuộc tiểu sư đệ chưa thấy qua ba vị sư nương không phải. Hừ, Vân Trường Sinh đôi mắt chừng. Giây tiếp theo sao trời tử cả người một cái cơ linh, đại sư huynh ta sai rồi. Lập tức tới rồi, đừng nói hưu nói vượn, nếu là làm sư nương nghe thấy, chúng ta mấy cái đều phải chịu tiểu tử ngươi liên lụy. Vân Trường Sinh cảnh cáo sao trời tử. Hảo hảo hảo. Ta không nói, hắc hắc sao trời tử vội vàng cười làm lành, hắn đối đại sư huynh thực tôn kính, cũng có chút sợ cái này trầm ổn thả lại có nề nếp đại sư huynh. Dương Nghị Vân cũng không dám hỏi, tuy rằng hắn cùng đại sư huynh tại hạ giới đã sớm gặp qua, nhưng gặp lại đại sư huynh tu vi đã là hắn muốn nhìn lên tồn tại, hơn nữa khi đó hạ giới chỉ là đại sư huynh một cái phân thân mà thôi, trước mắt chính là chân chính bản tôn. Tiểu sư đệ đừng lo lắng. Nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương cùng công chúa sư nương đều đang bế quan chung, trước mắt người đi gặp chỉ có Thiên Cơ sư nương, không có việc gì không có việc gì, không cần sợ, ta cảm giác Thiên Cơ sư nương đối với người tiểu tử thực không tồi,
lần này vì chuyện của ngươi hạ lệnh làm chúng ta tới xử lý, ai biết nhảy ra một cái tổ thiên long, này không cuối cùng thiên cơ sư nương vẫn là buông xuống hình chiếu tới cấp ngươi chống lưng giải quyết sự tình. Sao trời tử toái toái niệm chứ nhỏ giọng nói chuyện. Nói chuyện chi gian, trong tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi. Tới rồi, chúng ta trực tiếp đi thiên cơ cung, Vân Trường Sinh nói chuyện. Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, tường vân cuối xuất hiện một tòa tản ra thần thánh bảy màu vầng sáng huyền phù tiên sơn, nhìn tựa hồ cũng không lớn, liếc mắt một cái liền đem toàn bộ tiên sơn thu hết đáy mắt. Trong nháy mắt dưới chân cầu vòng kiều ở Vân Trường Sinh phất tay chi gian nhanh chóng hướng về tiên sơn mà đi. Ngay lập tức chi gian tiến vào một cái hoa thơm chim hót thế giới, Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện nhìn đến tiểu đều không phải là thật sự tiểu, mà là này tòa tiên sơn có lực lượng nào đó thêm vào mới có thể ở bên ngoài nhìn tiểu một ít. Kỳ thật bên trong chính là một phương tiểu thế giới. Sơn xuyên con sông, cỏ cây tươi tốt. Tựa hồ đi tới một cái thế giới cổ tích giống nhau, trong tầm mắt là thực thoải mái. Thực mau bốn người bay vào một đỉnh núi đỉnh núi phía trên một tòa cung điện. Tới rồi trước đại môn thấy được tấm biển kể trên thiên cơ cung ba chữ. Đại môn nhắm chặt. Bốn người vừa ra hạ thời điểm, đại môn mở ra, đi ra một cái 8-9 tuổi tiểu đồng, đối với bốn người hành lễ nói, nương nương thỉnh bốn vị thiếu chủ đi vào. Làm phiền tiểu thất sư tỷ dẫn đường. Vân Trường Sinh lại là nghiêm trang ôm quyền đáp lễ, nhất cái này 8-9 tuổi tiểu đồng thực tôn kính. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn nhỏ giọng hỏi sao trời tử nói, nhị sư huynh đại sư huynh này. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng lại ý tứ thực rõ ràng, hắn tưởng nói đường đường đại sư huynh như thế nào đối một cái tiểu cô nương như vậy cung kính, tựa hồ là cái tiểu đồng A. Nơi này ngươi cũng không biết đi, vị này tiểu thất sư tỷ thật là tiểu đồng, nhưng đó là đi theo thiên cơ sư nương bên người tiểu đồng, tổng cộng 7 cái đều là yêu tộc thiên tài hạng người, tu luyện 5 tháng so đại sư huynh còn muốn lớn lên nhiều, sư nương hôm nay cơ cung không có những người khác, chỉ có tiểu thất như vậy 7 cái tiểu đồng. Toàn thân sư nương bên người nha hoàn. Nghe nói ở sư nương khi còn nhỏ liền đi theo phụng dưỡng sư nương, tu luyện 5 tháng chân chính tính lên cùng sư nương ngang nhau, chúng ta mấy cái kêu một tiếng sư tỷ đều tính chiếm tiện nghi, hơn nữa nói cho ngươi a, tiểu thất sư tỷ các nàng 7 cái tất cả đều là tiên tôn đại đỉnh, khả năng liền kém thông ngộ, hiện giờ thiên đạo trói buộc mở ra, các nàng tương lai có rất lớn khả năng tất cả đều nhập thông ngộ. Tiểu tử ngươi nhưng nhớ kỹ, đừng nhìn nhân ra là tiểu đồng bộ dáng liền chậm trễ, này đó tỉ tỉ một đám đãi ở sư nương bên người tu hành, các nhưng đều có đại bản lĩnh, nói cách khác các nàng đều là nhãn hiệu lâu đời thiên tôn. Để cho ta kính nể một chút là, tiểu thất sư tỷ các nàng 7 cái, vì phụng dưỡng ở sư nương bên người, vứt bỏ hóa hình trưởng thành cơ hội, 7 người phát hạ lời thề vĩnh thế giữ lại tiểu đồng bộ dáng, đi theo sư nương, điểm này có thể làm người cùng yêu tộc đều thiếu, cho nên các nàng đáng giá tôn kính. Sao trời tử trịnh trọng nói. Dương Nghị Vân nghe xong cũng là trong lòng chấn động, có chút động dung, kỳ thật hắn minh bạch nói tốt nghe xong là sư nương bên người nha hoàn, nói trắng ra là chính là người hầu, càng chấn động chính là thiên cơ sư nương bên người 7 cái nha hoàn tu vi cư nhiên đều là tiên tôn đại đỉnh, thậm chí là cùng sư nương cùng cái thời đại người, tính lên đều là nhãn hiệu lâu đời tiên tôn. Khả năng làm được tiểu thất các nàng bực này trung thành người hầu toàn bộ tiên giới sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới. Nói chuyện chi gian bốn người đã đi theo tiểu thất tiến vào thiên cơ cung đại điện, một đường đi tới kỳ thật toàn bộ thiên cơ cung thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có một đại viện tử, trung gian là chủ điện, tả hữu là 2 bài thiên điện, trong đại viện trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, xử lý rất là gần có điều, âm thầm nhìn lại tựa hồ với 4 phía thiên địa dung hợp ở nhất thể, rõ ràng là nhân vi xử lý hoa cỏ lại xem ở Dương Nghị Vân trong mắt có thiên nhân hợp nhất chi cảnh tượng, hắn thầm giật mình, quả nhiên không hổ là sư nương đạo tràng. Nơi trốn lộ ra bất phàm. Lúc này Vân Trường Sinh ngừng ở đại điện ngoại, đối Dương Nghị Vân, sao trời tử, cơ tím hạ ý bảo một chút, ngay sau đó tôn kính nói, đệ tử Trường Sinh mang theo sư đệ sư muội tiến đến thăm viếng sư nương. Vào đi một tiếng âm thanh của tự nhiên từ đại điện trung truyền ra. Dương Nghị Vân giờ phút này có chút kích động, rốt cuộc muốn gặp đến thiên cơ sư nương chân dung, trong đầu cũng hiện lên năm đó tại hạ giới gặp qua thiên cơ sư nương hình ảnh tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu thất dẫn đường, Vân Trường Sinh bốn cái trước sau tiến vào đại điện chung. Ở Dương Nghị Vân trong mắt đại điện không có trong tưởng tượng như vậy tráng lệ huy hoàng, tương phản thực ngắn gọn, cũng không tính đại, chính là 60 bình phương tả hữu bộ dáng. Hết thảy thu hết đáy mắt. Không có gì gia cụ tồn tại,
chính đường chỉ có một mỹ phụ ở đà tọa tu luyện, ngồi trên đệm hương bổ phía trên, một thân bạch y, an tĩnh tường hòa. Đại điện bốn phía có một ít trang trí bồn cảnh, cũng có một cổ thanh nhã khí vị, cùng loại là đàn hương giống nhau, hết thảy đều cho người ta tâm thần yên lặng cảm giác. Dương Nghị Vân nhìn tên này tuổi chừng không đến 30 mỹ phụ, liền biết nàng chính là Thiên Cơ Sư Nương, cùng năm đó tại hạ giới thời điểm nhìn thấy quá hình ảnh giống nhau như đúc, vẫn là như vậy xuất trần. Phảng phất cấp Thiên Cơ Sư Nương liền hồ nước thánh khiết bạch liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Đệ tử bái kiến Sư Nương. Vân Trường Sinh đi đầu khom mình hành lễ bái kiến. Dương Nghị Vân ba người có học có giảng, khẩu hô bái kiến Sư Nương. Đứng lên đi, làm như vậy nhiều tục lễ làm chi, có cái này công phu hảo hảo che trời ngộ đạo, đề cao tu vi, các người mấy cái cũng không đến mức lần này rời núi lộng như vậy chật vật, cho ngươi sư phụ mất mặt. Tiếng trời thanh âm rất là giàu có tử tính vang lên. Là, Sư Nương giáo huấn chính là, đệ tử học nghệ không tinh, còn thỉnh Sư Nương trách phạt. Vân Trường Sinh làm đại sư huynh giờ phút này gánh vác hết thảy trách nhiệm bộ dáng, ở Thiên Cơ Sư Nương trước mặt cung cung kính kính. Mà sao trời tử cùng Cơ Tím Hà cảm giác rất sợ Thiên Cơ Sư Nương nơm nớp lo sợ chỉ là cúi đầu, đứng ở đại sư huynh phía sau đại khí cũng không dám xuyễn. Đến nỗi Dương Nghị Vân đang ở cuối cùng, trong lòng ngược lại có chút tò mò, nhưng thật ra cảm giác cái này Sư Nương thực thân thiết, trộm nhìn về phía nàng. Giờ phút này lại là vừa lúc phát hiện Thiên Cơ Sư Nương mở hai mắt. Ong! Dương Nghị Vân lại một lần thấy được Sư Nương đôi mắt, trong óc ong một tiếng rung động. So với năm đó trước mặt Sư Nương hình ảnh phân thân thời điểm, đánh sâu vào còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Nàng đôi mắt như cũ là như vậy câu hồn đoạt phách, thiên hồ tộc hai mắt, nhiếp nhân tâm hồn, một chút đều giả. Dương Nghị Vân này liếc mắt một cái nhìn lại tức khắc liền cảm giác chính mình ý thức bị Sư Nương hai mắt nháy mắt đoạt phách, tựa hồ nhìn đến không phải đôi mắt, mà là lộng lẫy sao trời. Lại như là một mảnh vô tận biển sao, Dương Nghị Vân khoảnh khắc đã bị lạc phương hướng. Tiểu tử thúi Sư Nương đôi mắt đẹp sao? Theo Sư Nương thanh âm vang lên, Dương Nghị Vân trong óc oanh một chút một tiếng rung động, từ bị lạc trạng thái trung tỉnh lại. Hô hô! Hắn giờ phút này từng ngụm thở dốc, đã là mồ hôi đầy đầu. Thật là đáng sợ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Sư Nương đôi mắt, ý thức liền lâm vào Sư Nương hai tròng mắt chung. Nếu là địch nhân nói, hắn chết 100 biên đều không ngừng. Hơn nữa vẫn là Sư Nương chủ động làm hắn tỉnh táo lại. Lúc này nghe Sư Nương nói chuyện, Dương Nghị Vân từng ngụm thở dốc, cũng không dám nữa nhiều liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cũng là từng đợt quay cuồng, theo bản năng nói, khó coi, thật đáng sợ. Phốc, một bên Cơ Tím Hà nhịn không được cười lên tiếng, Dương Nghị Vân vừa thấy chi gian đại sư huynh nhị sư huynh lúc này đều là căng chặt mặt. Vừa thấy liền biết bọn họ ba cái sớm đoán trước tới rồi bực này tình huống, chỉ là không có cho hắn nhắc nhở, thật là xấu a. Khó coi, Thiên Cơ chậm rãi mở miệng. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, mới biết được tự mình nói sai, vội vàng nói, a, không không không, đẹp đẹp, a. Không phải, không tốt, ta. Lúc này hắn phát hiện nói như thế nào đều không đúng, nói Sư Nương đẹp đi, đó là Sư Nương trưởng bối, nói khó coi đi, cũng không đúng a. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân có chút nói năng lộn xộn lên. Khanh khách, được rồi tiểu tử thúi, xem ngươi đem ngươi dọa, Sư Nương ta lại không phải lão hổ. Lúc này Dương Nghị Vân nghe được Sư Nương lại lần nữa nói chuyện, trong giọng nói cũng không có trách cứ chi ý, tựa hồ chính là ở nói giỡn, đậu chính mình. Ngay sau đó chỉ thấy Sư Nương đứng dậy, chậm rãi đi tới. Dương Nghị Vân cúi đầu, cảm giác được thực khẩn trương, thấy được Sư Nương một đôi chân. Ngay sau đó lại là trong tay căng thẳng, lại là bị Sư Nương nắm lên tay, tức khắc hắn cả người đều là run lên. Đảo không phải hắn đối Sư Nương có cái gì ý tưởng, tương phản chút nào tàn niệm cũng không dám có, mà là vị này Sư Nương trời sinh khí chẳng quá lớn, hắn phi thường cấm chế, không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này lại nghe Sư Nương nhẹ giọng nói, hảo hài tử ngươi chịu khổ, ngẩng đầu lên, làm Sư Nương hảo hảo xem, sư phụ ngươi không ở, nhưng lúc trước khi đi thời điểm. Lại là tự mình dặn dò quá ta, làm ta chú ý ngươi, những năm gần đây Sư Nương vẫn luôn đang bế quan, cũng không có tự mình đi xem ngươi, khá vậy vẫn luôn ở chú ý. Nếu không phải sư phụ ngươi dặn dò quá không thể quá nhiều can thiệp ngươi tu luyện, Sư Nương đã sớm nghĩ đến xem ngươi, những năm gần đây tuy rằng ngươi mài giũa không ngừng, nhưng cũng may hết thảy đều còn tính thuận lợi, cho nên ta cũng không can thiệp ngươi trưởng thành chi lộ, có thể sử dụng không đến vạn năm thời gian thành tựu tiên đế trung kỳ đỉnh tu vi. Ngươi không hổ là sư phụ ngươi quan môn đệ tử,
là cái hảo hài tử. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lần này xem sư nương hai mắt lại là một mảnh yên lặng, từ ánh mắt của nàng chung Dương Nghị Vân cũng chỉ thấy được hiền từ cùng quan tâm, là trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân cái mũi ê ẩm, hắn nghe được sư nương trong giọng nói đối chính mình cái này hậu bối quan tâm, nguyên lai mấy năm nay mặc kệ là sư phụ vẫn là sư nương đều ở quan tâm chính mình. Đã từng rất nhiều lần giãy giụa ở sinh tử bên cạnh thời điểm, hắn kỳ thật cũng oán giận quá, chết lão nhân mặc kệ chính mình, hiện giờ nghe được sư nương nói chuyện, hắn trong lòng về điểm này oán niệm cũng liền tan thành mây khói, dư lại chỉ là cảm động. Sư nương thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, Dương Nghị Vân hốc mắt lập lòe nước mắt nói ra những lời này. Mặc kệ tu luyện có cùng thành tựu, hắn Dương Nghị Vân đều là trung tình cảm người, có trưởng bối quan tâm chính mình, luôn là cảm động. Hắn nghe được ra tới, sư nương lời nói giữa những hàng chữ đều là trưởng bối đối vãn bối quan ái. Tới, ngồi xuống, tay đem sư nương lôi kéo đi qua đi, ngồi ở đệm hương bồ thượng. Lúc này Vân Trường Sinh, sao trời tử cùng cơ tím hà còn lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng hâm mộ ghen tị hận. Các nàng ba cái ở sư nương bên người nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy che chở đãi ngộ. Được rồi, các ngươi ba cái cũng ngồi đi. Thiên cơ vung tay lên, ba cái đệm hương bổ trống rỗng xuất hiện. Tà sư nương, Vân Trường Sinh ba người nhập tòa. Chỉ có Dương Nghị Vân bị thiên cơ lôi kéo tay ngồi ở bên người. Đại gia nhập tòa sau, thiên cơ chậm rãi mở miệng nói. Sư phụ ngươi tung hoành cả đời, cũng liền nhận lấy các ngươi bốn cái đệ tử, ở chúng ta trong mắt các ngươi đều là con của chúng ta, sau này các ngươi bốn người tất nhiên muốn lẫn nhau đoàn kết, như thế mới có thể không phụ các ngươi sư phụ kỳ vọng cao, đều biết được sao? Đệ tử biết được, thỉnh sư nương yên tâm. Bốn người một ngụm đồng thanh trả lời. Ân, như thế ta cũng liền an tâm rồi, Trường Sinh ngươi làm đại sư huynh, sau này tất nhiên muốn gánh vác khởi chiếu cố sư đệ sư muội trọng trách. Ở tu luyện thượng ngươi tùy bước vào thông ngộ chi cảnh, nhưng thông ngộ cửu trọng, đại đạo chí xa, thiết không thể chậm trễ nửa phần, chớ có cô phụ sư phụ ngươi mới là. Mặt khác thông ngộ giảng chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo ngộ ra không ở, thế gian hết thảy toàn vì đại đạo, nơi trốn là nói, sau này ngươi thả xuống núi nhiều rèn luyện hiểu được, không cần lại đái ở đạo tràng tu luyện, cùng ngươi vô giật. Ta nhớ rõ ngươi tiểu sư đệ tại hạ giới có tông môn truyền thừa, hắn là sư phụ ngươi quan môn đệ tử. Thành lập chính là Vân Môn, lúc trước sư phụ ngươi tạo kiếp, ngươi tiểu sư đệ sáng tạo Vân Môn, chuyện này cũng coi như là sư phụ ngươi đồng ý, cho nên sau này Vân Môn đó là các ngươi căn cơ, quay đầu lại ta sẽ tìm kia hai vị thiện ý, làm luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn, việc này ngươi thả đốc tạo đi làm. Tiếp theo Vân Môn làm các ngươi này một mạch đạo thống, cũng coi như là sư phụ ngươi lưu lại đạo thống, ngươi chờ toàn muốn hảo sinh phụ tá các ngươi sư đệ mới là, đại đạo trói buộc một khai. Tiên giới các nơi tất nhiên ngày sau kiến thức quần hùng cũng ra thời đại, là rất tốt thời đại, cũng là đại loạn thời đại, người chờ trong mây môn có truyền thừa nhưng tự bảo vệ mình, cũng là một phần công đức. Cần tuân sư nương chi mệnh, chúng ta nhất định toàn tâm phụ trợ tiểu sư đệ, dẫn dắt chúng ta Vân Môn ở tiên giới lưu lại vĩnh hằng đạo thống, không cô phụ sư nương kỳ vọng. Vân Trường Sinh đi đầu trịnh trọng trả lời. Hành, đều ngồi xuống, ta còn chưa nói xong. Đối với Vân Trường Sinh đứng dậy lễ tiết, thiên cơ không kiên nhẫn. Chỉ là giờ phút này Dương Nghị Vân lại là đứng ngồi không yên, bởi vì nghe sư nương ý tứ này, là muốn hắn trở thành Vân Môn chi chủ, hơn nữa trọng điểm là muốn cho chính mình hai cái sư huynh cùng tiểu sư đệ đều nghe lệnh với chính mình. Muốn cho hắn trở thành Vân Môn chi chủ. Hắn thành lập Vân Môn vẫn luôn là chính mình chơi chính mình sự tình, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn trở thành sư huynh sư tỷ đầu mục A. Liên tính là Vân Môn muốn trở thành chết lão nhân một mạch đạo thống, kia cái này lãnh đạo đầu mục, cũng không tới phiên hắn tới làm, đại sư huynh mới là thích hợp người được chọn. Còn có chính là sư nương ý tứ, muốn đem luyện tạo tiên minh đều nhập vào Vân Môn. Này, chính hắn chơi còn hành, nếu là làm hắn dẫn dắt lớn như vậy đoàn đội, ngẫm lại hắn ra đầu tê dại, phải biết rằng luyện tạo tiên minh chính là vài vị sư nương đánh hạ cơ nghiệp, kể từ đó chẳng phải là nói hắn còn muốn trở thành sư nương môn chủ. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân có chút hoảng thần lên, vội vàng tránh thoát sư nương tay, cuống quýt nói, sư nương không thể, ta. Người thả ngồi xuống, sư nương nói còn chưa nói xong, sốt ruột cái gì, lời nói của ta, cũng là sư phụ ngươi năm đó lúc gần đi chờ công đạo. Thiên cơ đôi mắt chừng nói,
Cái này Dương Nghị Vân thật không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải lại ngồi xuống. Thiên Cơ tiếp tục nói, sao trời ngươi đi kiếm đạo, cùng mặt khác bất luận cái gì tiên nhân bất đồng, kiếm đạo công kích nhất cường đại, nhưng cũng là khó nhất đi một cái đại đạo, bất quá ngươi đứa nhỏ này trời sinh là kiếm phôi, sư phụ ngươi làm ngươi tu luyện kiếm đạo con đường này ngươi một đường đi tới, đạo cũng không cô phụ sư phụ ngươi kỳ vọng. Tuy rằng không có kiếm đạo thông ngộ, nhưng cũng kém chỉ còn một bước, ngươi cũng giống nhau kiếm đạo chung quy là cường công chiến đấu chi lộ, ngày sau nhiều đi theo ngươi tiểu sư đệ đi lại, đánh nhau chém giết đối với ngươi kiếm đạo có hiểu được, ngươi những năm gần đây quá an nhàn, không cầu tiến tới, này nói tất nhiên không tiến tắc lui, nhưng biết được. Sao trời tử sắc mặt đỏ lên, vội vàng trả lời, cần tuân sư nương dạy bảo, ta về sau nhất định đi theo tiểu sư đệ nhiều đi ra ngoài đánh nhau, hảo hảo hiểu được kiếm đạo. Sao trời tử bị sư nương nói sắc mặt đỏ lên, nhưng Dương Nghị Vân trên mặt càng sâu. Bởi vì hắn như thế nào nghe, đều cảm thấy sư nương những lời này tựa hồ muốn nói, người tiểu sư đệ chính là cái gây họa tinh, đi theo hắn đi ra ngoài có rất nhiều giá đánh. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Phốc, Cơ Tím Hà không nhịn cười ra tới. Lúc này Thiên Cơ của mắng, còn có Tím Hà ngươi nha đầu này, ngày sau chớ nên tùy hứng, sư phụ ngươi trước kia nhất quải quán ngươi. Hơn nữa người xuất thân Cơ gia vẫn luôn là Cơ gia hòn ngọc quý trên tay, không ăn qua cái gì đau khổ càng không chịu quá bao lớn suy sụp, người hai cái sư huynh quán ngươi, dưỡng thành ngươi vô pháp vô thiên tính tình, điểm này đối với ngươi mà nói đều không phải là chuyện tốt. Ngày sau nhớ kỹ, ngươi tu luyện chi đạo ở chỗ ngươi Cơ gia huyết mạch, tu luyện thượng ngươi tuy thiên phú dị bẩm, cần phải trả giá so với bị người càng nhiều, nên ăn đau khổ vẫn là muốn ăn, chờ ngươi huyết mạch ở tiến thêm một bước, sợ cũng chính là thông ngộ. Tương lai các ngươi thành tựu đều sẽ không thấp, cần phải biết hiện giờ đại đạo trói buộc đã biến mất, thiên giới thiên tài hạng người sẽ như mưa sau măng giống nhau toát ra tới, nếu là không nỗ lực liền phải lạc hậu, cũng muốn thiệt thòi lớn. Đệ tử biết được, sư nương yên tâm đó là, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực không cho sư phụ sư nương mất mặt, hì hì Cơ Tím Hà hì hì cười trả lời. Người nhà liền sinh một chương L.I.O.T.A miệng, Thiên Cơ bất đắc dĩ cười. Kế tiếp Thiên Cơ nhìn về phía Dương Nghị Vân. Trong ánh mắt nhiều vài phần hiền từ nói, tiểu vân tử là các ngươi bốn cái chung tu luyện nhất vãn, nhưng cũng là thiên phú nhất xuất chúng một cái, từ phàm nhân đi bước một bước vào tu chân lại đến thành tiên, hắn một đường nhất gian khổ. Dùng sư phụ ngươi nói, các ngươi bốn cái chung nhất thua thiệt chính là tiểu vân tử, cho nên các ngươi ba cái làm sư huynh sư tỷ, ngày sau phải đối các ngươi sư đệ hảo một chút, nhiều chỉ điểm hắn tu luyện chi đạo, đây là các ngươi ba cái làm sư huynh sư tỷ trách nhiệm. Mặt khác đâu, tiểu vân tử sư nương xem như cùng ngươi chính thức gặp mặt, cũng không có gì lễ vật cho ngươi, ngày sau a, khiến cho tiểu thất các nàng bảy cái đi theo ngươi đi. Thiên Cơ nói xong, đối với cửa hô, tiểu thất các ngươi bảy cái đều tiến vào. Dương Nghị Vân còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, ngoài cửa lớn đi vào tới, bảy cái tiểu đồng lời nói, lớn nhất thoạt nhìn cũng chính là 12-13 tuổi, nhỏ nhất tiểu thất 8-9 tuổi gương mặt. Bái kiến nương nương. Bảy cái tiểu nha đầu thanh thúy thanh âm vang lên ở đại điện. Thiên Cơ cười cười dừng tay ý bảo bảy người không cần giữ lễ tiết, nhìn Dương Nghị Vân nói, các nàng từ tả đến hữu, phân biệt là đại A đầu mãi cho đến thất nha đầu, ta vẫn luôn là như vậy kêu, các nàng bảy cái từ nhỏ đi theo ta bên người tu hành phụng dưỡng, một đám đều xem như cần cù chăm chỉ, thiên tư cũng không kém, hiện giờ đều là tiên tôn đại viên mãn đỉnh tu vi, bước vào thông ngộ cũng là sớm hay muộn chính là. Về sau A. Khiến cho đại A đầu các nàng bảy cái đi theo ngươi đi, ngươi thành lập phân môn, bên người cũng yêu cầu mấy cái đắc lực người, các nàng bảy cái tu vi thực lực còn đều tính có thể, đi theo ngươi ta cũng yên tâm, xem như ta cái này sư nương cùng sư phụ ngươi đối với ngươi đền bù đi. Dương Nghị Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng hoảng loạn nói, sư nương không thể, ta không dám chịu. Nói giỡn, này bảy cái nha đầu đều là sư nương bên người nha hoàn, hơn nữa các đều là nhãn hiệu lâu đời đại tiên tôn. Hắn cũng không dám thừa nhận. Nương nương ngài không cần cho chúng ta sao? Chúng ta làm không hảo làm sai, nương nương có thể trừng phạt chúng ta, đừng không cần chúng ta. Ô ô, ngay sau đó đại A đầu đi đầu quỳ xuống, bảy cái tiểu nha đầu tất cả đều vành mắt đỏ lên khóc lên. Đương nhiên nói nha đầu chỉ là từ diện mạo tới định đoạt, chân chính lại nói tiếp nhân ra bảy cái nhưng tất cả đều là nhãn hiệu lâu đời thiên tôn, tu luyện 5 tháng chính là cùng Thiên Cơ một cái cấp bậc người. Dương Nghị Vân kỳ thật phi thường lý giải bảy cái nha hoàn, dù sao cũng là đi theo sư nương phụng dưỡng vô số tuế nguyệt người, đột nhiên bị sư nương nói muốn tặng cho chính mình, đương nhiên nói đưa có điểm khó nghe,
nhưng ý tứ chính là ý tứ này, thay đổi ai đều chịu không nổi, sẽ sợ hãi. Đều lên, một đám nhiều ít tuổi người, còn khóc cái mũi, còn thể thống gì. Thiên Cơ vung tay lên, bảy cái nha đầu đều đứng lên. Lúc này Thiên Cơ tiếp tục nói, các ngươi đều nghe ta nói, không phải không cần các ngươi, mà là ta chuẩn bị đi trước lên trời lộ, có hai cái nguyên nhân, đệ nhất là vì đi tìm xem phu quân, hắn Thiên Cơ không rõ, nhưng cũng tuyệt đối không có chết, điểm này ta suy đoán quá. Lời này nói xong, cũng nhìn Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh bốn cái giống nhau, lời này cũng là đối bọn họ bốn cái nói. Dương Nghị Vân nghe được sư nương chính miệng nói sư phụ tuyệt đối không chết, tức khắc nội tâm vui vẻ, quả nhiên lão cây liễu suy đoán không sai, sư phụ tuyệt đối sẽ không ngã xuống, dựa theo sư nương ý tứ, sư phụ đi lên trời lộ tình huống chỉ là không rõ, nhưng tuyệt đối không chết, cho nên nàng muốn đi tìm xem. Tiếp theo chỉ nghe sư nương tiếp tục nói, thứ hai, ta cũng tới rồi thông ngộ cửu trọng, bình cảnh kỳ, cái này lưu tại tiên giới tiếp tục tu luyện cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặc kệ là vì tìm kiếm phu quân vẫn là vì tự thân tu vi đại đạo, ta đều yêu cầu đi lên trời lộ. Nhưng lên trời lộ hành trình, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, năm đó phu quân bọn họ đi trước lên trời lộ ta không phải không nghĩ tới đi theo đi, nhưng phu quân nói tu vi không đủ thông ngộ tam trọng trở lên, đi lên trời lộ đừng nói đi lên trời lộ chỗ sâu trong, liền tính là tiến vào trong đó cũng đều có khó khăn, lên trời cuối đường chính là thần đạo tạo hóa, thích ứng chính là thông ngộ cửu trọng thiên tiên nhân. Cho nên a, các ngươi bảy cái ta không thể mang theo, cho các ngươi bảy cái đi theo Tiểu Vân Tử, đối với các ngươi tới nói là có chỗ lợi, phải biết rằng Tiểu Vân Tử là lão gia quan môn đệ tử, càng là sau này Vân Môn chi chủ, hắn tiền đồ vô lượng, đi theo hắn không sai. Mặt khác còn có một chút là, ta cho các ngươi đi theo Tiểu Vân Tử cũng là đem Tiểu Vân Tử an toàn phó thác cho các ngươi bảy cái chiếu cố, hắn là ta và các ngươi lão gia nhất thua thiệt đệ tử, nghiêm khắc tới nói, Tiểu Vân Tử là các ngươi lão gia ân nhân cứu mạng. Nếu không có Tiểu Vân Tử, các ngươi lão gia đến bây giờ còn đều bị vây. Cho nên nói, các ngươi bảy cái nha đầu sau này trên vai gánh nặng thực trọng, cũng đừng tưởng rằng là ta không cần các ngươi, tương phản ta cũng là không yên lòng các ngươi, hiện tại có từng biết được sao? Thiên Cơ nói chuyện ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Này một phen lời nói, kỳ thật là đối mọi người giảng thuật. Mọi người đều nghe minh bạch, Thiên Cơ sư nương đây là muốn đi lên trời lộ a. Tuy rằng luyến tiếc nhưng tất cả mọi người biết nàng đã làm ra quyết định. Nghe vào Dương Nghị Vân trong lòng cũng phi thường chấn động, dựa theo Thiên Cơ sư nương ý tứ, nàng cư nhiên đã là thông ngộ cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, sư nương đều là thông ngộ cửu trọng thiên tồn tại, như vậy sư phụ tự nhiên cũng ít nhất đều là cửu trọng thiên cường giả. Ở một cái Vân Trường Sinh cùng sao trời tử, Cơ Tím Hà cũng hồi qua thần, vì cái gì sư nương ngay từ đầu liền nói làm cho bọn họ về sau đoàn kết. Xác định sư đệ Vân Môn chi chủ địa vị, xác lập Vân Môn đạo thống càng là làm luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn. Nguyên lai hết thảy sư nương đều có tính toán an bài. Mà bảy cái nha đầu giờ phút này cũng đều lý giải nương nương ý tứ, một đám tuy rằng không tha, lại cũng chỉ có thể phục tùng nương nương mệnh lệnh. Bảy cái nha đầu một ngụm đồng thanh nói, ta chờ cần tuân nương nương pháp chỉ, thỉnh nương nương yên tâm, ngày sau chúng ta nhất định thể sống chết đi theo bảo vệ tốt thiếu chủ an nguy. Tiếp theo Vân Trường Sinh cũng đi đầu nói, thỉnh sư nương yên tâm, chúng ta sư huynh muội bốn người ngày sau chắc chắn đoàn kết, cộng đồng phụ tá hảo sư đệ, đem ta Vân Môn đạo thống truyền thừa đi xuống. Nếu sư nương đều như thế công đạo xuống dưới, đại gia tự nhiên không thể cô phụ sư nương kỳ vọng. Chỉ có Dương Nghị Vân còn lại là do dự một chút nói, sư nương dẫn dắt ta Vân Môn người, ta cảm thấy đại sư huynh càng thêm thích hợp. Sư đệ làm càn, Thiên Cơ còn không có nói chuyện. Vân Trường Sinh lại là tức giận đánh gãy, đây là sư phụ cùng sư nương cộng đồng định ra mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi cãi lời sư mệnh không thành. Ai tới làm Vân Môn đương ra người, sư nương đều nói rất rõ ràng, ngươi cái tiểu tử thúi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, làm trò sư nương mặt, ngươi tưởng làm trái sư mệnh sao. Nhất môn chi chủ, can hệ chúng ta này một mạch truyền thừa hưng suy, lúc này cũng không phải là ngươi nói hưu nói vượn thời điểm, tiểu tử ngươi cho ta nhớ kỹ, giao chỉ kia chờ sự tình. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở chúng ta mấy cái trên người. Vân Trường Sinh nói xong, lại là lập tức đối với Dương Nghị Vân quỳ xuống lại nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta này một mạch đương ra người, Vân Trường Sinh bái kiến Vân Môn môn chủ. Vân Trường Sinh này một quỳ, sao trời tử cùng Cơ Tím Hà cũng vẻ mặt túc mục đi theo quỳ xuống đi, khẩu hô, sao trời tử, Cơ Tím Hà bái kiến môn chủ.
Ngay sau đó ở Dương Nghị Vân bó tay không biện pháp thời điểm, Thiên Cơ bảy cái nha hoàn ở đại a đầu dẫn dắt quỳ xuống bái đi xuống, bái kiến thiếu chủ. Ai, các ngươi, Dương Nghị Vân hoảng loạn, đều là hắn sư huynh sư tỷ, này nhưng như thế nào cho phải? Tiểu tử thúi còn không cho ngươi sư huynh sư tỷ đều đứng dậy, chẳng lẽ ngươi làm cho bọn họ vẫn luôn quỳ sao? Thiên Cơ cười khanh khách mở miệng, một màn này chính là nàng muốn nhìn đến, giao chỉ việc nàng hiểu biết chính là bên trong tranh quyền đoạt vị đại họa. Nàng sở dĩ phía trước phía sau nói nhiều như vậy, lại đem bảy cái bên người nha hoàn ban cho Dương Nghị Vân, chính là muốn cho bọn họ mấy cái ngăn chặn về sau đồng môn tương tàn tranh quyền đoạt vị sự. Hiện giờ Vân Trường Sinh cái này đại sư huynh làm thực hảo, rất là đại thể, chỉ có sao trời tử cùng cơ tím hà nàng tin tưởng đều sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Dương Nghị Vân đâu? Kỳ thật hắn cũng không phải ngu ngốc, lúc này tự nhiên cũng biết không thể tránh né, này phân gánh nặng chạy không được. Cũng thấy được đại sư huynh càng mới tỏ thái độ, hắn biết nếu là chính mình không tiếp được cái này vân môn chi chủ vị trí, chưa chừng đại sư huynh bọn họ liền phải thu thập chính mình. Cười khổ một chút nói, hảo, sư huynh sư tỷ các ngươi đều đứng lên đi, bực này môn chủ bảo tọa ta ngồi thành đi. Đa tạ môn chủ, đa tạ thiếu chủ, Vân Trường Sinh ba cái cùng bảy cái nha hoàn trước sau đứng dậy. Giờ khắc này sự tình xem như viên mãn. Hảo, cao công đạo ta công đạo. Dư lại sự tình các ngươi chính mình nhìn làm đi, các ngươi mấy cái đều lui ra đi, ta có chút lời nói nhưng đối tiểu vân tử nói, Trường Sinh đi xuống xuống tay chuẩn bị luyện tạo tiên minh nhập vào vân môn việc đi. Là, đệ tử cáo lui. Chờ mọi người sau khi rời khỏi đây, Thiên Cơ nhìn Dương Nghị Vân đột nhiên thúc mục mở miệng, tu luyện chi đạo, ở pháp lực minh tưởng, cũng mượn thiên địa chi lực, đoạt thiên địa chi thế, cảm vạn vật chi hưng thịnh suy bại, ngộ vũ trụ chi ảo diệu, nói nhưng nói minh nhưng minh. Theo sư nương một mở miệng, Dương Nghị Vân trong tai nghe sư nương từng câu từng chữ nói chuyện, trong óc như chuông lớn vang lên, như sấm sét ngập trời, mỗi một chữ thẳng vào sâu trong nội tâm, truyền linh hồn chi căn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết đây là sư nương ở giảng đạo, giảng nàng nói cho chính mình nghe, có thể nghe nhiều ít, có thể ngộ nhiều ít, vậy xem chính mình tạo hóa. Vội vàng bảo thủ tâm thần cẩn thận nghe qua, sợ bỏ lỡ một chữ, từ lúc bắt đầu đơn giản trắng ra. Đến sau lại tối nghĩa khó hiểu, dần dần Dương Nghị Vân nhắm hai mắt lại, tiến vào một loại tu luyện trạng thái. Mà toàn bộ đại điện đều ở vần quanh Thiên Cơ tiếng trời thanh âm, giảng đạo cùng Dương Nghị Vân nghe. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, Thiên Cơ cung cửa cung ở ngoài, đại a đầu mang theo tiểu thất canh giữ ở đại điện ở ngoài. Khoảng cách ngày đó Thiên Cơ triệu kiện các nàng đã qua đi trăm năm thời gian. Trăm năm trước kia một ngày Thiên Cơ cung bên trong đại điện vang lên Thiên Cơ giảng đạo truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ cung, liên tục 7 ngày. 7 ngày lúc sau, Thiên Cơ rời đi, đi trước lên trời lộ. Cũng là tại đây một ngày đại a đầu các nàng 7 cái liền luận lưu trông coi đại điện chi môn, bằng không bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Nghị Vân cái này các nàng 7 cái tân thiếu chủ. Này một thủ chính là trăm năm thời gian. Trong lúc Vân Trường Sinh, sao trời tử cùng cơ tím hà ba người lần lượt đều đã tới. Nhưng tiểu sư đệ Dương Nghị Vân như cũ đang bế quan tu luyện chung. Hơn nữa 7 cái nhà đầu đều bằng không ba người tới gần. Ngày này ba người lần lượt đều tiến đến, đại điện chi môn như cũ nhắm chặt. Sao trời tử oán giận nói, người nói tiểu sư đệ này bế quan sao hồi sự a, sư nương giảng đạo ta cũng nghe quá, ta lúc trước cũng liền bế quan đúng rồi 20 năm, tiểu sư muội mới 10 năm, đại sư huynh ngươi nhất lâu cũng mới 30 năm, tiểu sư đệ này đều trăm năm. Như thế nào còn không xuất quan? Cơ tím hà cũng đồ đồ miệng nói, cũng không phải là sao, chúng ta hai cái trước sau đem hắn hạ giới vân môn những cái đó đệ tử tất cả đều tìm đến tìm tiếp tiếp, đưa đi hỗn loạn thiên vực, ngay cả hắn cha mẹ hài tử, muội phu muội muội mấy cái đồ đệ tất cả đều phi thăng mà đến. Hiện tại hảo, nghe nói vân môn căn cứ trong vòng hạ giới phi thăng mà đến người đều ở làm ầm ĩ tìm tiểu sư đệ, còn có mấy cái hài tử ở tìm mẹ, ngươi là không biết ta đi một chuyến. Thiếu chút nữa bị vây công, đều nói tiểu sư đệ đang bế quan nhưng không ai tin tưởng, tiểu sư đệ nếu là tiếp tục bế quan không ra, hỗn loạn tiên vực vân môn đều phải đại loạn. Các ngươi hai cái đừng nói bậy, tiểu sư đệ bế quan thời gian càng dài, thuyết minh hắn tu luyện hiểu được càng lớn, tu luyện thiên phú lớn hơn nữa, cũng mới là trăm năm thời gian mà thôi, không lâu lắm, các ngươi hai cái về sau vất vả điểm, xem trọng hỗn loạn tiên vực, chờ tiểu sư đệ xuất quan. Vân Trường Sinh nói. Sao trời tử cùng cơ tím hà một cái phiên trợn trắng mắt một cái le lưỡi, nhưng cũng chưa phản bác đại sư huynh. Ngay sau đó cơ tím hà hỏi, đại sư huynh ngươi đừng nói chúng ta,
người bên kia tiến hành như thế nào? Vân Trường Sinh trầm ngâm nói, toàn bộ luyện tạo tiên minh tổng bộ cùng phân bộ cơ bản thuận lợi nối đường dây hỗn loạn tiên vực vân môn, hiện tại liền chờ tiểu sư đệ xuất quan giao tiếp. Cơ Tím Hà thở dài nói, ai nhìn dáng vẻ tiểu sư đệ cái này bế quan còn cần một đoạn thời gian đâu, tiểu thất sư tỷ các nàng canh giữ ở đại điện ở ngoài cũng bằng không vào xem tiểu sư đệ khi nào mới có thể xuất quan. Sư muội không thể hồ nháo đi quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện, chúng ta chờ đó là. Vân Trường Sinh nhíu mày nói. Sao Trời Tử nhếch miệng nói, đại sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều đi, tiểu thất sư tỷ các nàng bảy cái tu vi ta cùng tiểu sư muội qua đi trêu chọc chính là tự tìm phiền phức, các nàng bảy cái thủ, sao có thể làm sư muội đi quấy rầy tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, có các nàng bảy cái ở, liền tính thông mộ tiến đến cũng rất khó quấy rầy đến tiểu sư đệ tu vi nga. Cơ Tím Hà nhếch miệng nói, nhị sư huynh ngươi quá khoa trương đi. Tiểu thất sư tỷ các nàng bảy cái tuy rằng tu vi cao là nhãn hiệu lâu đời đại tiên tôn, nhưng rốt cuộc còn không phải tiên tôn thông ngộ, thật tới một cái thông ngộ, cho dù là thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, tiểu thất sư tỷ các nàng sợ cũng ngăn không được đi. Vân Trường Sinh tiếp thượng lời nói nói, tiểu sư muội điểm này ngươi cũng không biết, ngươi nhị sư huynh thật đúng là chưa nói sai, tiểu thất sư tỷ các nàng bảy cái, đều là hồ tộc, tuy rằng không phải hồ tộc thiên hồ một mạch, nhưng lại là hồ tộc chỉ ở sau thiên hồ một mạch huyễn hồ một mạch. Huyễn hồ một mạch trời sinh thần thông thiên phú có thể chế tạo ảo cảnh ảo giác. Hơn nữa các nàng tu vi đều là nhãn hiệu lâu đời đại tiên tôn, càng là từ nhỏ đi theo sư nương bên người tu hành, thi triển ra ảo cảnh ảo giác ta đều phân biệt không ra thật giả tới. Hơn nữa ta nghe nói tiểu thất sư tỷ các nàng bảy cái tâm ý tương thông, cho nên sư nương truyền thụ quá các nàng bảy cái hồ tộc một loại cấm kỵ trận pháp, phi thường đáng sợ, sợ là đừng nói thông ngộ nhất trọng thiên cường giả tới, nhị trọng tam trọng tới ở các nàng bảy cái trên tay. Khả năng cũng chiếm không được hảo. Lợi hại như vậy. Nói như vậy sư nương hảo bất công nga, đem bảy cái đại cao thủ cấp tiểu sư đệ A Cơ Tím Hà nhếch miệng có chút oán giận. Vân Trường Sinh cười khổ mắng, ngươi nha, thấy đủ đi, sư phụ ở thời điểm chúng ta ba cái thường xuyên có sư phụ thậm chí sư nương dạy dỗ tu luyện, trước nay không ăn qua đau khổ, mà tiểu sư đệ nghiêm khắc tới nói, sư phụ cũng chưa như thế nào dạy dỗ quá, sư nương ngày đó nói đúng, tiểu sư đệ một đường đi tới thực gian khổ, bồi thường tiểu sư đệ là hẳn là. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, sư phụ năm đó sớm kiếp, ở sư phụ khốn cảnh thời điểm là tiểu sư đệ làm bạn sư phụ, càng là trợ giúp sư phụ thoát vây một lần nữa đắp nặn tiên thể mới làm sư phụ có thể trở về tiên giới. Chúng ta ba cái nhưng không giúp sư phụ đã làm cái gì, lại nói tiếp chúng ta đều thua thiệt tiểu sư đệ, về sau nhưng có khác ý nghĩ như vậy à. Cơ Tím Hà cười, hì hì, đại sư huynh ngươi chính là không thú vị, một chút đều không hài hước, ngươi cho rằng ta khờ à. Ta đương nhiên sẽ không thật ghen ghét tiểu sư đệ, ta yêu hắn còn không kịp đâu. Bất quá lời này nói xong, tức khắc cảm giác có chút không đúng, sắc mặt đỏ lên, nàng vội vàng sửa lời nói, ta ý tứ là ta chiếu cố tiểu sư đệ là hẳn là, không phải ái, a à không, không phải ái, ta là ý tứ ta không ghen ghét tiểu sư đệ, ta. Càng giải thích càng loạn. Ngay sau đó Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử nhìn tiểu sư muội sắc mặt đỏ rực bộ dáng, phóng thượng phá lên cười. A à, ha ha ha, tiểu sư muội chúng ta đều hiểu, ha ha, ngươi thích tiểu sư đệ, đây là chuyện tốt ha, chúng ta không phản đối, duy trì ngươi, ha ha ha. Các ngươi, còn cười, không cho cười. Sư huynh muội ba người lại là đuổi theo đùa giỡn lên. Ngay sau đó trời cao tà nhìn về phía đại điện chi môn nói, hảo đừng náo loạn, tiểu sư đệ xuất quan. Sao Trời Tử cùng Cơ Tím Hà vội vàng nhìn lại, quả nhiên Dương Nghị Vân đi ra đại điện. Tiểu sư đệ ngươi nhưng tính xuất quan. Cơ Tím Hà kêu lên quái dị vọt qua đi. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là đối mặt tiểu thất cùng đại A đầu hành lễ, trong lòng có chút hốt hoảng. Chúc mừng thiếu chủ xuất quan tu vi đại tiến. Đại A đầu mang theo tiểu thất quỳ gối đi xuống, thái độ thực tôn kính. Hai vị sư tỷ chớ nên đa lễ, mau mau lên. Dương Nghị Vân biết hai vị này nhưng đều là sư nương bên người nha hoàn. Càng là chân chính nhãn hiệu lâu đời tiên tôn, tu vi so với hắn cao không biết nhiều ít, làm như vậy hai vị đại tiên tôn cho chính mình quỳ xuống hành lễ hắn nhưng thực sự thừa nhận không được. Không gặp đại sư huynh đều đối với các nàng tôn kính xưng sư tỷ sao. Tuy rằng sư nương đem các nàng bảy cái đưa cho chính mình, trên danh nghĩa hắn là các nàng thiếu chủ, nhưng Dương mẫu nhân không dám thất thác đại. Thiếu chủ lễ không thể phế. Đại A đầu mang theo tiểu thất vẫn là thăm viếng đi xuống. Lúc này mới đứng dậy. Dương Nghị Vân có chút bất đắc dĩ nói,
hai vị sư tỷ mặc kệ là tu vi thượng vẫn là sư nương bên kia luận, các ngươi đều không thể như thế, này không phải chiết sát ta sao, về sau không được quỳ xuống lễ, ta cũng không thói quen. Thỉnh thiếu chủ kêu ta đại a đầu có thể, ngài là nương nương chỉ định vân môn chi chủ, nếu là ở kêu chúng ta sư tỷ, đây mới là đại đại không ổn, lễ không thể phế đi. Đại a đầu tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 11 đến 12 tuổi bộ dáng, nhưng nói chuyện làm việc rất là lão đạo, cũng có chút cũ kỹ kiên trì. Dương Nghị Vân tức khắc có chút đau đầu, ngẫm lại nói, kia như vậy đi, về sau ta không gọi các ngươi thế giới, đã kêu các ngươi tên, nhưng các ngươi cũng không thể động bất động quỳ xuống, thật không được, biết sao. Đại A đầu nhìn Dương Nghị Vân giống nhau, lần này không kiên trì, gật đầu nói, cẩn tuân thiếu chủ chi mệnh. Sư đệ, Cơ Tím Hà hấp tấp chạy tới, ở Dương Nghị Vân bả vai chính là một quyền nói, ngươi nhưng tính xuất quan a. Sư muội không thể vô lễ, tiểu sư đệ tuy rằng là chúng ta sư đệ, nhưng hắn hiện tại càng là chúng ta môn chủ, ngươi như vậy vô lễ số, còn thể thống gì? Mặt sau theo kịp Vân Trường Sinh sụ mặt quát lớn Cơ Tím Hà. Ta, đại sư huynh ngươi giống a. Cơ Tím Hà đôi mắt trừng, miệng nghẹn lên. Ai ai ai, đại sư huynh nghiêm trọng, nơi này không người ngoài, không cần như thế, ta thích sư tỷ như vậy giao lưu phương thức, hiện tại sư phụ sư nương đều không hề, nếu là các ngươi một đám đều như vậy có nề nếp giảng quy củ, ta còn có sống hay không? Các ngươi ở như vậy ta nhưng bỏ gánh không làm cái này môn chủ a. Ta lúc trước thành lập vân môn vốn chính là nghĩ cấp hạ giới thân nhân bằng hữu dàn xếp một cái ra, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải cho các ngươi làm môn chủ, lần này sư nương chi mệnh, ta cũng cố mà làm, các ngươi đều là ta thân nhất người, về sau nhưng không cho động bất động cho ta giảng lễ nghĩa quy củ a. Đại sư huynh ngươi phân thân tại hạ giới thời điểm mang quá, ngươi hiểu biết ta không phải cái loại này nói nhiều cứu quy củ người, nhưng đừng so với ta a, nếu không ta bỏ gánh. Dương Nghị Vân đối với đại sư huynh nghiêm túc cũ kỹ thực đau đầu, không tiếc bỏ gánh uy hát yêu ta. Mà giờ phút này sao trời tử còn lại là tránh ở một bên cười trộm, dùng sức cấp tiểu sư muội Cơ Tím Hà nháy mắt, Cơ Tím Hà nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, cũng là trộm nghẹn ý cười, kỳ thật đạo lý lớn nàng tự nhiên hiểu, cũng không có cùng đại sư huynh nháo ý tứ, tiểu ma nữ tên tuổi không phải đến không, chính là thích làm. Ta, ngươi, ai, sư đệ a, ngươi phải biết rằng chúng ta sư phụ chính là tiên giới thiên tà chí tôn, làm việc không thể không có lễ nghĩa chương trình. Miễn cho ở bên ngoài cấp sư phụ sư nương mất mặt, như vậy về sau trước mặt ngoại nhân nên có lễ nghĩa vẫn là phải có, lén ngươi không ai thời điểm, liền. Liền tính, được rồi đi tiểu sư muội, như ngươi mong muốn. Cuối cùng một câu Vân Trường Sinh nhìn về phía Cơ Tím Hà. Hi hi, đại sư huynh vạn tuế, ngươi về sau đừng như vậy cứng nhắc, ha ha Cơ Tím Hà nở nụ cười. Ta liền biết ngươi cố ý, Vân Trường Sinh kia cái này tiểu sư muội cũng là thật không có cách. Lúc này sao trời tử tiến lên nhìn Dương Nghị Vân, chép chép miệng trêu ghẹo nói, hành a tiểu sư đệ, trăm năm bế quan, tiên đế đại viên mãn đỉnh, nói sư nương trước khi đi thời điểm cho ngươi khai cái gì tiểu táo, làm ngươi nhanh như vậy liền từ tiên đế trung kỳ đạt tới tiên đế đại viên mãn đỉnh. Cái gì trăm năm, sư nương đi rồi, Dương Nghị Vân vừa nghe liền không đúng rồi. Ở hắn cảm giác trung gần là khoảnh khắc chi gian tu luyện hiểu được mà thôi. Hắn chỉ nhớ rõ ngày đó sư nương giảng đạo hắn tiến vào tu luyện trạng thái, lúc sau mới ở hôm nay tỉnh lại, liền phát hiện tu vi cảnh giới đạt tới tiên đế đại viên mãn đỉnh chi cảnh. Nhưng hắn cũng không có đi tính thời gian, cũng không biết sư nương đã rời đi, tức khắc liền có chút mất mát, tự nhiên cũng biết nhị sư huynh trong miệng sư nương trước khi đi ý tứ là rời đi tiên giới đi lên trời lộ. Nói thật hắn thật là có chút luyến tiếc thiên cơ sư nương. Thiên cơ cung đại điện. Sư đệ kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vân Trường Sinh hỏi. Dương Nghị Vân đã hắn bế quan này trăm năm tới, phát sinh sự. Nghe đại sư huynh hỏi chuyện, hắn mở miệng nói, nếu ta tiếp được sư phụ sư nương truyền thừa chúng ta vân môn đạo thống trọng trách, như vậy liền phải hướng tới cái này phương hướng đi nỗ lực. Không sợ sư huynh sư tỷ các ngươi chê cười, trước kia ở hỗn loạn tiên vực chuẩn bị thành lập vân môn thời điểm, ta liền nghĩ đem vân môn kiến tạo thành tiên giới đệ nhất đại tông. Kiến tạo thành tiên giới tu luyện đệ nhất tu luyện thánh địa, cũng cấp hạ giới vân môn thân nhân bằng hữu có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Mà hiện tại sư phụ sư nương có công đạo xuống dưới, muốn cho ta vân môn trở thành chúng ta vân môn một mạch đạo thống truyền thừa nơi, vậy muốn càng cần nữa hướng cái này phương hướng nỗ lực, cái gì chó má sao băng điện a, tam đại tiên tôn chúa tể thế lực, chúng ta ngày sau đều phải siêu việt bọn họ, trở thành tiên giới nhất siêu nhiên thế lực truyền thừa đạo thống.
muốn cho sư phụ truyền thừa ở chúng ta trong tay phát dương quang đại, vĩnh hằng truyền thừa đi xuống, đạo thống truyền thừa truyền khắp toàn bộ tiên giới, truyền khắp hạ giới 3000 tu chân giới, vô số tiểu thế giới, thậm chí tương lai ta còn muốn làm chúng ta Vân Môn lên trời lộ, đem Vân Môn mang lên thiên giới đi. Cho nên sư huynh sư tỷ, ngày sau còn thỉnh các ngươi nhiều hơn vất vả hiệp trợ ta, chúng ta cộng đồng truyền thừa chúng ta Vân Môn đạo thống truyền thừa. Dương Nghị Vân nói xong đối với giữa sân hai cái sư huynh một cái sư tỷ, bao gồm đại A đầu chờ bảy người, ôm quyền khom mình hành lễ. Hắn biết kỳ thật này không phải một phần vinh quang, mà là một phần gánh nặng, bởi vì sư nương đem toàn bộ luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn, mà luyện chế tiên minh là sư nương là sư huynh sư tỷ thậm chí trong đó còn có sư phụ lưu lại thế lực, là một cái chân chính có thể siêu cấp thế lực lớn. Có bao nhiêu nhân số, hắn biết, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối không ít. Bởi vì luyện tạo tiên minh phân bộ trải rộng toàn bộ tiên giới, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu tồn tại. Bất quá điểm này tin tưởng đại sư huynh nhất định rõ ràng, thậm chí còn luyện tạo tiên minh chân chính xử lý người là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tiểu sư tỷ ba người, bởi vì ba cái sư nương vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện. Hơn nữa lần này cũng là sư nương phân phó đại sư huynh đi nối tiếp luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn, cho nên đại sư huynh hẳn là luyện tạo tiên minh thực tế khống chế giả. Ở hắn nghĩ đến nhập vào luyện tạo tiên minh, không phải tiếp quản một cái thế lực lớn, mà là tiếp quản một phần trách nhiệm, sự tình quan vô số người trách nhiệm. Bởi vì hắn biết cũng tự mình trải qua quá, ở cường đại tiên môn thế lực, cũng có sớm chiều chi gian hôi phi yên diệt thời điểm, diệt môn ở tiên giới mỗi ngày đều có phát sinh. Đương nhiên ở tiên giới mỗi ngày có vô số tiên môn thành lập, liền có vô số tiên môn biến mất, trở thành lịch sử. Một cái tông môn biến mất thường thường cùng với chính là chậm thì hàng trăm hàng ngàn, nhiều thì thượng vạn mấy chục vạn thậm chí mấy chục vạn môn đồ đệ tử tánh mạng. Hắn nhưng không hy vọng tương lai Vân Môn bị người diệt môn, cho nên thành lập một cái tiên môn dễ dàng, nhưng muốn cho một cái tiên môn vĩnh cửu truyền thừa đi xuống, đã có thể thiên nan vạn nan. Đạo thống truyền thừa không đơn giản yêu cầu chính là vô số cao thủ cường giả tọa chấn, càng cần nữa chính là một tông người đồng tâm hiệp lực bảo hộ, yêu cầu chính là trí tuệ cùng đi tín nhiệm. Mà hắn sư huynh sư tỷ chính là hắn tín nhiệm người, tông môn không phải một người tông môn, càng không phải vinh quang, là trách nhiệm cùng truyền thừa, thậm chí là một loại văn minh. Này yêu cầu rất nhiều người, một thế hệ người nỗ lực. Giờ khắc này Dương Nghị Vân là nghiêm túc đối sư huynh sư tỷ nói ra trong lòng lời nói, cũng làm cho bọn họ cùng nhau tham dự tương lai. Chỉ có mọi người cộng đồng nỗ lực chế tạo Vân Môn mới có thể vĩnh cửu truyền thừa đi xuống. Mới có thể trở thành lời nói chi gian vinh quang. Vân Trường Sinh mấy người bị Dương Nghị Vân một phen lời nói cảm nhiễm, bởi vì tiểu sư đệ miêu tả ra tới lam đồ rất lớn. Hảo, sư huynh ta chắc chắn huynh tấn có khả năng với sư đệ ngươi cùng nhau sáng tạo Vân Môn, sáng tạo một cái phù hợp chúng ta sư phụ thân phận, vĩnh cửu truyền thừa Vân Môn. Vân Trường Sinh cũng kích động, lập tức mở miệng. Còn có ta, không thể thiếu ta đâu. Ta chờ nguyên vì thiếu chủ thành tựu nghiệp lớn. Bao gồm đại A đầu bảy cái đều tỏ thái độ. Hảo, cảm ơn đại gia. Dương Nghị Vân cảm tạ, trên mặt hiện lên ý cười. Toàn bộ tiên giới sẽ không biết, bao nhiêu năm sau, tiên giới siêu nhiên thậm chí tam giới đều đại danh đỉnh đỉnh tu luyện thánh địa Vân Môn mục tiêu phấn đấu là ở Thiên Cơ Cung Điện Đại Điện. Dương Nghị Vân sư huynh sư muội bốn người cùng bảy cái huyễn hồ nha đầu định ra, hơn nữa nghênh đón biến chuyển từng ngày phát triển. Vấn đề về tới nguyên lai đề tài thượng. Dương Nghị Vân tiếp tục nói, tiếp được đại sư huynh ngươi bên này mau chóng tổ chức luyện tạo tiên minh sở hữu môn nhân đệ tử đăng ký tạo sách, ở Vân Môn căn cứ tu sửa một tòa đệ tử tiên hồn điện, làm tất cả mọi người biết luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn việc. Mặt khác an bài liên tục gặp tiên minh cao tầng hồi hỗn loạn tiên vực Vân Môn, tổ chức Vân Môn thành lập đại điển, Vân Môn kiến tạo phỏng chừng cũng tiếp cận kết thúc. Đúng vậy, trăm năm trước đều kiến tạo hoàn thành, Lục Bằng Bân chờ ngươi trở về nghiệm thu. Chúng ta ba cái đều đi qua rất nhiều lần, tên kia kiến tạo khóa chân khí phái, đảm đương nổi tiên giới đệ nhất tông môn kiến trúc, chờ ngươi trở về gõ định một ít chi tiết liền toàn diện kết thúc. Nhắc tới Vân Môn kiến trúc sao trời tử liền nhịn không được đánh gãy Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân còn tưởng rằng không hoàn thành, lúc này trong lòng vui vẻ, cao hứng nói, kia hảo, ta trở về nhìn xem, chúng ta liền định ra 10 năm lúc sau vì Vân Môn thành lập đại điển, nhị sư huynh ngươi phụ trách mời một ít tiên giới tông môn. Tiến đến chứng kiến xem lễ, tiểu sư tỷ ngươi hiệp trợ đại sư huynh nhập vào luyện tạo tiên minh việc đi. Ta không thành vấn đề sao trời tử nói. Ta cũng không thành vấn đề, cơ tím hà lần này nhưng thật ra sảng khoái.
Đại sư huynh Vân Trường Sinh mở miệng nói, về cơ bản hơn nữa công tác đã hoàn thành, cùng ngươi thương lượng một ít chi tiết, làm nhiều 3 năm trong vòng luyện tạo tiên minh việc đều có thể thu phục, kỳ thật cửu trọng thiên tổng bộ nơi này người ta đã di chuyển đi hỗn loạn tiên vực Vân Môn. Hiện tại cũng liền nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương cùng công chúa sư nương bên kia như cũ đang bế quan, còn có một ít người, mặt khác trên cơ bản không ai, Vân Tử ngươi trước khi đi thời điểm, nhớ rõ đi hai vị sư nương bên kia chào hỏi một cái, tới 100 năm ngươi cũng đang bế quan. Không đi qua không thích hợp, liền tính là hai vị sư nương đang bế quan, cũng có tòa hạ đệ tử bảo hộ, đi bái kiến một chút cũng là hẳn là. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ đi. Kia hành, ta cùng sư muội đi trước một chuyến ma thành đi, nơi nào có một ít luyện tạo tiên minh nòng cốt, yêu cầu tự mình đi cùng truyền, chờ trở về chúng ta trực tiếp đi hỗn loạn tiên vực tìm ngươi. Vân Trường Sinh nói đi là đi. Đến nỗi cái gì ma thành việc? Dương Nghị Vân cũng không hỏi nhiều, đại sư huynh nên nói đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho hắn. Ngay sau đó đại sư huynh mang theo tiểu sư muội rời đi. Sao trời tử cũng đứng dậy nói, tiểu sư đệ ta đây đi rồi, ngươi cho ta chính là khổ sai sự a, 10 năm thời gian muốn mời tiên giới có tên có họ tiên môn nhưng không dễ dàng, chậm trễ không dậy nổi, ta cũng đi. Vất vả nhị sư huynh. Hai vị sư huynh cùng tiểu sư tỷ rời đi sau. Dương Nghị Vân tiến vào một chuyến càn khôn hồ không gian, bởi vì một chúng nữ nhân năm đó từ giao chỉ cứu ra sau, vẫn luôn ở càn khôn hồ không gian, hắn tới cửu trọng thiên gặp mặt thiên cơ sư nương lúc sau bế quan tu luyện trăm năm, vẫn luôn liền chưa kịp nói chuyện qua. Đương nhiên còn có tuyết miêu thủ hạ những cái đó sát thủ, lấy sinh tử phù khống chế những cái đó giao chỉ quản sự phong chủ đều ở bên trong, tuy rằng người nọ không nhiều, nhưng cũng xem như người một nhà. Hẳn là đi vào chào hỏi một cái mới là. Dây tiếp theo Dương Nghị Vân tiến vào càn khôn hồ. Trực tiếp đi vào càn khôn hồ không gian đại điện, cùng một chúng nữ nhân gặp mặt. Gặp lại như cũ có nói không xong nói, từng cái an ủi qua đi, mới hỏi hạ giới Vân Môn tình huống, trên cơ bản cùng lúc trước Điêu Nhi Hầu Đậu Đậu nói không sai biệt lắm, quả nhiên là hắn thủ hạ những cái đó yêu tộc đại tướng trước hết trước sau phi thăng. Lúc sau là Thu Nhi tỉ muội cùng Kiều Phúc hơn nữa Lục Tuyết Hy, Bộ Thanh Mai mấy cái tu quỷ đạo phi thăng. Bởi vì các nàng thiên kiếp buông xuống sớm. Ngược lại là nhân tộc thiên kiếp tới chậm, cho nên Triệu Nam các nàng sau lại phi thăng tiên giới, chẳng qua các nàng 10 cái người áp chế tu vi ghé vào cùng nhau phi thăng mà đến. Đến nỗi bọn nhỏ cha mẹ đám người còn lại là thương nghị mặt sau phi thăng, nhưng là căn cứ tiểu sư tỷ nói, mấy cái hài tử cùng cha mẹ muội muội Dương Khoan Thai, Lý Đại Nghị, Lưu Tích Kỳ, Trần Thất Tiên, Lão Phương, mấy cái đồ đệ từ, tại đây trăm năm tới trước sau phi thăng. Nàng cùng nhị sư huynh đã an bài người đưa đi hỗn loạn tiên vực Vân Môn. Hiện tại duy nhất không tin tức chính là Tiểu Phượng Hoàng, nghe con từ, còn có Tử Hoàng, Khổng Tước, Thử Vương, Thanh Nghiêu từ những cái đó năm đó đại yêu soái cùng đại yêu đem trợ yêu tộc. Ở có chính là làm Dương Nghị Vân lo lắng Ngô Mặc Thu, Bộ Thanh Mai, Lục Tuyết Hy, Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ mấy cái quỷ tu không tin tức. Cùng một chúng nữ nhân giao lưu lúc sau, cũng đều an tâm. Rốt cuộc đại bộ phận người thuận lợi phi thăng, đến nỗi mặt khác như Tiểu Phượng Hoàng chờ cùng Thu Nhi các nàng, Dương Nghị Vân tin tưởng các nàng nhất định ở tiên giới chỗ nào đó, chờ Vân Môn thành lập lúc sau, Vân Môn tên tuổi đi ra ngoài, nếu Thu Nhi các nàng nghe được tin tức tin tưởng nhất định sẽ tiến đến tìm kiếm hắn. Lại vô dụng, hắn chờ Vân Môn thành lập đại điển sau khi kết thúc, sẽ phát động hết thảy thế lực đi tìm. Luôn có tìm được thời điểm. Cho nên đây cũng là hắn trước mắt cấp bách thành lập Vân Môn nguyên nhân. Chờ luyện tạo tiên minh hoàn toàn nhập vào Vân Môn thế lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó cùng điều phái tìm người cũng hảo tìm. Tiên giới cuồn cuộn, không có đủ nhân lực thế lực, muốn tìm cá nhân đúng như biển rộng tìm kim. Không sốt ruột đem mấy người phụ nhân thả ra, chờ trở lại hỗn loạn tiên vực Vân Môn làm các nàng trở ra chính là, cùng các nàng liêu qua sau, Dương Nghị Vân đi nhìn Tuyết Miêu cùng giao chỉ những cái đó quản sự phong chủ, có viên quản sự ở bọn họ ở càn khôn hồ không gian còn tính an tĩnh. Dặn dò vài câu sau Dương Nghị Vân mang theo Điêu Nhi, cá trạch cùng với Hồng Y ra càn khôn hồ. Lúc sau đi ra đại điện, đại A đầu đã mang theo 6 cái tỉ muội chuẩn bị tùy thời đi theo Dương Nghị Vân xuất phát đi trước hỗn loạn tiên vực. Bất quá Dương Nghị Vân nhớ tới, phía trước đại sư huynh làm hắn đi nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương cùng công chúa sư nương bên kia một chuyến nói, đi bái kiến một chút, tuy rằng hai vị sư nương đang bế quan, nhưng lại hẳn là bái kiến. Liền đối với đại A đầu nói, đại A đầu mang đi hai vị sư nương đạo tràng, chúng ta đi bái kiến một chút. Là, thiếu chủ.
Đại A Đầu khom người, vung tay lên, một đạo cầu vồng kiều từ Thiên Cơ Cung thẳng vào nơi xa một khác tòa sơn phong bên trong, nhìn cũng chính là mười mấy bộ dáng. Đoàn người bước lên cầu vồng kiều mà đi. Dựa theo Đại A Đầu nói chuyện, đi trước khoảng cách gần nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương võ thần cung. Ba cái sư nương ở luyện tạo tiên minh tổng bộ này tòa huyền phù tiên sơn các chiếm ngồi xuống ngọn núi, các vị một cung. Nghe Đại A Đầu nói ba cái sư nương kỳ thật lẫn nhau chi gian đều không hòa thuận, ngày thường cũng chưa lui tới, nếu không phải năm đó chết lão nhân gặp nạn, ba cái sư nương cũng liên hợp không đứng dậy. Bởi vì A được lão nhân bị tam đại thiên tôn ám toán, vì báo thù, ba người mới liên hợp lại thành lập luyện tạo tiên minh, đi tới cùng nhau. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, tuy ở cùng tòa tiên sơn thế giới, nhưng lại từng người chiếm cứ một phong, rất ít gặp mặt. Trước kia ngẫu nhiên gặp mặt cũng là liền véo cái loại này. Đối này Dương Nghị Vân tỏ vẻ lý giải, ba nữ nhân một đài diễn sao? Quá bình thường. Phía trước hắn trong lén lút hỏi qua tiểu sư tỷ, ba vị sư nương tính tình, dùng tiểu sư tỷ nói, Thiên Cơ sư nương thuộc về khôn khéo cái loại này trí yêu, nữ võ thần Đoạn Thu Thủy sư nương tính tình cổ quái táo bạo hoặc là nói là táo bạo cái loại này, công chúa sư nương điêu ngoa cái loại này, một lời không hợp liền làm nũng. Dù sao không có một cái là đèn cạn dầu. Lúc ấy nghe xong tiểu sư tỷ nói chuyện, Dương Nghị Vân liền theo bản năng nói, kia sư phụ ngày thường chẳng phải là thực thảm. Hắn còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Kết quả tiểu sư tỷ lắc đầu nói, này ngươi đã có thể sai rồi, ba vị sư nương tính cách đó là ở những người khác trước mặt, ở chết lão nhân bên người, ba cái sư nương nhưng đều là phong tình vạn chủng ngoan đến không được. Cái này trả lời làm Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn. Bất quá cũng coi như là đối ba vị sư nương có một cái đại khái hiểu biết. Hiện giờ Thiên Cơ sư nương đã đi, lên trời lộ, dư lại hai vị sư nương đang bế quan tu luyện, nhưng các nàng đạo tràng lại là có ngồi xuống bảo hộ, về tình về lý hắn đều là muốn đi bái phỏng một chút. Cứ việc hắn biết đi cũng không thấy được hai vị sư nương, nhưng nên có lễ nghĩa cùng thái độ là phải có điểm, miễn cho ngày sau hai vị sư nương xuất quan, đã biết hắn tới cửu trọng thiên chỉ là gặp qua Thiên Cơ sư nương. Không để ý tới các nàng, chưa chừng không thể thiếu nhớ thượng một bút. Mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình sư nương, sư phụ không ở, sư nương chính là trưởng bối, hắn không lý do không đi bái phỏng một chút, cho dù là qua đi cùng hai vị sư nương dưới tòa người chào hỏi một cái, cũng coi như là kết thúc lễ nghĩa. Đây là hắn cái này vãn bối nên làm. Bước lên cầu vồng điều ở Đại A Đầu dẫn dắt hạ, thực mau tới rồi võ thần cung. Cùng Thiên Cơ sư nương Thiên Cơ cung giống nhau, đại môn nhắm chặt. Bất quá Dương Nghị Vân tiến lên, như cũ khom mình hành lễ nói, đệ tử Dương Nghị Vân tiến đến bái kiến sư nương. Hắn tin tưởng hắn đi vào luyện tạo tiên minh ngày đầu tiên võ thần cung người đã sớm đã chịu tin tức, mà hắn lão nhân quan môn đệ tử, nghĩ đến võ thần sư nương cũng là biết đến. Ngay sau đó cửa cung từ trong mở ra, lại là đi ra một người có chút lưng còng bà lão, nhìn qua đều có mạo điệt chi nam già nua diện mạo. Trong tay còn cầm cây chổi. Rồi sau đó chậm gì gì đi hướng đại môn bậc thang đi vào Dương Nghị Vân trước mặt, có chút cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nghị Vân, mở miệng nói, lão bà tử gặp qua thiếu chủ, nương nương vẫn luôn đang bế quan chung, không thể thấy thiếu chủ, còn thỉnh thiếu chủ thứ lỗi. Nói chuyện chung khom mình hành lễ. Lúc này Đại A Đầu trước người đối với bà lão hành lễ nói, gặp qua Tô bà bà. Lúc sau đối Dương Nghị Vân nói, thiếu chủ vị này chính là võ thần nương nương bên người Tô bà, là một vị lão tiền bối. Dương Nghị Vân cho Đại A Đầu một cái tán thưởng ánh mắt, tỏ vẻ cơ linh, đơn giản một câu, khiến cho Dương Nghị Vân hiểu biết trước mắt vị này nữ bản quét rác bà lai lịch. Có thể làm Đại A Đầu xưng hô một câu lão tiền bối người, hơn nữa có là võ thần sư nương bên người người, tất nhiên là võ thần sư nương bên người tâm phúc. Hắn tự nhiên không thể thất lễ. Hơn nữa ở Dương Nghị Vân cảm giác trung vị này Tô bà cư nhiên toàn thân không hề pháp lực dao động tồn tại, cho hắn một loại cùng Hồng Y giống nhau cảm giác. Nhìn như phổ thông thông không hề pháp lực Tô bà, có thể ở võ thần sư nương bên người phụng dưỡng, lại há có thể là người thường. Trực giác nói cho hắn, cái này Tô bà phi thường nguy hiểm. Nhìn qua chính là một vị gương mặt hiền từ nhà bên lão bà, nhưng tất nhiên cũng là một vị cường giả. Dương Nghị Vân tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối Dương Nghị Vân gặp qua Tô bà, lần này tương lai cũng bái kiến một chút võ thần sư nương, nếu sư nương đang bế quan chung, liền làm phiền Tô bà chờ sư nương xuất quan báo cho một tiếng vãn bối đã tới, ngày sau chờ sư nương xuất quan vãn bối lại đến bái kiến.
thiếu chủ không cần khách khí, người có thể đặc biệt tới một chuyến, nương nương đều sẽ thật cao hứng, trước kia nương nương còn nhắc mãi quá thiếu chủ, đáng tiếc nương nương bế chính là chết quan, lại là không biết thích hợp mới có thể xuất quan, chờ nương nương xuất quan, lão bà tử nhất định đem thiếu chủ tâm ý chuyển đạt cấp nương nương. Tô bà bà cười nói. Dương Nghị Vân khách khí, Tô bà bà càng nhưng khí, nói chuyện cũng là gương mặt hiền từ bộ dáng thực nhu hòa, làm người sinh ra hảo cảm. Cảm ơn Tô bà bà, như thế vãn bối liền trước cáo từ Dương Nghị Vân cáo lui. Bất quá Tô bà bà lại là gọi lại hắn nói, thiếu chủ còn thỉnh chờ một lát, lão bà tử thiếu chút nữa quên mất nương nương công đạo chính sự. Dương Nghị Vân dừng lại bước chân, nhìn về phía Tô bà bà còn có cái gì phân phó. Tô bà bà trong tay quang mang chợt lóe lại là xuất hiện một vật, cấp Dương Nghị Vân đưa qua nói, nương nương đang bế quan phía trước, cố ý công đạo, nói có một ngày nếu là thiếu chủ tiến đến, đem vật ấy giao cho thiếu chủ, có lẽ ngày sau sẽ đối thiếu chủ hữu dụng. Nương nương còn nói, ngày nào đó xuất quan liền đi xem thiếu chủ, làm sư nương, kỳ thật nương nương thực nhớ thương thiếu chủ. Dương Nghị Vân theo bản năng tiếp nhận Tô bà bà đưa qua đồ vật, cầm trong tay vừa thấy lại là một khối như là la bàn giống nhau đồ vật, rất nhỏ, chỉ có trẻ con bàn tay tiểu, chỉnh thể là màu đen, nhưng ở mặt trên lại có một cái đỏ thắm phù văn, một khác mặt còn lại là một cái đồ đằng giống nhau đồ vật. Đồ đằng khắc họa chính là một khối bộ xương khô người cốt, bất quá lại là ở khung xương quanh thân mỗi một chỗ, đều có một cái kim sắc tiểu viên điểm. Có cái kỳ lạ chỗ là, khối này người cốt bộ xương khô thượng có ba cái khá lớn kim sắc tiểu kim viên điểm, trở thành tam điểm một đường, Dương Nghị Vân vừa thấy lại là vừa lúc là thượng trung hạ ba cái đan điền vị trí, phần đầu, ngực, cùng bụng bệnh mụn cơm vị trí. Cái này đồ án như là đồ đằng, càng như là một bộ công pháp tu luyện đồ giống nhau. Đây là, Dương Nghị Vân có chút khó hiểu nhìn về phía Tô bà bà. Tô bà bà cười cười nói, đây là nương nương ở ma vực thời điểm sử dụng tín vật, nương nương nói giao cho ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ dùng đến, làm ngươi đeo trong người là được. Nói nơi này, Tô bà bà nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân phía sau hồng y, bổ sung một khối nói, thiếu chủ bên người cũng là tàng long ngọa hổ a, vị cô nương này đi cũng là thân thể chi đạo đi, vẫn là cái á thánh chi khu. Đáng tiếc nàng thân thể phía trên tam đại huyền bí nơi cũng chưa mở ra, có lẽ thiếu chủ nhưng làm vị cô nương này tìm hiểu một chút nương nương để lại cho ngài tín vật, không nói được ngày sau vị cô nương này có thể cho thiếu chủ giúp đỡ đại ân. Tô bà bà trả lời cũng không có cụ thể giải thích, Dương Nghị Vân cũng không hỏi nhiều, nói lời cảm tạ một tiếng nhận lấy, dù sao hắn tin tưởng võ thần sư nương cấp đồ vật tất nhiên không phải là phàm vật. Bất quá hắn đối Tô bà bà cấp nói hồng y một phen lời nói, lại là nghe vào trong lòng. Nữ võ thần sư nương Đoạn Thu Thủy dựa theo đại sư huynh nói, đi tu thể chi đạo, như vậy nàng môn hạ Tô bà bà, trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì pháp lực hơi thở, hiển nhiên cũng là giống nhau đi tu thể chi đạo, nhìn đến hồng y Tô bà bà nghĩ đến cũng là xuất phát từ vẫn luôn bệnh nghề nghiệp chỉ điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hồng y là á thánh chi khu, hơn nữa nói cái gì hồng y trên người tam đại huyền bí nơi không có mở ra, nhưng làm hồng y tìm hiểu một chút võ thần nương nương tín vật. Cái này làm cho Dương Nghị Vân một chút nghĩ tới sư nương tín vật thượng, cái kia bộ xương khô người cốt đồ án thượng ba chỗ đan điền liên thành một đường hình ảnh, có lẽ thật đúng là đối hồng y hữu dụng cũng nói không chừng. Mà sư nương cái này tín vật hẳn là cùng luyện thể chi đạo có quan hệ. Từ biệt Tô bà bà lúc sau, Dương Nghị Vân đem võ thần sư nương tín vật ném cho hồng y nói, hồng y tìm hiểu một chút, nhìn xem đối với ngươi có hay không dùng. Là, chủ nhân, hồng y tiếp nhận tín vật. Bình tĩnh trả lời. Lúc sau Dương Nghị Vân liền mặc kệ, mỗi người đều có từng người tạo hóa, hồng y tuy rằng là con rối, nhưng lại sinh ra hoàn toàn mới ý thức, đã có thể nói là một loại khác trọng sinh, nhưng nàng căn bản thân hình còn ở, nếu là có thể khai phá ra á thánh chi khu tiềm lực tới, tất nhiên sẽ là thật lớn. Hắn cũng tin tưởng chính như Tô bà bà lời nói, hồng y á thánh cấp đừng thân thể căn bản là không có mở ra tiềm lực, chỉ mong lần này có thể là nàng một lần tạo hóa đi. Khoảng cách võ thần phong 30 dặm ông ngoại chủ phong thược, Dương Nghị Vân lấy đồng dạng phương thức bái phỏng. Công chúa sư nương nơi này ra tới người, là hai cái cung nữ, trên cơ bản cùng Tô bà bà trả lời giống nhau, công chúa sư nương đang bế quan, cũng không có gì công đạo lưu lại. Dương Nghị Vân dựa theo lễ nghĩa bái kiến lúc sau, liền rời đi. Tiếp theo trạm phản hồi hỗn loạn tiên vực Vân Môn căn cứ. Kế tiếp trọng điểm chính là tổ chức Vân Môn thành lập đại điển việc. Thời gian chỉ có 10 năm, kỳ thật nghe tới rất dài, nhưng ở tiên giới 10 năm thời gian nháy mắt liền quá. Vân Môn kiến tạo chờ hắn đi nghiệm thu quan,
gõ định chi tiết, luyện tạo tiên minh thế lực muốn nhập vào giao tiếp, cũng muốn xác lập Vân Môn tiếp được tông môn hệ thống, còn muốn đi trông thấy những cái đó thân nhân bằng hữu, muốn tìm kiếm không tìm được Tiểu Phượng Hoàng từ từ, hắn tính tính kỳ thật thời gian thực khẩn. Chuyến này cửu trọng thiên đã qua trăm năm, hơn nữa ở giao chỉ thời gian, rời đi đã mấy trăm năm lâu. Vân Môn thành lập đại điển thật không thể kéo. Chờ Vân Môn thành lập tin tức khuếch tán đi ra ngoài, tin tưởng nếu là Tiểu Phượng Hoàng cùng Thu Nhi các nàng biết nhất định sẽ tìm kiếm mà đến, đây cũng là hắn sốt ruột thành lập nguyên nhân. Dư lại quy hoạch, hắn còn muốn đi lên trời lộ, chết lão nhân tin tức toàn vô, sư nương đã tìm kiếm mà đi, hắn cũng biết tuy rằng đại sư huynh bọn họ không nói, nhưng mọi người đều muốn đi lên trời đường đi vừa đi tìm một chút. Bất quá cái này tiền đề là yêu cầu thực lực tu vi. Thông ngộ chi cảnh, hắn thiếu chút nữa xa a. Trong lòng nghĩ rất nhiều sự, cưỡi ở cá trạch khổng lồ trên lưng, xuyên qua biển sao bay về phía hỗn loạn tiên vực. 7 ngày lúc sau, về tới Vân Môn. Lần này trở về, Dương Nghị Vân bên người nhiều 7 cái cường giả bảo tiêu, đại a đầu 7 cái mỗi một cái đều là nhãn hiệu lâu đời đại tiên tôn. Cũng sẽ trở thành Vân Môn tỏa chấn người, cùng với Càn Khôn Hồ không gian tuyết miêu bồi dưỡng những cái đó tiên đế sát thủ. Tuy rằng giao chỉ một trận chiến tổn thất hơn phân nửa, nhưng chung quy dư lại hơn 1000, trong đó còn có tiên tôn, hơn nữa giao chỉ những cái đó sinh tử phù khống chế quản sự cùng phong chủ, Vân Môn bề mặt thượng cũng coi như có thể thấy qua đi. Đương nhiên trước mắt xem ra, Vân Môn chân chính tỏa chấn cao thủ, hẳn là đại sư huynh Vân Trường Sinh, rốt cuộc chỉ có đại sư huynh tựa hồ tiên tôn thông ngộ nhất trọng thiên tồn tại. Bất quá lại nói tiếp, còn có lão cây liễu tồn tại, trước kia không biết lão cây liễu tình huống như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, lão cây liễu hẳn là cũng là thông ngộ cấp bậc thực lực, cũng không biết hắn là thông ngộ mấy trọng thiên thực lực tu vi. Cái này quay đầu lại muốn đi tìm hiểu một chút. Vân Môn thành lập đại điển nếu là không có thông ngộ cường giả tỏa chấn, hắn thật đúng là không yên tâm, rốt cuộc giao chỉ một trận chiến, hắn biết tiên giới có đến là mặt khác thông ngộ cường giả tồn tại. Xa không nói giao chỉ đại trưởng lão chính là thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, lại lúc sau chính là sao băng điện tổ thiên long, dựa theo thiên cơ sư nương nói, tổ thiên long chính là tiên tôn thông ngộ tam trọng thiên cường giả, so đại sư huynh còn phải cường đại nhiều. Tuy rằng kia một lần đừng sư nương một đốn mắng xám xịt liền túng, nhưng chưa chừng tổ thiên long về sau có thể hay không mang thù, thậm chí Vân Môn thành lập đại điển thời điểm, có thể hay không tới quấy rối. Tiên giới to lớn, thông ngộ cường giả tuy thưa thớt, nhưng nhất định những cái đó thế lực lớn chung tuyệt đối tồn tại. Vân Môn nếu là không cường giả tỏa chấn không thể được, cũng may đại sư huynh cùng lão cây liễu ở, đảo cũng làm hắn an tâm. Tiến vào sao trời đại trận lúc sau, Dương Nghị Vân vung tay lên đem một chúng nữ nhân cùng Càn Khôn Hồ cho nên có đều phóng ra. Mà Vân Môn trong vòng mọi người cũng phát hiện Dương Nghị Vân tồn tại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bay vọt mà đến. Vân Tử, Phụ Thân, Môn Chủ. Sư phụ, tiếng quát tháo không ngừng. Lại là hạ giới phi thăng mà đến Vân Môn người tất cả đều xuất hiện. Mấy cái hài tử, đồ đệ, Lưu Tích Kỳ, muội muội Dương Khoan Thai, cha mẹ, huynh đệ Lý Đại Nghị, Chiêm Khánh Nhân cùng Hồ Tiên Nhi vợ chồng. Một tảng lớn người tất cả đều là người quen. Mọi người cũng thấy được Dương Nghị Vân bên người nữ nhân, đại gia đối Dương Nghị Vân ở giao chỉ sự tích cũng đều đã biết, thậm chí chuyện này đều truyền khắp toàn bộ tiên giới. Lại gặp nhau không thể thiếu một phen thổn thức nói chuyện.